cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Trường 1081, dạy kèm tại nhà rất nghiêm nha. Cùng lúc đó, tại đàn duyệt Sơn Trang, Diệp Oản Oản buổi sáng phải đi đoàn làm phim, tư giả hàn dẫn đường đường tới trước, sau đó đã gặp được Lâm Khuyết cùng tạ chiết chi đang nhàn nhã đi dạo. Hai người chưa từng thấy bộ dáng tư giả hàn trăm con, thật sự là quá mới lạ, cho nên mặt dày mày dạn đi theo hắn. Tạ Chiết Chi đang cầm điện thoại di động lướt lướt một cách nhàm chán, đột nhiên lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. A à cửu, tôi thấy được thứ đồ chơi tốt, muốn xem không? Tư Dạ Hàn không hề ngoài dự đoán, ngó lơ hắn. Tiểu Diệp Diệp của nhà cậu cũng ở đây nha. Tạ Chiết Chi lại bổ sung thêm một câu. Tư Dạ Hàn lúc này mới đem ánh mắt rời qua. Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời cũng lập tức trụng đầu vào. À, đây là nghệ sĩ dưới trướng của Diệp Oản Oản, đúng chứ? Đang lúc này, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động, người nam nghệ sĩ ăn mặc trang điểm hoành tráng tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản, tiểu ca ca, tiểu ca ca, tôi có thể quay anh một chút hay không? Lâm Khuyết nhất thời phun một ngụm nước ra ngoài, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện lại có thể thấy được một màn bùng nổ như vậy. Đang kinh sợ, liền nhìn thấy Diệp Oản Oản không chút do so dự mở miệng, đã có gấu, cảm ơn. Audio điện tử võ tấn bền Tạ chiết chi cười như không cười hướng về tư giả hàn nhìn một cái, hi hi, dạy kèm tại nhà rất nghiêm nha. Lâm khuyết bĩu môi một cái, tôi thấy là dục vọng cầu sinh rất mạnh mới đúng. Những thứ này là cái gì? Tư giả hàn nhìn thấy những món quà ảo trên livestream, hỏi một câu. Tạ chiết chi trả lời, những thứ này à, là khen thưởng của các fan hâm mộ, đắt tiền nhất chính là du thuyền, cần tới 13.140 kim cương, quy đổi ra nhân dân tệ tương đương. Vào lúc này, bên trong phòng xem livestream phòng chat live các fan hâm mộ đang ầm ầm đăng bình luận. Ha 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 ha, húc bảo bảo vậy mà xin quay thất bại, vị tiểu ca ca này thật là có cá tính nha. a a tiểu ca ca này là ai vậy? Thật sự là quá đẹp trai rồi. Ta biết ta biết, là người đại diện của cung húc, Diệp Bạch tiểu ca ca. Lần trước có thấy được ảnh toàn công ty bọn họ, vô cùng đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Húc bảo bảo à, xin hãy quay ống kính về phía Diệp Bạch Tiểu ca ca một chút đi. À, quá đáng tiếc, Tiểu ca ca lại có chủ rồi, bạn gái của hắn tuyệt đối kiếp trước đã cứu vất cả hệ ngân hà. Phần bình luận của phòng chat live đều đang bùng nổ yêu cầu muốn ngắm Diệp Bạch. Đang lúc này, đột nhiên, phòng chat live bỗng xuất hiện một tin nhắn thông báo, có người khen thưởng du thuyền đặc biệt. Tiếp đó, lần lượt là du thuyền quét đầy màn hình. Toàn bộ bình luận nhất thời lại nổ tung lại có một cường hào liên tục tặng 10 cái du thuyền. Miệng nó, miệng nó, cường hào này từ đâu tới vậy? 10 cái du thuyền nha, quá đáng sợ. ID là T9, chưa từng thấy qua ID này, cũng không có ở trên cường hào bảng, hình như là ID mới đăng ký. Cung húc nhìn chằm chằm cái ID đó, cao mày lẩm bẩm ai đây? Thật giống như không phải là fan của tôi. Fan đều thích lấy ảnh của hắn hoặc ảnh chụp đồ ăn, tiếp tế, cho hắn làm ảnh đại diện, nhất là fan cứng, id phần lớn đều là cái gì, hút bảo bảo chuột chụt, yêu hút các loại. nhưng cái id này quá kỳ quái. diệp oản oản trong lúc vô tình liếc qua nhìn thấy id đó một cái, nhất thời hơi nhíu mày. t9, tư cửu, tư Dạ hàn, tư dạ hàn làm sao lại có thể rảnh rỗi đi xem livestream như thế này, còn có thể khen thưởng. không cho xem, không cho xem đâu, livestream hôm nay đến đây kết thúc. thấy những fan hâm mộ đều muốn xem diệp bạch cung hút trực tiếp để cho đông tử tắt livestream đi. Fan mới vừa rồi, Diệp Oản Oản sờ cầm một cái. Cung hút thấy vậy chạy tới hỏi, fan gì? Diệp Oản Oản, fan vừa mới tặng du thuyền ấy, hình như là bạn trai tôi. Sắc mặt của cung hút trong nháy mắt đen như đáy nồi. Tại sao trai đẹp đã hiếm, mà lại còn yêu nhau? À quên, mà sao hắn lại đi ghen tị cơ chứ? Trường 1082, yêu quý động vật nhỏ. Diệp Oản Oản nói xong liền gửi nhanh một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn. Nội dung tin chỉ ngắn gọn có hai chữ T9. Rất nhanh Tư Dạ Hàn bên kia liền trả lời Diệp Oản Oản một chữ Ừ. Diệp Oản Oản nhìn thấy chữ Ừ, đó, cười khẽ một tiếng, sao anh lại biết cung húc phát sóng trực tiếp. Tư Dạ Hàn trả lời, thấy qua tạ chiết chi. Diệp Oản Oản lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, chẳng trách. Nàng biết ngay mà, làm sao tư dạ hàn lại có thể thèm quan tâm thứ đồ này. Cung húc mặc dù không thấy được Diệp oản oản đang nhắn nội dung gì, nhưng chỉ nhìn nụ cười ôn nhu này của nàng cũng có thể đoán được gửi thứ gì. Nhất thời cảm giác mình quả thực là một cái, bóng đèn, phát sáng như ban ngày. Này này này, này Diệp ca, anh đủ rồi nha. Tức chết tức chết, khó trách hắn cảm thấy cái IDT chín cứ kỳ quái như thế nào ấy. Tại sao rõ ràng là phòng chat live của tôi, nhưng tôi lại thành kỳ đà cản mũi. Cung Húc tức giận bất bình than phiền. Diệp Oản Oản nhìn về phía Cung Húc, mở miệng nói, "10 cái du thuyền đấy, tiện nghi cho cậu rồi." Cung Húc gào một tiếng, nhặt cái gối ôm bên cạnh lên cắn, "Tôi không muốn những thứ khen thưởng này một chút nào có được hay không? Cũng không đủ tiền tổn thất tinh thần cho tôi đâu đấy. Anh như vậy thật là quá đáng, biết rõ tôi hiện tại đang tương tư đơn phương, không chịu nổi được đả kích. Anh có biết yêu quý động vật nhỏ hay không? Yêu quý động vật nhỏ khóe miệng diệp oản oản co quắp lại một cái ngay sau đó ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói tốt rồi tốt rồi không được náo loạn nói chính sự đi trước đây tôi đã nói với cậu sau cảnh quay này cậu sẽ ngay lập tức cùng lạc thần bắt đầu đặc huấn có nhớ hay không cung húc không hề ngạc nhiên mở miệng nói nhớ chứ tôi bên này tùy thời có thể bắt đầu nhìn thấy bộ dáng cung húc không hề ý thức được có nguy hiểm sắp ập đến diệp oản oản có lòng tốt nhắc nhở lần đặc huấn này sẽ tương đối gian khổ cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cung Húc bĩu môi một cái, có bao nhiêu gian khổ? Còn gian khổ hơn cả tham gia mấy chương trình thực tế hay sao? Diệp Oản Oản nghe vậy có chút cạn lời, thật đúng là tiểu thiếu gia chưa từng nếm trải gian khổ bao giờ. Đối với hắn mà nói, khổ nhất chỉ là tham gia các chương trình truyền hình thực tế thôi sao? Thứ duy nhất của bộ phim này khiến nàng lo lắng, chính là Cung Húc không kiên trì nổi mà thôi. Diệp Hoàn hoàn sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, cậu đừng ôm lấy một bộ thái độ sao cũng được. Phần sau của bộ phim, cậu phải thay đổi hoàn toàn, trở thành một người lính chuyên nghiệp, cho nên đặc huấn tôi sắp xếp cho cậu sẽ phi thường nghiêm khắc, hết thảy đều sẽ dựa theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Cung Húc tràn đầy tự tin mở miệng, Diệp ca, anh làm sao lại không có lòng tin đối với tôi như vậy chứ? Anh yên tâm đi, vì mứt hoa nhỏ, coi như là lên núi đao, xuống chảo dầu, tôi cũng sẽ không tiếc ở trước mặt tình yêu, chút khó khăn nho nhỏ này thì tính là cái gì? Tất cả đều là nhỏ bé mà thôi. Diệp Oản Oản nhìn bộ dáng tràn đầy sức chiến đấu này của Cung Húc, thoáng yên tâm mấy phần. Hy vọng tên này thật sự có thể đáng tin giống như hắn nói vậy, cũng không uổng phí nàng đặt tiền đánh cuộc lớn như vậy trên người hắn. Mấy ngày sau, sau khi những phân cảnh học đường kết thúc, Diệp Oản Oản dựa theo kế hoạch đem Cung Húc và Lạc Thần dẫn tới Đặc khu 100 tại thành phố C gần đế đô để tiến hành đặc huấn Đặc khu 100 là nơi đóng quân của đại đội tác chiến đặc trùng Quân khu thành phố C thuộc lữ đoàn bộ đội đặc trùng của sư đoàn lục quân đông bộ nào đó Diệp mộ phàm dựa vào không ít quan hệ Cộng thêm kịch bản của bọn họ không tệ Cho nên mới được hợp tác cùng bộ đội Để cho cung hút cùng lạc thần đích thân tới thể nghiệm và huấn luyện Mặc dù chỉ là huấn luyện cơ bản Nhưng đối với người thường mà nói nhất là những nghệ sĩ ngày thường sống trong nhung lụa, tuyệt đối là đủ khổ sở. Huấn luyện viên Lôi, làm phiền ngài. Diệp Oản Oản đem cung hút cùng Lạc Thần giao cho huấn luyện viên riêng của bọn hắn, Lạc Thần căn cơ cũng còn khá, nhưng tố chất thân thể của cung húc có hơi kém một chút, làm phiền huấn luyện viên hao tâm tổn trí một phen. Yên tâm, giao cho chúng tôi. Chương 1083, anh nhìn cơ bụng của tôi đi. Cung húc ở một bên bất mãn mà lầu bầu diệp ca tôi làm sao lại kém hơn lạc thần tôi bình thường cũng thường xuyên luyện tập thân thể đấy có được hay không anh nhìn cơ bụng của tôi đi cơ bụng cung húc nói xong liền vén áo lên cho diệp oản oản nhìn thấy phần cơ bụng mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo diệp oản oản hơi có chút bất đắc dĩ cố nhịn cười cố ý dùng phép khích tướng để kích thích hắn suy vậy mà cảm thấy lợi hại rồi hả chút cơ bụng này của cậu còn không bằng lạc thần trước đây khi chưa được huấn luyện võ thuật và thể lực Cung húc nghe xong, nhất thời xù lông, cái gì? Anh còn xem qua lạc thần rồi. Khi nào, ở đâu, tên khốn kiếp này, quả nhiên là tranh thủ những lúc tôi vắng mặt thừa cơ gẹo trai. Thật là quá đáng. Lạc thần. Lạc thần ung dung thản nhiên lùi ra xa một bước, hiển nhiên không muốn bị lây nhiễm chỉ số thông minh của cung húc. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Lạc thần không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên Diệp Oản Oản chính thức dẫn dắt hắn. Khi đó Diệp ca muốn hắn cởi quần áo, muốn nhìn hình thể của hắn, căn cứ tình huống của hắn mà an bài liệu trình huấn luyện võ thuật và thể lực cho hắn. Kết quả, khi đó hắn lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thiếu chút nữa đã hoài nghi Diệp Ca và Chu Văn Bân là cùng một dạng. Nghĩ đến đây, Lạc Thần khó tránh khỏi xấu hổ, lỗ tai có chút nóng lên. Diệp Oản oản liếc cung húc một cái, đó là thời điểm tôi mới vừa dẫn dắt Lạc Thần, khi đó còn chưa có cậu thì biết làm thế nào. Cung húc nhất thời phịch một cái ngồi trồm hổm xuống quay mặt vào trong góc tường tự kỷ tôi liền biết ngay là trong lòng anh tôi vĩnh viễn cũng không sánh bằng lạc thần mà cũng chỉ bởi vì tôi là người đến sau thôi sao tôi lúc trước còn chưa thuộc về anh cũng đáng thương lắm đấy tại sao lại kỳ thị tôi thấy cái thằng này lại bắt đầu diễn rồi diệp oản oản tức giận đạp hắn một cái tránh ra nếu thời điểm đóng phim bình thường cậu có cái kỹ thuật diễn xuất này còn lo không lấy được ảnh đế sao cung húc nghe xong ánh mắt nhất thời sáng lên gào Diệp ca ca, em liền biết ngay anh dễ coi trọng em mà. Bằng kỹ thuật diễn xuất này của tiểu gia, ảnh đế nằm ở trong lòng bàn tay. Diệp oản oản, câu mới vừa rồi của nàng cũng không phải là đang khen hắn, có được hay không? Mạch não của người này rốt cuộc là có dáng dấp như thế nào? Nội dung tập huấn sơ bộ của cung húc và lạc thần đại khái bao gồm vật lột, xả kích, súng ống, gỡ mìn, nhảy dù các loại, phạm vi bao quát tương đối rộng hai người bọn họ nếu có thể học cho thật tốt, khi trở về có thể tự tin đóng phim không cần lo lắng. Bởi vì là ngày thứ nhất, Diệp Oản Oản cũng đồng thời cùng đi theo. Rất nhanh, huấn luyện viên lôi dẫn ba người bọn họ đi tới một sân huấn luyện. Dọc theo đường đi, cung húc nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, tí ta tí tưởng hào hứng cùng đi đến thao trường. Chờ sau khi đến nơi, khuôn mặt dạng dỡ như ánh mặt trời của cung húc nhất thời hứng chịu một trận mưa gió chấp giật rền vang. Chỉ thấy trước mắt chính là một vũng bùn to lớn, phía trên vũng bùn là lưới điện. Mười mấy anh lính đang mang theo vật nặng bò lổm ngổm ở phía trước trong vũng bùn. Trên người, trên mặt bọn họ đều lấm lem, chết đầy đất sét, đã hoàn toàn không nhìn ra được tướng mạo, nếu chỉ cần hơi hơi nhấc người lên sẽ bị lưới điện giật cho cháy đít. Chuyện này, kích thích như vậy sao? Cung Húc sờ sờ kiểu tóc tuyệt đẹp mới làm xong của mình, lại giờ giờ phần mông một cái ánh mắt hắn lưu luyến nhìn bộ vệ y bản limit từ trên người, cùng với da thịt mềm mại trắng nõn, bàn tay nhỏ nhắn, theo bản năng giật mình lùi về sau một bước. Diệp Oản Oản kịp thời ra tay, móc vào sau cổ áo cung húc, chạy cái gì? Diệp ca ca, tôi, tôi cảm thấy chỉ là diễn một bộ phim mà thôi, không cần liều mạng như vậy chứ. Cung húc cuối cùng cũng bắt đầu ý thức được sự đáng sợ của khóa đặc huấn này. Diệp Oản Oản, cậu trước khi tới không phải đã nói, vì mứt hoa nhỏ coi như là lên núi đao xuống chảo dầu đều được sao? Đúng vậy, tôi nói chính là lên núi đao xuống chảo dầu nha, không phải là cái này, cung húc tỏ vẻ nghĩa chính ngôn từ. Diệp oản oản, mặt dày vậy sao? chương 1084, thần thiếp không làm được. Gào, Diệp ca ca, tôi không đi, tôi không đi, anh hãy tin vào kỹ năng diễn xuất của tôi, coi như không tự mình thể nghiệm, tôi cũng tuyệt đối có thể diễn được cung húc vừa nói vừa giãy dụa trốn về sau. Diệp Oản Oản nghẹn ngào chẳng nói nên lời, coi như là diễn viên chuyên nghiệp cũng không dám nói lời như vậy, cậu lấy đâu ra tự tin. Cũng là bởi vì kỹ xảo của cậu quá kém, cho nên tôi mới cố ý dẫn cậu tới, cậu phải dùng toàn tâm toàn trí nhập vai, thực sự trở thành một người lính. Không cần diễn, cậu chính là một người lính, biết chưa? Cung húc vẻ mặt đưa đám, thần thiếp, à không, nô tỳ không làm được, Diệp Oản Oản nhéo nghi tâm một cái, nhìn về phía huấn luyện viên Lôi ở bên cạnh, "Tôi có thể nói chuyện với cậu ta một chút được không?" Huấn luyện viên Lôi nhìn thấy cung húc này ra mịn thịt mềm, lại còn là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, hiển nhiên thần sắc khó coi, gật đầu đồng ý nói, "Có thể." Diệp Oản Oản lập tức trợn mắt nhìn cung hút một cái, "Cậu qua đây, chúng ta nói chuyện một chút." "Diệp ca ca, chúng ta có thể trở về nhà rồi hãy thảo luận sau được không?" "Không thể." Tôi muốn trở về nhà. Hu hu. Diệp Oản Oản đem Cung Húc kéo tới trong góc. Cung Húc, tôi hỏi cậu, khi đó tại sao cậu phải vào giới giải trí? Diệp Oản Oản hỏi. Cung Húc bĩu môi một cái lầu bầu, còn tại sao gì gì, chính là để chơi đùa chứ sao. Diệp Oản Oản nhìn kỹ hắn, giống như muốn đem người trước mặt mình nhìn thấu. Cung Húc nhìn như là một tiểu thiếu gia không buồn không lo, trên thực tế, tình huống Cung gia không hề đơn giản như vậy người anh trai liền trước và người em trai liền kề của cung húc tất cả đều do mẹ kế sinh mẹ đẻ của hắn từ rất sớm đã bệnh chết sau đó nữ nhân cha hắn bao nuôi ở bên ngoài trở thành vợ chính thức còn mang về một cậu con trai còn lớn tuổi hơn cả cung húc nữ nhân kia sau khi vào nhà lại sinh cho cha hắn thêm một đứa con trai địa vị càng thêm vững chắc hai huynh đệ cùng cha khác mẹ kia của cung húc một người giúp cha xử lý công ty một người là thiên tài y học đều khiến cha cung húc vui vẻ chỉ có cung húc, làm một thiếu gia con nhà giàu, cả ngày gây họa sinh sự, sau khi tiến vào giới giải trí cũng không làm chính sự, ngày ngày không chịu sống yên ổn. Gây họa, sinh sự, vào giới giải trí, hẳn chỉ là bởi vì muốn được chú ý, muốn được yêu thương mà thôi. Những người trong giới giải trí sau khi nhận được tin tức cung gia vứt bỏ không thèm quan tâm đến hắn nữa, liền không chút kiêng kỵ cũng là bởi vì biết nội tình cung gia, biết cung gia hôm nay là do mẹ kế của hắn cùng hai đứa con khác nắm trong tay, cung húc đã bị loại bỏ ra ngoài, trở thành người thừa. Diệp Oản Oản khẽ cười nhìn hắn, vậy cậu chuẩn bị cứ tiếp tục một mực chơi đùa tiếp hay sao? Đúng vậy, cậu bây giờ còn trẻ tuổi, có thể chơi đùa, có thể cùng với rất nhiều thiếu nữ chơi trò mập mờ. Nhưng cậu có bao giờ để ý chưa, nếu như có một ngày, cậu gặp được cô gái mà mình chân chính yêu thích thì sao? Cậu muốn giới thiệu chính mình với nàng như thế nào? Cậu muốn nàng ta chỉ cần tra cứu tên của cậu một chút, liền chỉ thấy tất cả đều là lịch sử đen tối của cậu, tất cả đều là tin lá cải về cậu, tất cả đều là những si căng đan cùng những người bạn gái trước đây của cậu hay sao? Ngón tay của Cung Húc vô thức siết chặt, không có nếu như tôi đã có cô gái mình chân chính yêu thích rồi. Diệp Oản Oản thở dài, được rồi, tôi hiện tại hỏi lại cậu một lần nữa, cậu rốt cuộc dự định hoạch định tương lai của mình như thế nào? Nếu cậu chỉ muốn được chơi đùa, ban đầu hẳn nên học ca hát, nhảy nhót cho thật tốt bảo vệ thật tốt hình tượng, quản lý tốt cuộc sống riêng, không làm ra những sự tình mất tư cách. Nhưng mà bây giờ những sự tình dối rắm cậu đều đã làm khắp nơi rồi. Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nếu như cậu muốn làm diễn viên, như vậy nhất định phải khẳng định được thực lực cùng với sự chuyên nghiệp của mình. Cung Húc nhìn chăm chú thần sắc lăng nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân trước mặt. Khi thấy hắn nghiêm nghị khiển trách chính mình, cùng ánh mắt chuyên tâm nghiêm túc của hắn, không biết tại sao, cả người cung hút đột nhiên có chút nóng lên, da mịn thịt mềm mặt cũng càng ngày càng đỏ. chương 1085, người ta còn nhỏ mà. Gào! Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nhịp tim lại nhanh đến như vậy? Sao lại có cảm giác diệp bạch như vậy? Như vậy khiến cho hắn không rời mất nổi. Làm sao bị chửi như chó, còn bị buộc phải chịu đựng gian nan, lại muốn được nghe chửi thêm mấy lần. Sợ là mình cong rồi. Không đâu, hắn chính là trai thẳng, so với sắt thép còn thẳng hơn. Nhất định là bởi vì nguyên nhân Diệp Bạch khá giống với ngứt hoa nhỏ mà thôi. Diệp Oản Oản thấy Cung Húc đứng đó ngẩn người, tức giận đạp hắn một cái, "Tôi nói chuyện cậu có nghe hay không?" Đệt, bị đạp làm sao lại cũng vui vẻ như vậy? Hắn có phải là bị bệnh thần kinh rồi hay không? Cung Húc lầu bầu mở miệng, "Tôi không đi." Diệp Oản Oản trên trán gân xanh nổi lên, "Được, cậu không đi đúng không?" tôi đây đi tìm người khác tới diễn. Gào, không được, cung húc nhất thời một tay đem bắp chân của Diệp Oản Oản đã quay người bước đi ôm lấy, thổn thức không thôi mở miệng, Diệp ca, anh tại sao lại phũ như vậy? Anh không thể dỗ dành người ta một chút được hay sao? Diệp Oản Oản khóe miệng co giật, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn muốn được người khác dỗ? Cung húc, người ta còn nhỏ mà. Diệp Oản Oản, cung húc dỗ đầu xuống, biểu tình giống như con chó nhỏ lạc đường ngồi xổm ở nơi đó dòm nàng, Diệp ca, vậy anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào? Diệp Oản Oản lập tức trả lời, dĩ nhiên là ngoan ngoãn đi vào trong huấn luyện, diễn tốt bộ phim này. Cung húc nhất thời cảm thấy mình bị lừa, anh chính là đang gạt tôi vào lăn bùn. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, cậu thực sự coi giải ảnh đế dễ lấy như vậy sao? Trong lòng có thể có chút cân nhắc hay không? Chỉ biết làm hung làm giữ với tôi thôi rõ ràng mỗi lần đối xử với lạc thần đều ôn nhu như vậy cung húc biết tính tình của diệp oản oản cũng không dám làm quá lố thỏa hiệp mở miệng nói tôi có thể ngoan ngoãn đi huấn luyện nhưng tôi có thể nói một yêu cầu được không diệp oản oản liền nhìn thấu hắn muốn nói cái gì không cần phải nói không thể gặp được mứt hoa nhỏ lúc này tâm tình của tên này không ổn định y như là tàu lượn siêu tốc ai biết được nếu bây giờ hắn biết được chân tướng sẽ phát sinh chuyện gì cung húc nhất thời mặt đầy tuyệt vọng ngồi trồm hổm dưới đất, tôi đây há chẳng phải là đời này đều không thấy được mứt hoa nhỏ rồi sao? Cung húc đem đầu chôn vào trong gối, nhỏ giọng thầm thì, thật ra thì tôi biết, Diệp ca ca anh vì tôi đã hao hết tâm tư. Bộ phim này tôi có thể diễn tốt nửa phần đầu, là bởi vì có thể lột tả bản chất đem vào trong diễn xuất, nhưng còn phía sau. Tôi biết là tôi không có khả năng đoạt giải ảnh đế. Thích, tại sao ban đầu tôi lại nói không lấy được ảnh đế liền đi ăn cứ chứ? biết vậy đã nói là sẽ mặc đồ con gái là được rồi khi cậu nói làm sao lại không suy nghĩ đến hậu quả một chút diệp oản oản không biết nói gì cung húc hích nhất thời lỡ gáy như dế kêu rồi ai ngờ đâu gáy quá lố diệp oản oản nhìn cung húc một cái biết chính mình cần cho hắn thêm một liều thuốc nặng đô hơn cung húc cái tên này ham chơi nhất nếu đã nói như vậy ánh mắt diệp oản oản hơi đổi sau đó mở miệng nói vậy thế này đi hai chúng ta cũng đánh cược cung húc nhất thời nhìn sang đánh cược cái gì nếu như cậu thua không lấy được ảnh đế cậu mặc đồ con gái diệp oản oản mở miệng nếu như tôi thắng thì sao cung húc lập tức hỏi diệp oản oản không chút do dự nói nếu là cậu thắng rồi tôi mặc đồ con gái trong nháy mắt khi lời này của diệp oản oản rơi xuống cung húc nhất thời trợn to hai mắt miệng nó chơi lớn như vậy sao đánh cược không Thấy Cung Húc tinh thần tỉnh táo, Diệp Oản Oản nhíu mày. Cung Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Oản Oản, tưởng tượng một chút bộ dáng hắn mặc đồ con gái, thần sắc kinh ngạc. Sau đó không biết tại sao, lỗ tai đột nhiên càng ngày càng nóng. Cung Húc vội vã trà sát khuôn mặt, phục hồi lại tinh thần, lúc này mở miệng nói, "Đánh cược, đánh cược. Nếu là tôi thắng anh liền mặc đồ con gái, đây chính là anh tự nói đó nha." Chương 1086, tôi cắn chết hắn. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng nói, không sai, là tự tôi nói. Vậy anh nói có tính hay không? Cung Húc hỏi lại đầy hoài nghi. Diệp Oản Oản, tôi nói chuyện lúc nào lại không tính? Cung Húc cuối cùng cũng đã tin tưởng, vẻ buồn bã ỉu xìu trên mặt nhất thời đã biến mất sạch sẽ, chống nạnh, khôi phục lại phong độ không ai bị nổi. A ha 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 không chỉ có thể gặp được mứt hoa nhỏ, còn có thể nhìn Diệp ca mặc đồ con gái. Tôi còn miệng nó chính là liều cái mạng chó này cũng phải cầm được cái giải ảnh đế trong tay. Nhìn thấy bộ dáng như hít thuốc lắc của cung húc, Diệp oản oản có chút cạn lời. Quả nhiên, đối phó với cung húc, chiêu trò tâm lý khích tướng các kiểu đều là vô dụng, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Mặc đồ con gái thì mặc đồ con gái, vốn là nàng cũng dự định sau khi bộ phim này quay xong sẽ nói chân tướng cho cung húc, Cung Húc vừa nói chuyện vừa hưng phấn lấy điện thoại di động ra, tranh thủ trước khi điện thoại di động bị tịch thu, nhanh chóng vào group của công ty đắc ý một fan. Cung Húc, ha 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 ha, tôi nói cho các cậu biết, giải ảnh đế này bổn thiếu gia đã quyết định cầm vào tay rồi. Ai dám giành giật với tôi, tôi cắn chết hắn. Đông tử, Húc ca cố gắng lên. Tiểu tình, Húc ca rất thẳng tính. Hàn Thiên Vũ các cậu đến nơi rồi. Dựa theo thời gian mà tính, Cung Húc bọn họ vào lúc này hẳn là đã đến nơi. Lấy lý giải của hắn đối với Cung hút, sau khi đến hiện trường nhất định sẽ đòi bỏ cuộc nửa chừng mới đúng. Làm sao ngược lại, lại hưng phấn như thế? Cung hút, ha 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 đến rồi, đến rồi. Diệp Mộ Phàm, cậu lại bị trúng gió gì à? Diệp Mộ Phàm thấy Cung Húc lại bắt đầu phấn khích, lặng lặng than trong lòng một câu, nguy rồi. Cung Húc, ha 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 các anh em các cậu mau nhanh đi miếu đi chùa dâng hương bái Phật cầu mong tôi lấy được ảnh đế đi. Mới vừa rồi Diệp Ca đánh cuộc cùng tôi, nếu như tôi lấy được ảnh đế, anh ấy liền mặc đồ con gái. Nhìn thấy những lời này của Cung Húc, trong group yên lặng quỷ dị mất mấy giây, sau đó rất nhanh liền hòa lên như vỡ tổ rồi. Tiểu Tình, trời ạ, à, có thật không, có thật không? Diệp Ca muốn mặc đồ con gái. Đông tử, Diệp Ca thật đúng là liều mạng. Phí Dương a, à, không hiểu lắm nhưng rất chờ mong chuyện gì xảy ra chuyện này thật là đáng giá đi dâng một nén nhang biên kịch từ lâm lần này diệp tổng thanh cha hy sinh quá lớn diệp Mộ phàm diệp bạch cậu điên rồi à thợ quay phim a a a a trời à có ai đi thắp hương tập thể cùng tôi không thợ hóa trang dẫn tôi đi với dẫn tôi đi với hậu cần tôi cũng muốn cùng các cậu đi bái phật cầu cho húc bảo bảo nhất định phải đạt được ảnh đế Quá kích thích rồi. Đạo diễn Lưu Thanh cũng dẫn tôi đi với nha, ha ha. Nữ chính Lâm Tử San, cung húc cậu yên tâm, khi nào cậu về tôi sẽ dẫn cậu cùng đi tháp hương sau. Diệp Oản Oản vừa dẫn Cung Húc trở về chỗ đám người huấn luyện viên lôi, vừa buồn cười lướt xem những bình luận kích động không thôi trong group WeChat. Vào lúc này là Thần cũng đã nhìn thấy nội dung chat trong group, thần sắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Ca vì Cung Húc, ngay cả loại yêu cầu này cũng đều sẽ đáp ứng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Lúc này, cung húc vừa thấy được lạc thần lập tức ôm cổ hắn kéo qua một bên, này lạc thần, thương lượng với cậu chuyện này. Chuyện gì, lạc thần đầy ghét bỏ đem tay của cung húc đẩy ra. Cung húc đủ dính y như keo dính chuột, thời điểm khi nào quay về cùng đóng phim, đừng cố gắng quá mức, nhường nhường cho tôi một chút đi. Lạc thần đảo mắt nhìn hắn một cái, tại sao? Cung Húc nói như đúng rồi, chẳng lẽ cậu không muốn xem Diệp ca mặc đồ con gái sao? Ảnh đế chỉ có một, cho nên có thể nói, Lạc Thần cũng là đối thủ cạnh tranh à nha. Lạc Thần theo bản năng hướng về phía Diệp Oản Oản đang cùng huấn luyện viên lôi nói chuyện nhìn một cái, sau đó mở miệng tào lao. Cung Húc hừ hừ một tiếng, cậu mới là tào lao đấy. Một chút phối hợp cũng không có, tôi cũng không tin cậu không muốn xem. Lạc Thần không thèm để ý đến hắn, tìm một xó xỉnh đứng yên lặng trầm ngâm. Trường 1087, trộm cậu nhóc về nhà chơi cùng. Diệp Oản Oản cùng huấn luyện viên lôi trò chuyện rất lâu, lại dặn dò cung húc nửa ngày, thấy Lạc Thần một mình đứng ở trong góc nhỏ, nàng cất bước đi về phía Lạc Thần. Diệp ca, thấy Diệp Oản Oản đi tới, Lạc Thần lập tức ngẩng đầu lên. Lạc Thần, cậu là đáng tin cậy nhất, tôi không có gì cần dặn dò cậu nữa cả, cố gắng lên nhé. Diệp Oản Oản mở miệng lạc thần đang cảm thấy mất mát bởi vì diệp oản oản một mực chú ý cung hút thậm chí vì cung hút mà chấp nhận mặc đồ con gái nhất thời cảm giác này tan biến không còn dấu tích vâng diệp ca tôi biết rồi sau khi gửi cung hút cùng lạc thần đưa đi đặc huấn diệp oản oản cuối cùng cũng thanh nhàn được một chút có thể dành nhiều thời gian hơn để chơi cùng đường đường trước đây rõ ràng là nàng đã lên kế hoạch đi đàn duyệt sơn trang chơi đùa kết quả bởi vì sự tình của đoàn làm phim nên đã để cho hai cha con đợi rất lâu rồi, sau đó đi tận nửa ngày mới trở về. Diệp Oản Oản đã nghĩ ra một phương pháp, chuẩn bị lấy công chuộc tội. Tư giả Hàn và Đường Đường đã tới trước một bước, Diệp Oản Oản trước tiên về Hồng Hoa Tiểu Lâu một chuyến lấy những đồ đạc mình đã chuẩn bị trước, sau đó mới cầm theo vé VIP của Tư giả Hàn cho nàng để tiến vào trang viên. Khi đến nơi, nàng không lập tức đi tìm bọn họ, mà lại một thân một mình lén lén lút lút kéo một cái Dương đi vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Oản Oản mở Dương hành lý ra, lấy ra từ bên trong một bộ y phục hóa trang thành một con gấu nhồi bông hình người cực lớn. Diệp Oản Oản không nói hai lời, thay đồ, sau đó đứng trước gương ngắm nhìn chú gấu bông hình người ngây thơ đáng yêu, tỏ vẻ tương đối hài lòng. Nàng thật là đáng yêu, hí hí hí, Đường Đường khẳng định sẽ thích. Cùng lúc đó, bên hồ nhỏ tại Đàn Duyệt Sơn trang, Tư giả hàn ngồi ở dưới bóng cây câu cá, hai cái ghế bên cạnh là lâm khuyết cùng tạ Triết chi đang nằm. Bên trong rừng cây phía xa xa, đường đường đang cùng đại bạch hổ chơi đùa với nhau, cậu nhóc vô cùng nhu thuật, không khóc cũng không quấy. Lâm khuyết nhìn một chút tư giả hàn đang câu cá, lại nhìn một chút tiểu nãi qua cách đó không xa đang cùng thú cưng chơi đùa, suýt xoa mở miệng nói, có lầm hay không vậy? Vốn nên là tuổi đua xe chơi đùa bạt mạng, cửu ca lại có thể biến thành tuổi xế chiều an nhàn cùng vợ con hưởng thụ cuộc sống điền viên. Vậy mà tôi lại cứ có cảm giác như vậy là tốt hơn. Ngay cả tôi cũng muốn trộm cậu nhóc đem về nhà để chơi cùng rồi. Tạ chiết chi lườm hắn một cái, khẽ mở miệng nói, thôi đi, tha cho cháu nhỏ đi, cháu nó còn chưa đủ tuổi. Đệt, này này nói thế là có ý gì? Ngay cả cửu ca cũng đều có thể làm cha của một đứa bé, sao tôi không thể làm một người cha tốt được cơ chứ? Nghĩ đi đâu đấy, Lâm Khuyết vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhà đầu kia làm sao còn chưa tới. Tạ Chiết Chi mở miệng, có vẻ như là bận dẫn nghệ sĩ của nàng gửi đi sang quân khu để đặc huấn, để về tới đây phỏng chừng còn mất một khoảng thời gian. Lâm Khuyết nghe xong, vừa cẩn thận liếc tư dạ hàn một cái, vừa lén lén lút lút nhỏ giọng mở miệng, lại nói tạ tam ca, tôi thật là không hiểu nổi, diệp oản oản nha đầu này rốt cuộc là làm sao làm được. Lính dưới trướng của nàng ta tất cả đều là nam nghệ sĩ, nàng cũng ở bên ngoài chơi lâu như vậy rồi, cửu ca lại có thể đến bây giờ vẫn chưa bật chế độ cuồng hóa đổ sát tứ phương sao. Nói đâu xa, lần livestream gần đây đấy, cửu ca không chỉ không hề tức giận, còn khen thưởng cho người ta 10 cái du thuyền. Tôi đến bây giờ vẫn không nghĩ thông. Tạ chiết chi cười một tiếng, nhíu mày, rất khó hiểu sao. Lâm khuyết nhất thời nói, quá khó hiểu có được hay không. Quả thật là quỷ dị. Bên này lâm khuyết đang theo tạ chiết chi than, hỏng bét ánh mắt liếc xéo qua đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một con gấu bông màu nâu lớn đang hướng về phương hướng của bọn họ chạy tới lâm khuyết nhìn chằm chằm con gấu kia mặt đầy mộng bức đó là cái quỷ gì ai lại mặc như vậy tiến vào đây trong khi nói chuyện cái người mặc đồ con gấu nhồi bông đã trực tiếp chạy tới trước mặt bọn họ ánh mắt đảo qua thấy chú gấu nhồi bông đang tiếp cận bọn họ bên này ánh mắt của tư giả hàn rời khỏi phía bờ hồ quay đầu nhìn về phía chú gấu kia Diệp oản oản thoáng thay đổi giọng nói, sau đó vượt qua lâm khuyết cùng tạ chiết chi, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt tư giả hàn, tiểu ca ca, tiểu ca ca. Em có thể ôm anh một cái được không? chương 1088, anh ấy là lão công tương lai của tôi. Tư giả hàn, một bên, lâm khuyết đầu tiên là thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó, ha ha ha, cười ra tiếng, vô cùng hứng thú hướng về phía cô bé mặc đồ gấu nhồi bông trước mặt mình nhìn lại, tôi nói này cô em phương thức em xin ôm tiểu ca ca này, có chút quá sáng tạo rồi đi. Đây là thiên kim tiểu thư nhà nào, rất có ý tứ rồi. Diệp Oản Oản nghe vậy căn bản không thèm để ý hắn, tiếp tục hưng phấn hướng về phía tư dạ hàn đưa ra, móng gấu của chính mình. Lâm Khuyết đã rất lâu chưa từng thấy nữ hài tử thú vị như vậy, không nhịn được trêu chọc nàng. Này, cô em, em ôm vị tiểu ca này cũng không vui đâu, anh ấy đã có chủ rồi, có ôm cũng ôm qua loa cho có thôi không bằng cô em tới ôm tôi đi, tiểu ca ca đây là người độc thân nha. Diệp Oản Oản ở bên trong lớp quần áo thú nhồi bông lườm một cái, không chút do so dự mở miệng, không ôm, người quá xấu, cảm ơn. Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời con người đều chừng cả ra ngoài, miệng nó. Cô, cô mới vừa nói cái gì, tôi xấu xí. Hắn dù so ra kém hơn tư giả dạ hàn cùng tạ chiết chi ở đây, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí cơ mà hắn đây là lần đầu tiên bị một cô em chê là xấu xí đấy. Còn nữa, cái giọng cô bé này mới vừa nói hắn xấu xí, làm sao lại nghe quen tai như vậy? Tư giả hàn nghe được lời của gấu búp bê, nơi đáy mắt dường như xẹt qua một nụ cười không dễ gì phát giác được. Tạ chiết chi đang ở bên cạnh cười vui sướng, nhìn tư giả hàn một chút, vừa nhìn về phía, gấu con, mở miệng nói, vị tiểu thư này, cô có biết anh ấy là ai không, mà cũng dám đòi ôm. Diệp Oản Oản nghe vậy bật thốt lên mà nói, dĩ nhiên biết nha, anh ấy là tư giả hàn, là lão công tương lai của tôi mà. Tạ chiết chi, lâm khuyết, lâm khuyết quả thật là vô cùng kinh hãi, miệng nó. Cô em, lá gan của cô, thật là không phải lớn bình thường đâu. Biết hắn là tư giả hàn còn dám trêu đùa như vậy. Ngay cả tạ chiết chi cũng đều tỏ vẻ thán phục, lại còn có người quậy hơn cả hắn, mà người kia còn là một cô em gái, hai người cũng không hề chú ý tới, giờ phút này đáy mắt tư giả hàn là vẻ ôn nhu lan tràn. Diệp oản oản bạch 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 bước những bước đi có chút phụng về, lại hướng về tư giả hàn đến gần hơn mấy bước, tiểu ca ca, tiểu ca ca. Rốt cuộc có cho ôm hay không, anh ngược lại phải cho em một câu trả lời nha. Tư giả hàn bất đắc dĩ đầy cưng chiều hướng về phía cô bé nhìn một cái, ngay sau đó đưa tay ra, qua đây. Diệp oản oản nhất thời sắc mặt vui mừng, bạch 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 liền nhào qua. Tư giả hàn đem thiếu nữ ôm thật chặt, ngay sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn trên đầu của con gấu một cái. Bên cạnh, Lâm Khuyết cùng tạ chiết chi đều trợn tròn hai mắt, cái quỷ gì thế này? Chửi thề một tiếng, lại thật sự ôm thật sao? Lâm Khuyết trợn to hai mắt. Tạ chiết chi sờ cầm một cái, đột nhiên lộ ra thần sắc sáng tỏ. Rõ ràng tư giả hàn hôn qua một lớp y phục thú nhồi bông, nhưng Diệp Oản Oản lại cảm nhận so với bình thường còn kích thích hơn, trên chán không khỏi có chút nóng lên. Diệp Oản Oản cười híp mắt hỏi, làm sao anh lại biết là em thế? Tư giả hàn nhéo, móng vuốt, của nàng một cái, nói có vẻ đương nhiên, trừ em ra, ai dám? Diệp Oản Oản, hít, khục khục khục, được rồi. Thật giống như là không có cách nào phản bác nha. Tư giả hàn đưa tay ra, đem phần, đầu của gấu, gỡ xuống, một giây kế tiếp, cái đầu nhỏ của Diệp Oản Oản liền lộ ra. Cô gái cột tóc gọn gàng, cười tươi như hoa, em có phải là đặc biệt đáng yêu hay không? Nghĩa nó, cô, Diệp Oản Oản. Một bên nhất thời truyền tới tiếng kêu của Lâm Khuyết. Rời à, đáng lẽ hắn sớm nên biết, nguyên lai là nha đầu này. Tạ chiết chi nhìn về phía Lâm Khuyết kinh ngạc đến ngây người, đầy ý vị nói, cậu đến bây giờ đã biết, tại sao cửu ca của cậu đến nay vẫn không cuồng hóa và đổ sát hay chưa? Lâm Khuyết biết, quá biết rồi. Cái tên nhà đầu chết tiệt này cũng quá biết cách dỗ người ta vui vẻ chương 1089, mẹ con đồng lòng. Đường đường đâu, Diệp Oản Oản vội hỏi. Tư giả hàn, tại rừng cây. Diệp Oản Oản thuận theo phương hướng tư giả hàn chỉ nhìn lại, vội vàng đem cái đầu thú nhồi bông đeo lại, em đi tìm đường đường. Tư giả hàn, đi đi. Cô nàng bạch 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 chạy rất nhanh, thoáng cái đã không còn thấy bóng. Lâm Khuyết nhìn theo bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, duy trì biểu cảm ăn nhiều đây thức ăn cho chó là đủ rồi nha khó trách cửu ca của tôi bị ăn đến xít sao tôi phục rồi nói xong mặt đầy vẻ hồ nghi nhìn về phía tư giả hàn mở miệng nói cửu ca à anh không cảm thấy nhà đầu diệp oản oản này thay đổi quá lớn sao tư giả hàn nhàn nhạt nói không hề lâm khuyết kinh ngạc hả không hề sao ánh mắt của tư giả hàn rơi vào phương hướng thiếu nữ chạy đi xa mặt không đổi sắc mở miệng nói, nàng một mực trước giờ đều là như vậy. Lâm khuyết trong nháy mắt mộng bước. Một mực đều là như vậy. Cửu ca, anh nghiêm túc à. Ánh mắt tạ chiết chi lóe lên, sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía tư giả hàn mở miệng, a cửu, thân thể của cậu, có phải là đã bắt đầu bình phục hay không? Nghe được những lời này của tạ chiết chi, sắc mặt tư giả hàn, cơ hồ là trong nháy mắt âm trầm xuống. Thân thể rõ ràng đã bắt đầu khôi phục, nhưng lại không có chút thần sắc cao hứng nào. Lâm Khuyết không biết nghĩ đến điều gì, biểu tình cũng có chút lo lắng bất an, Tạ Tam, ý của cậu là, độc lập châu bên kia nếu như biết thân thể của Cửu Ca đã khôi phục. Lâm Khuyết giấu câu nói kế tiếp, ho nhẹ một tiếng, ho khan, đều đã lâu như vậy không liên lạc, hẳn là sẽ không sao chứ? Tạ Chiết chi nhún nhún vai, ai biết được, tâm tư vị kia. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản trực tiếp hướng thẳng về phía đường đường chạy đi bảo bối bảo bối bảo bối ngoan ngoãn nhất khả ái nhất trên thế giới ai ai cũng đều yêu thích tôi có thể ôm cậu một chút không diệp oản oản cố gắng nói thật to dùng một giọng ồm ồm mở miệng nói đường đường nhìn thấy con gấu đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó thật nhanh nện bước chân nhỏ ngắn của mình nhào về phía chú gấu mẹ diệp oản oản nhất thời mặt đầy vẻ kinh ngạc khôi phục lại giọng nói của mình tò mò hỏi hích bảo bối làm sao con biết là mẹ Tư giả dạ hàn là đoán ra được nàng, đường đường làm sao lại có thể lắc một cái là nhận ra nàng ngay lập tức như vậy chứ? Đường đường ôm lấy chân con thú nhồi bông, ngước đầu nhỏ lên, mặt đầy vui vẻ mở miệng, đường đường nhận ra ngay mà. Bất kể mẹ là hình dáng gì, đường đường đều sẽ nhận ra được. Diệp oản oản ngồi trồm hổng xuống, lòng tràn đầy ngọt ngào mà ôm lấy cậu bé. Đúng đúng đúng, bởi vì mẹ và đường đường, hai mẹ con đồng lòng mà. Vâng, cậu nhóc dùng sức gật đầu một cái. Mẹ, mẹ hôm nay thật xinh đẹp đáng yêu, cậu bé không hề tiết kiệm lời khen ngợi dành cho mẹ bao giờ. Hi hi, đúng không đúng không, bảo bối có thích hay không? Diệp Oản Oản nhất thời đắc ý đến thỏa mãn. Thích. Hai mẹ con đang nói chuyện, một bên lướt đi qua. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy Đại Bạch, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đại Bạch vậy mà cũng đến rồi. Diệp Oản Oản lại vội vàng nhảy nhót đến trước mặt Sắt, ha ha ha, Đại Bạch Bạch, Đại Bạch Bạch ta có thể ôm ngươi một chút không? Giống. Diệp Oản Oản mới vừa chạy đến trước mặt Đại Bạch, Đại Bạch liền lập tức tặng cho nàng một tiếng hổ gầm rung chuyển núi rừng. Diệp Oản Oản bị giống phản đối, đặt mông ngồi trên mặt đất. Quá thương tâm. Đường đường thấy vậy vội vàng chạy tới, bảo hộ ở trước người của Diệp Oản Oản, Đại Bạch. Không được hung dữ, đây là mẹ. Đại Bạch Hổ nghe vậy dừ dừ trong cổ họng một tiếng, trong nháy mắt không còn hung hãn nữa thật không nghĩ tới, đại bạch lại cũng có thể có khắc tinh nha. Con người Diệp oản oản chuyển động, tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía đường đường, đường đường. Mẹ thật sự muốn sờ chảo chảo của đại bạch. Đường đường lập tức nhìn về phía đại bạch, đại bạch, rũi móng vuốt. chương 1090, đại bạch khôn khéo, đại bạch khôn khéo. Diệp oản oản nháy mắt một cái, a hi hi, một câu nói bảo rũi móng vuốt liền rũi móng vuốt. Chuyện này dường như rất khó có khả năng ngà nha. Kết quả, một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản liền nhìn thấy, đại bạch đưa cái móng vuốt từ trong lớp lông xù thịt béo của nó, đặt trước gót chân của nàng. Đệt, cái này mà cũng được. Không được, không được, cơ hội tốt như vậy, nàng cần lập tức ra tay. Diệp Oản Oản đầu tiên là cởi ngay bộ đồ hóa trang kia, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, sờ sờ cái móng vuốt bên trong bộ lông chú hổ. Gào cảm giác thật tốt. Hơn nữa, Đại Bạch hoàn toàn không hề phản kháng, thậm chí cũng không giống nàng, không có hù dọa nàng. Quả thật là cảm động đến muốn khóc. Lại nói, giữa người và người, tranh lệch làm sao lại lớn như vậy. Nàng dành cho Đại Bạch hơn nửa năm gây hảo cảm, cho nó ăn thịt bò Mỹ lâu như vậy, mới có thể hơi hơi đến gần nó một chút. Muốn sờ nó một cái, phải tìm ngày lành tháng tốt thắp hương cầu Phật. Còn phải hoàn toàn xem vận khí. Kết quả Đường Đường nói một câu là được ngay. Có thể sờ thêm được một móng khác sao? Diệp Oản Oản mong đợi không thôi, hỏi thăm. Đường Đường gật đầu một cái, mở miệng, "Đại Bạch, đổi một móng khác." Đại Bạch lập tức nâng một cái móng khác lên. Diệp Oản Oản, không hổ là con trai của nàng, quá trâu bỏ rồi. Mẹ rất vui vẻ yên tâm. Diệp Oản Oản lập tức lại đưa ra yêu cầu, "Mẹ có thể sờ 3 phút được không?" "Không, không, không, 10 phút." Lần này, đường đường lại không đáp ứng nhanh như vậy, mà lại rũ đầu nhỏ, ngập ngừng mở miệng, mẹ. Mẹ cũng có thể sờ đường đường một cái không? Nhìn thấy cậu bé gục đầu, bày ra bộ dáng một chú thú cưng bị thất sủng, Diệp Oản Oản quả thật lập tức bị vẻ kiêu này đốn tim, một tay đem cậu nhóc ôm vào trong lòng, đương nhiên là có thể. Mẹ yêu nhất là đường đường mà. Cậu bé mấp máy môi, lúc này mới khôi phục nụ cười. Diệp Oản Oản ôm lấy đường đường, không nhịn được cười ra tiếng, ngay cả giấm của Đại Bạch cũng ăn, đường đường cùng tư giả hàn quả thật là quá giống. Diệp Oản Oản đem cậu bé ôm vào trong ngực, sau đó mở miệng hỏi, đường đường à, con có yêu mẹ không? Yêu mẹ, cậu bé không chút do so dự gật đầu, bên trong con người sáng ngời tràn đầy sự yêu thích chân thành. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, trầm ngâm một hồi, hỏi dò, a à, là bởi vì mẹ là mẹ của con, cho nên con mới yêu mẹ sao? Đại khái là bởi vì rất ưa thích đứa nhỏ này, Nàng đột nhiên có chút để ý vấn đề này. Đường Đường là yêu thích con người của nàng, hay là bởi vì nàng là mẹ của nhóc cho nên mới yêu nàng đây. Cậu bé suy nghĩ một chút, đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, thời điểm Đường Đường lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, đã yêu mẹ rồi. Lần đầu tiên, là lần con tới quốc nội tìm mẹ sao? Diệp Oản oản hỏi. Không phải vậy, là lần đó con gọi cuộc gọi video cùng với cậu, con từ trong video nhìn thấy mẹ cậu bé nói tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tựa hồ có hơi xấu hổ hi hi có thật không khi đó con thấy mẹ rồi hả diệp oản oản có chút kinh ngạc khi đó cậu bé ở trong video thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng cao ngạo không ngờ lại còn chú ý tới nàng vâng mẹ rất đẹp cậu bé dùng sức gật đầu một cái diệp oản oản nhất thời vui vẻ ôm lấy mặt con trai của nàng quá biết nói chuyện có được hay không nói chuyện ngọt như đường giống nàng vậy cậu bé tiếp tục mở miệng nói sau đó đường đường vì muốn thấy mẹ nhiều lần gọi video cùng cậu nhưng lại rất khó có thể được gặp mẹ đường đường rất nhớ mẹ diệp oản oản nhìn thấy biểu cảm tịch mịch của cậu nhóc từ trong một xó xỉnh sâu thẳm trong tim bỗng cảm thấy vô cùng chua sót cậu bé nói xong ánh mắt vô cùng sáng rỡ lấp lánh ánh sao nhìn nàng sau đó cậu nói cho con biết mẹ chính là mẹ của con đường đường biết ngay mà Mẹ khẳng định là mẹ của con đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1091, tiểu ma đầu vui đến quên cả trời đất. Nghe được lời này của tiểu gia hỏa, trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng cảm động, nhưng đồng thời tâm tình thật sự là có chút phức tạp. Dù sao, nàng cũng không phải là mẹ ruột của đứa nhỏ này. Diệp Oản Oản đè nén cảm giác mất mát trong lòng lại, vội vàng lên dây cót tinh thần một lần nữa mặc lại bộ đồ thú nhồi bông dắt tay của tiểu ra hỏa đường đường đi nào chúng ta đi tìm cha con nói cha chụp hình cho hai mẹ con nha vâng ạ à, cậu bé vui vẻ nắm lấy móng gấu của diệp oản oản chú gấu cùng tiểu nãi hoa bạch 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 rất nhanh đã chạy tới trước mặt của tư dạ hàn diệp oản oản từ trong túi trước ngực thú nhồi bông lấy điện thoại di động ra a à cửu a à cửu nhanh chụp hình cho em và đường đường nàng rất thích cùng đường đường chụp hình một phần là vì muốn có hình để gửi cho nhiếp vô danh, một phần nhiều hơn là vì nàng muốn lưu giữ lại thật nhiều kỷ niệm cùng cậu bé. Tư giả hàn sắc mặt ôn nhu, nhận lấy điện thoại di động của Diệp Oản Oản, được. Bây giờ kỹ thuật chụp hình của tư giả hàn đã tốt vô cùng, rất nhanh đã chụp được rất nhiều tấm hình đẹp, mỗi một tấm hình cũng tinh tế như ảnh bìa của những tạp chí lớn vậy, tất cả đều có kết cấu và tỷ lệ hoàng kim. Sau khi chụp xong, Diệp Oản Oản nhận lấy điện thoại di động, hài lòng nhìn sơ qua, sau đó lại đi tới trước mặt của Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi, sau đó chọn chúng Tạ Chiết Chi, Tạ ảnh đế, có thể làm phiền anh giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh cả gia đình được không? Tạ Chiết Chi nhận lấy điện thoại di động, vui vẻ đáp ứng, dĩ nhiên, rất vinh hạnh. Một bên, đỉnh đầu Lâm Khuyết là những đám mây rông, toàn thân đều tản ra khí tức ai oán. Hắn rốt cuộc là khách du lịch, hay là đến tìm ngược? Hôm nay một nhà ba người Diệp Oản Oản thật sự là được đi thưởng thức, Du Ngoạn, còn Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi hai người đều trở thành thợ chụp hình cùng, chuyên viên, ăn thức ăn cho chó. Cuối cùng ngay cả Tạ Chiết Chi cũng không đỡ được nữa, hai người nhất trí thể sau này không bao giờ tò mò nữa, có lỡ gặp bọn họ thì đi đường vòng vẫn hơn. Buổi tối, sau khi về đến nhà, Diệp Oản Oản đem ảnh chụp chỉnh sửa một chút, sau đó gửi toàn bộ cho nhiếp vô danh. Nhiếp đào hố, gào, thật là đáng yêu, Thái hậu nhà tôi khẳng định sẽ thích. Hơn nữa, Tiểu ma đầu vui đến quên cả trời đất như vậy. Thật là quá tốt rồi. Diệp Oản Oản do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắn một tin nhắn qua cho Nhiếp Vô Danh. Cha mẹ của Bảo Bảo có tin tức không? Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Nhiếp Vô Danh liền lập tức trả lời nàng, "Hữu danh muội muội, cô yên tâm trăm ngàn lần đi, tuyệt đối sẽ không làm phiền cô quá lâu. Tôi bên này đã có chút đầu mối, tin rằng rất nhanh sẽ sớm có tin tức thôi." Diệp Oản Oản nhìn thấy tin nhắn trả lời của Nhiếp Vô Danh, thần sắc có chút mất hứng, nàng không hề yên tâm chút nào có được không? Tìm nhanh như vậy để làm gì? Diệp Oản Oản, anh có thể từ từ tìm, không gấp. Nhiếp Đào Hố, hữu danh muội, cô hãy tin tôi, thật sự có tiến triển to lớn rồi, chẳng qua là tình huống cụ thể tôi không thể tiết lộ cùng cô. Tôi bảo đảm trong vòng 3 tháng tuyệt đối có thể đem đường đường mang đi, sẽ không ảnh hưởng đến cô. Diệp Oản Oản đã sắp tức chết rồi nhiếp đào hố hữu danh muội khoảng thời gian này thật sự rất cảm tạ cô nếu không phải là nhờ cô hỗ trợ ổn định tiểu ma đầu nó sợ là đã tự mình chạy loạn khắp thế giới vào lúc này nếu như tiểu ma đầu xảy ra chuyện gì đến lúc đó cha mẹ tôi mới thật sự muốn làm thịt tôi diệp oản oản buồn bã ỉu xiu mà trả lời không cần cảm ơn tôi rất yêu thích đường đường nhiếp đào hố thật không hiểu nổi cô nữa làm sao có thể thích cái tên tiểu ma đầu kia Thấy nhiếp vô danh luôn miệng gọi đường đường là tiểu ma đầu, Diệp Oản Oản tức giận tới mức mài răng nanh muốn cắn người, tên kia, nếu nhà ngươi lại gọi con trai ta là tiểu ma đầu, có tin là ta sẽ dẫn nhóc đi hớt tóc trong tháng riêng không? Nhiếp vô danh ngơ ngác trả lời, hả? Tại sao muốn đi hớt tóc trong tháng riêng? Diệp Oản Oản hung tợn gõ chữ, có tục lệ nếu cậu ruột chết thì hớt tóc tháng riêng. Nhiếp đào hố, thật là quá độc ác chương 1092, viết cho riêng nàng. Nhiếp đào hố, hữu danh muội tôi sai rồi, tôi sai rồi, tóm lại cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mau sớm tìm ra cha mẹ ruột của đường đường. Diệp Oản Oản, thật sự không cần gấp như vậy, 4 tháng, không, 5 tháng, không không không, sau 6 tháng gì đó hẵng đi tìm cũng được. Nhiếp đào hố, hữu danh muội đây là cô đang không tin tưởng tôi sao? Diệp Oản Oản quả thật là bị con hàng nhiếp vô danh kia làm cho giận đến đau gan, chỉ số thông minh của người này sao lại thấp như vậy? Nàng đã nói trực tiếp đến như vậy còn nghe không hiểu. Diệp Oản Oản ôm lấy gối, dựa vào thành giường đầy buồn bực. Cứ như vậy, nếu như cha mẹ ruột của Đường Đường tìm được, vậy là sau này nàng sẽ không còn được gặp nhóc nữa. Nhưng mà nàng còn có thể làm mẹ nuôi của nhóc cơ mà. Mặc dù tự an ủi mình như vậy, bất quá Vừa nghĩ tới đường đường sẽ biến thành con của người khác, Diệp Oản Oản vẫn cảm thấy vô cùng mất mát. Diệp Oản Oản lăn lên lộn xuống ở trên giường mấy vòng mới thoáng tỉnh táo lại, cầm điện thoại di động lên lướt tin tức giải trí để rời đi sự chú ý của mình. Vốn chỉ là tùy tiện xem một chút, bất quá, có một tin tức lại thu hút sự chú ý của nàng. Tác phẩm Tâm huyết hoa lại của đạo diễn Bồng Viễn Hồ đã chọn nửa năm, đến nay vẫn không thể tìm được ứng cử viên nữ chính thích hợp. Đạo diễn Bồng thông báo muốn tìm ở các trường đại học và cao đẳng điện ảnh những tài năng trẻ có tiềm lực. A, à, Bồng Viễn Hồ, hoa lai. Diệp Oản Oản nhớ lại một chút, đối với bộ phim này, nàng ngược lại cũng có chút ấn tượng. Bồng Viễn Hồ đương nhiên là không cần nói nhiều, giới giải trí không ai không biết, luôn tạo ra những ngôi sao sáng trong giới giải trí. Danh tiếng của ông ta càng lúc càng được khẳng định, thu được vô số giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế là một trong những chứng nhân lịch sử dài lâu của ngành điện ảnh và truyền hình Hoa Quốc. Chỉ bất quá, bộ hoa lài này của Bồng Viễn Hồ lại hiểu mệnh. Bồng Viễn Hồ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, vô cùng nghiêm khắc, đối với chất lượng tác phẩm có yêu cầu cực cao, cho nên không bao giờ nguyện ý thỏa hiệp xuề xòa hay chơi trò nguyên tắc ngầm. Tiếp trước, Bồng Viễn Hồ tìm suốt 2 năm cũng không tìm được nữ chính cho bộ phim này, cho nên bộ phim này cứ một mực bị gác lại, mãi cho đến khi Bồng Viễn Hồ qua đời. Diệp Oản Oản ở kiếp trước, qua những tin tức giải trí, biết được thời điểm Bồng Viễn Hồ Miên Man trên giường bệnh, từng tâm sự việc Hoa Lài không thể quay là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ông ta. Nếu như ban đầu Hoa Lài có thể được quay thành công, khẳng định sẽ là một bộ phim kinh điển bất hủ. Chỉ tiếc, không có nếu như. Diệp Oản Oản nghĩ tới đây, đang chuẩn bị đóng trang bìa, ngón tay lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, ai nói không có nếu như chứ? Diệp Oản Oản vội vã đem các báo cáo có liên quan đến nội dung bộ phim Hoa Lài này, đại khái nhìn sơ qua một lần. Bộ phim này có bối cảnh trong thời gian dài, nữ chính là một nghệ sĩ khiêu vũ của một đoàn văn công, thông qua nữ chính kể lại biến đổi lịch sử một thời đại của Hoa Quốc, từ thời thanh xuân bình lặng đến khói lửa chiến tranh đầy máu tanh rồi đến khi quay lại thời đại hòa bình. Diệp Oản Oản hơi hơi suy đoán một chút, đã biết rõ đạo diễn bồng muốn tìm loại nữ chính như thế nào rồi. Đầu tiên tướng mạo của nữ chính nhất định phải thuần mỹ tự nhiên, tốt nhất nên có sẵn khí thức phục cổ, không thể là những loại khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ đứng đầy đường như hiện nay. Nhưng cũng không thể đẹp quá mức giống như Diệp Oản Oản nàng vậy, không phù hợp với tạo hình nhân vật. Mặt khác, nữ chính phải có căn cơ khiêu vũ thích hợp, cuối cùng dĩ nhiên chính là tài diễn xuất. Dù sao dòng thời gian bộ phim này từ đầu đến cuối có khoảng cách rất lớn, nữ chính phải từ một thiếu nữ diễn đến khi trở thành một bà cô đứng tuổi xuyên qua một thời đại kỹ thuật diễn xuất nếu không đạt yêu cầu tuyệt đối không thể lột tả được cái hay của nó diệp oản oản sau khi nghĩ qua những yêu cầu này xong trong nháy mắt trong đầu liền hiện lên nhân tuyển tốt nhất giang yên nhiên nghĩ tới đây diệp oản oản lập tức trở mình bỏ dậy càng nghĩ càng cảm thấy giang yên nhiên vô cùng thích hợp trước đây oản oản không đào giang yên nhiên về công ty một mặt là hy vọng nàng trước tiên học kiến thức cơ bản cho thật tốt một mặt khác là quả thật không có kịch bản nào thích hợp với nàng. Tỷ như sinh từ một đường, bộ phim này là đất diễn của hai nam chính, phân cánh của nữ chính cực ít, cũng không thích hợp với nàng. Nhưng còn bây giờ, hoa lại quả thực là vì Giang Yên Nhiên mà viết nên cho riêng nàng. chương 1093, luôn luôn bên con. Vô luận là về ngoại hình, hay căn cơ khiêu vũ, hay là kỹ thuật diễn xuất, Giang Yên Nhiên đều hoàn toàn thỏa mãn điều kiện vừa vặn bộ phim này tháng sau sẽ bắt đầu đi đến các trường cao đẳng, đại học điện ảnh và truyền hình để tuyển lựa, thật sự là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Diệp Oản Oản suy nghĩ xong liền lập tức gọi điện cho Giang Yên Nhiên. Điện thoại di động rất nhanh liền kết nối, đầu kia truyền tới âm thanh vui vẻ của Giang Yên Nhiên, alo, Oản Oản. Yên Nhiên, gần đây như thế nào rồi? Thi cuối kỳ xong chưa? Thi xong rồi, kết quả cũng không tệ, mình được thứ nhất toàn khối của trường mình đấy nhé tiểu nha đầu vui vẻ, báo cáo thành tích với nàng. Diệp Oản Oản cười khẽ, lợi hại rồi, mình dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon nha. Đây chính là cậu tự nói đó nha. Đúng rồi, trường các cậu còn chưa nghỉ sao? Lúc nào kiểm tra vậy? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Oản Oản, cuối tuần sẽ bắt đầu thi. Giang Yên Nhiên, ồ nha, vậy. Đến lúc đó cậu có phải là sẽ hoàn thành bài thi vượt cấp và làm luôn luận văn tốt nghiệp cùng một lúc? Diệp Oản Oản, đúng vậy nàng mới vừa vào học cũng đã được đề xuất cho tốt nghiệp trước thời hạn. Bất quá đế truyền yêu cầu ít nhất phải học xong chương trình học một năm mới có thể tiến hành kiểm tra vượt cấp, cho nên nàng mới chờ tới bây giờ. À, vậy há chẳng phải là sau này mình sẽ càng ít có cơ hội được gặp cậu hơn rồi hay sao? Mình còn có thể gia nhập vào công ty cậu hay không? Giang yên nhiên có chút buồn buồn, không vui mở miệng nói. Những vấn đề chuyên ngành nàng gặp phải đều sẽ đi hỏi Diệp oản oản mỗi lần oản hoàn đều có thể gãi đúng chỗ ngứa mà giúp yên nhiên giải quyết vấn đề, nói cho nàng biết nên xử lý như thế nào. So với những bạn học khác, nàng thật sự rất may mắn, cơ hồ chưa từng phải đi vào đường vòng bao giờ. Dù sao tại thời kỳ ban đầu nếu như phương pháp học tập không đúng, kỹ thuật diễn xuất sau này sẽ vô cùng chật vật, khó mà sửa đổi được. Diệp oản hoàn cười khẽ, đương nhiên là có thể, mình chẳng qua chỉ tốt nghiệp, cũng không phải là di dân. Tùy thời hoan nghênh gia nhập, cậu là át chủ bài được mình đặt cọc trước rồi đấy nhé nghe đến đó giang yên nhiên càng thêm mất mát vậy cậu định lúc nào mới ký hợp đồng với mình vậy thật ra thì mình thật sự không mấy quan tâm đến những lợi ích mà cậu nói cho lắm mình chỉ muốn được cùng làm việc với cậu mà thôi ánh mắt diệp oản oản dịu lại ôn nhu mở miệng nói mình vừa vặn muốn nói với cậu chuyện này trong điện thoại khó nói rõ được ngày mai chúng ta cùng nhau gặp mặt để trao đổi kỹ hơn đi được được nha Giang Yên Nhiên liên tục đồng ý. Đúng rồi, vừa vặn mình cũng sẽ tặng cho cậu tấm ảnh bản limit tự tạo hình giáo sư có ký tên của Hàn Thiên Vũ, hôm trước quên đưa cho cậu. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ ra. Ồ, tuyệt vời, Giang Yên Nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản nghe vậy, bén nhạy phát hiện, giọng nói của Giang Yên Nhiên, tại sao dường như không còn hưng phấn như lúc trước nữa. Chẳng lẽ là cuối cùng cũng đem trọng tâm chuyển tới trên người sở phong rồi sao? người kia phỏng chừng là đang mừng như điên rồi sau khi cùng giang yên nhiên lên lịch cẩn thận diệp oản oản liền cúp điện thoại nếu như thuận lợi bộ phim này còn có thể đuổi kịp giải thưởng kim lan năm nay phát hiện ngoài ý muốn này khiến cho tâm tình uất ức ban nãy của nàng tốt hơn không ít lên tinh thần chuẩn bị bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp lúc này đùng 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 tiếng gõ cửa vang lên diệp oản oản vội nói mời vào mẹ là đường đường Cánh cửa truyền tới âm thanh của Đường Đường. "Mẹ đây." Diệp Oản Oản vội vàng đi tới mở cửa. "Mẹ, mẹ có đang bận không?" Cậu bé liếc nhìn chồng sách và laptop ở trên bàn của Diệp Oản Oản. "Ừ có, mẹ đang làm bài tập này." Diệp Oản Oản mở miệng. Đường Đường bảo bối nhu thuận gật đầu, "Vậy mẹ nhanh làm bài tập đi, Đường Đường tự mình đi chơi, không quấy rầy mẹ." "A, à, không được." Diệp Oản Oản nhất thời một tay ôm lấy cậu bé, làm bài tập thật nhàm chán. Đường đường bảo bối, con cùng làm với mẹ nha. Ước nguyện của mẹ là luôn luôn bên con đó nha. Trường 1094, tâm tư đều ở trên người anh. Cậu bé có chút do dự, sẽ không quấy dày đến mẹ sao? Diệp oản oản vội nói, không có, không có, dĩ nhiên sẽ không. Có con ở bên người mẹ, mẹ sẽ có động lực 10 phần. À, mẹ còn lo lắng là con sẽ cảm thấy tẻ nhạt đấy cậu bé lập tức dùng sức lắc đầu một cái, đường đường không tẻ nhạt, đường đường thích cùng mẹ ở chung một chỗ. Hai mẹ con vào trong nhà, Diệp Oản Oản ngồi ở trước bàn đọc sách, lật tài liệu, viết luận văn, đường đường liền ngoan ngoãn nằm úp sấp ở một bên, chớp đôi mắt to nhìn nàng. Nếu nàng viết mệt mỏi, liền bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của đường đường, để cho đường đường tặng cho nàng một cái chụt chụt đầy yêu thương. Diệp Oản Oản lần đầu tiên cảm thấy, viết luận văn lại cũng có thể vui vẻ như vậy. Tư giả hàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại cánh cửa, an tĩnh nhìn hai mẹ con. Buổi tối, sau khi Diệp Oản Oản đem đường đường dỗ ngủ, vui vẻ nói với tư giả hàn, đường đường bảo bối thật sự là đáng yêu, có đường đường bảo bối phụng bồi em, cho em nụ hôn, chụt chụt, yêu thương, em cảm thấy em đủ sức viết cả trăm bài khóa luận. Tư giả hàn vừa giúp đường đường đắp lại chăn, vừa ngẩng đầu nhìn Diệp Oản Oản một cái, thật sao? Diệp Oản Oản nhất thời nghe được giọng nói của tư giả hàn sai sai, nhất thời mí mắt giật giật, cực kỳ thức thời mà mở miệng nói, mặc dù em cũng rất mong anh phụng bồi em, cho em nụ hôn chụt chụt, yêu thương, nhưng mà, nếu như là anh hôn em, làm sao em còn tâm tư nào để làm bài tập? Tư giả hàn, tại sao không còn tâm tư? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên bởi vì tất cả tâm tư đều đặt ở trên người anh rồi. Khóe miệng tư giả hàn không dễ gì phát giác giãn ra. Trước đây cảm thấy lá gan của nàng quá nhỏ, quá sợ hắn. Hiện tại. A à, đúng rồi, A à, cửu, em phát hiện ra một kịch bản vô cùng thích hợp để Giang Yên Nhiên quay, là Hoa lại của đạo diễn Bồng Viễn Hồ. Đội hình đóng bộ phim này đều là tài nguyên đỉnh cấp. Bồng Viễn Hồ chưa bao giờ chơi trò quy tắc ngầm, chỉ tuyển chọn nghệ sĩ được ông ấy công nhận, cho nên lần này thật sự là một cơ hội đặc biệt tốt, em chuẩn bị để cho Giang Yên Nhiên đi thử một chút xem sao. Em đã hẹn Yên Nhiên ngày mai gặp mặt nói về chuyện này, hi hi, nếu như Yên Nhiên có thể thử vai thành công lấy được vị trí nữ chính quả thật là chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi tư giả hàn nghe cô nàng tự tin phân tích từng bước một nhìn nàng lột xác trưởng thành mãi đến khi có thể một mình đảm đương một phía trong lòng tràn đầy cảm xúc khó tả vui mừng vui mừng vì ban đầu hắn đã lựa chọn tin tưởng nàng cũng khắc chế nội tâm mong muốn khống chế sở hữu nàng cho riêng hắn bảo hộ nàng chân chính là bồi dưỡng và chiếu cố mà không phải là độc chiếm kiểu bao nuôi ngày hôm sau Diệp Oản Oản đi tới phòng ăn mà nàng và Giang Yên Nhiên đã hẹn gặp. "Oản Oản tỷ, ở đây." Diệp Oản Oản từ xa đã thấy Sở Phong vẫy tay cùng với nàng, liền nhanh chân đi tới chỗ bọn họ ngồi. Diệp Oản Oản mở miệng cười, "Để ăn mừng Yên Nhiên đạt hạng nhất, tôi đãi khách, cậu và Yên Nhiên muốn ăn gì, tùy ý gọi." "Chúng mình không khách khí à nha." Giang Yên Nhiên vui vẻ nói. "A, à, đúng rồi, cũng chúc mừng cậu Sở Phong." Diệp Oản Oản ý vị thâm trường nhìn sở phong một cái. Nàng cảm thấy tối hôm qua Giang Yên Nhiên sở dĩ khi nghe nhắc đến Hàn Thiên Vũ cũng không kích động như trước, nhất định là bởi vì ưu tiên số một đã được chuyển về lại trên người bạn trai. Hả, tại sao phải chúc mừng tôi? Sở phong ngơ ngác gãi đầu một cái. Diệp Oản Oản không lên tiếng. Từ trong túi sách lấy ra ảnh có ký tên của Hàn Thiên Vũ đưa cho Giang Yên Nhiên, Yên Nhiên, ảnh ký tên tặng cậu. Cảm ơn, Giang Yên Nhiên nhận lấy ảnh ký tên, thần sắc lại có chút lúng túng, chuyện đó, oản oản. Thế nào? Diệp Oản Oản thấy vậy hỏi. Giang Yên Nhiên do dự nửa ngày, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, "Oản Oản, thật ra thì mình, mình." Chương 1095, đầu tường mới rất đẹp trai. Thấy thần sắc Giang Yên Nhiên dễ dụa như vậy, Diệp Oản Oản càng tò mò hơn, rốt cuộc có chuyện gì à? Giang Yên Nhiên dùng sức nhắm mắt lại, nói một hơi, mình leo tường rồi." Diệp Oản Oản ho khan lên tiếng, ho khan khục, "Cái gì? Cậu leo tường rồi hả?" Ở trong giới fan hâm mộ, ý tứ của leo tường có nghĩa là đã thích nghệ sĩ khác rồi. Diệp Oản Oản thực sự cảm thấy kinh ngạc, Giang Yên Nhiên thích Hàn Thiên Vũ như vậy, lại có thể cũng leo tường rồi sao? Là nghệ sĩ nào có mị lực lớn như vậy? "Đúng vậy," Giang Yên Nhiên rũ đầu xuống, dùng sức gật đầu một cái sở phong ở bên cạnh cũng cùng nhau gật đầu nói tôi cũng như yên nhiên cùng nhau leo tường rồi đầu tường mới của chúng tôi rất đẹp trai nha diệp oản oản nghe vậy có chút cạn lời nàng còn tưởng rằng là giang yên nhiên rốt cuộc bắt đầu đem sự chú ý đặt trên người bạn trai mình dành cho hắn nhiều tình cảm hơn hóa ra là đã chọn được mục tiêu khác diệp oản oản khá cảm thấy hứng thú hỏi là nghệ sĩ nhà ai mà lợi hại như vậy lại có thể khiến cho yên nhiên của chúng ta leo tường giang yên nhiên ôm lấy hai gò má ửng hồng anh ấy là người của chư thần thời đại ồ công ty chúng ta sao diệp oản oản nhất thời càng thêm cảm thấy hứng thú chẳng lẽ là lạc thần không phải giang yên nhiên lắc đầu diệp oản oản ho nhẹ một tiếng dù thế nào cũng sẽ không phải là cung húc đấy chứ mẫu hình thần tượng này khoảng cách so với thiên vũ có chút lớn cũng đều không phải thật ra thì anh ấy không phải là nghệ sĩ Giang yên nhiên mở miệng nói. Không phải là nghệ sĩ, vậy thì là ai? Diệp oản oản ngơ ngác. Giang yên nhiên vội vàng díu dít lấy điện thoại di động ra, cho cậu nhìn ảnh mình lưu được này. Mặc dù anh ấy không phải là nghệ sĩ, nhưng anh ấy siêu đẹp trai đấy. Hơn nữa thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy, mình liền cảm thấy anh ấy đặc biệt thân thiết, lại còn đem lại cho mình một cảm giác rất an toàn. Hơn nữa, hơn nữa anh ấy còn đặc biệt lợi hại, nghe được giang yên nhiên đánh giá cao như vậy diệp oản oản ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu kết quả vẫn không thể nghĩ ra được trong công ty có người nào giống như nàng nói cậu xem đi chính là anh ấy giang yên nhiên mở ra một tấm hình đưa tới trước mặt của diệp oản oản sau đó diệp oản oản liền thấy một tấm ảnh chụp màn hình bối cảnh trong ảnh chụp màn hình là phòng chat live của cung húc không phải nói không phải là cung húc sao không đúng không đúng là tấm này Giang Yên Nhiên lại lướt tới một tấm ảnh khác. Sau đó, Diệp Oản Oản liền thấy, người trên ảnh chụp màn hình lại là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản sau khi nhìn thấy chính mình, cả người đều đã trợn tròn con mắt, quả thật là dở khóc dở cười, cậu. Cậu đừng nói đầu tường mới chính là anh ta nha. Giang Yên Nhiên hưng phấn không thôi mở miệng nói, đúng vậy, đúng vậy. Cậu khẳng định là có biết anh ấy phải không? Anh ấy là huynh đệ tốt nhất của Hàn Thiên Vũ là người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần, Diệp Bạch. Bởi vì lúc trước rất chú ý đến Hàn Thiên Vũ, cho nên lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy là tại buổi họp báo vụ, luyến đồng của Hàn Thiên Vũ với các phóng viên. Anh ấy ngồi ở giữa đám phóng viên, dù ở trong biển người, nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Sau đó thông qua nội dung Hàn Thiên Vũ nhiều lần tiết lộ cùng với phóng viên, mình liền suy đoán, án kiện ban đầu là Diệp Bạch ở sau màn hỗ trợ giải quyết. Anh ấy quá lợi hại rồi một tay giúp cho Lạc Thần tái xuất nghịch thiên, lại kiểm soát được bá chủ một phương giới giải trí cung hút, giúp cho Quang Diệu truyền thông cải tử hồi sinh. Sau này bị hoàn cầu đuổi ra khỏi Quang Diệu, lại bằng một tấm ảnh bìa tạp chí giết ra một con đường mới, cuối cùng còn há mồm chờ sung dụng, đem chu niên khánh điển của Hoàng Thiên giải trí biến thành buổi họp báo của sinh tử một đường. Diệp Oản oản nghe Giang Yên Nhiên hoàn toàn hóa thân thành fan não tàn, thao thao bất tuyệt nói về kinh lịch trong nghề của Diệp Bạch, quả thật là không biết nên nói cái gì cho phải thật là vạn vạn không ngờ tới, đầu tường mới của Giang Yên Nhiên lại có thể sẽ là nàng. chương 1096, cậu muốn ký ở chỗ nào? Biểu tình của sở phong còn kích động hơn cả Giang Yên Nhiên, đôi mắt long lanh thao thao bất tuyệt cùng Diệp Oản Oản, thật vậy. Oản Oản tỷ xin hãy tin tôi, Diệp Bạch thật sự rất lợi hại, thật sự là nhân vật thần cấp, ngay cả tôi cũng đã sắp yêu anh ấy. Diệp Oản Oản câm nín che chán. Thôi chia tay đi, cảm ơn oản oản cậu có thể xin chữ ký của diệp bạch giúp mình được không nhờ cậy nhờ cậy giang yên nhiên cầu xin đầy ngóng trông diệp oản oản trước đây nàng chỉ nói chính mình đi theo diệp mộ phàm đến chư thần thời đại làm việc còn chưa có cơ hội đề cập đến việc mình cải nam trang hôm nay mục đích tới đây vốn chỉ muốn trao đổi về buổi thử vai cho bộ phim kia của bồng lão với giang yên nhiên ai ngờ đâu lại xuất hiện tình cảnh giờ khóc giờ cười như thế này ho khan cậu thật sự muốn diệp bạch ký tên sao diệp oản oản ho nhẹ một tiếng hỏi giang yên nhiên gật đầu liên tục có thể sao tất nhiên nếu như không tiện thì thôi vậy diệp bạch dù sao cũng không phải là nghệ sĩ diệp oản oản ngược lại rất tiện ánh mắt của giang yên nhiên nhất thời sáng lên có thật không diệp oản oản gật đầu một cái cậu muốn ký ở chỗ nào a à, ký ở chỗ nào thì tốt nhỉ giang yên nhiên lo lắng suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng che lấy hai gò má ửng hồng mở miệng nói, thật ra thì mình thực sự rất mong được anh ấy ký ở trên y phục. Bất quá mình biết chắc là không thể nha, để mình tìm một chút, hình như trong túi sách mình thật giống như có một quyển sổ tay. Trên y phục cũng được nha." Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng. Giang Yên Nhiên nhất thời sửng sốt, mặt đầy kinh hỉ, "Oản Oản, cậu cậu nói thật chứ?" Diệp Oản Oản ngữ khí khẳng định gật đầu, "Thật, thật ra thì cậu muốn ký ở nơi nào cũng được cả. À? Giang yên nhiên bật thốt lên, chẳng lẽ ký ở trên người mình cũng được à? Diệp Oản Oản, có thể. Giang yên nhiên nhất thời càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Oản Oản có thể dẫn nàng đi gặp Diệp Bạch? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nâng chán, mở miệng nói, lại nói, hình như mình cũng chưa nói cho các cậu biết. Mình lăn lộn trong giới giải trí, không dùng thân phận vốn có, cũng không dùng cái tên Diệp Oản Oản. Hả, có ý gì? Giang Yên Nhiên thần sắc có chút mê mang. Bên cạnh, Sở Phong vội mở miệng, "Tôi hiểu rồi, dường như có một số nghệ sĩ sau khi vào giới giải trí sẽ sửa tên, Oản Oản tỷ, cô có phải là cũng đã đổi một nghệ danh nào đó?" Diệp Oản Oản không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi, "Có bút không?" "Oản Oản tỷ, tôi có." Sở Phong móc ra một cây viết ký tên màu đen. Diệp Oản Oản nhận lấy bút, sau đó nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói, "Tay, đưa ra nào." "Hả?" Giang Yên Nhiên sững sờ đưa tay ra, tay, tay thì thế nào? Diệp Oản Oản mở nắp bút ra, nắm ngón tay của Giang Yên Nhiên, sau đó, ở trong lòng bàn tay của nàng, ký xuống hai chữ. Giang Yên Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình nhột nhột, một giây kế tiếp, lại nhận ra dường như Diệp Oản Oản đang ở trong lòng bàn tay của nàng viết chữ gì. Oản Oản, cậu viết cái gì thế? Giang Yên Nhiên vừa hỏi vừa thu tay về, đưa tay lên trước mặt, nhìn thử xem trong lòng bàn tay mình có chữ gì nét chữ của diệp oản oản không tính là quá xấu cho nên có thể thấy rõ ràng nàng viết chính là hai chữ diệp bạch trừ cái đó ra phía sau chữ ký còn có vẽ một hình trái tim sau khi thấy rõ diệp oản oản viết cái gì giang yên nhiên nhất thời trợn to hai mắt a à, oản oản cậu viết là một bên sở phong cũng vội vàng xít tới hình như là chữ diệp bạch hai người nói xong đồng loạt ngẩng đầu lên hướng về phía diệp oản oản nhìn lại Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt ngây ngốc của hai fan hâm mộ, ho nhẹ một tiếng mở miệng, "Đúng vậy. Trước vị trước mắt của mình là người đại diện, thời điểm làm việc cũng dùng tên và thân phận là Diệp Bạch." Giang Yên Nhiên, Sở Phong. Chương 1097: Hai gương mặt mộng bức. Sở Phong nắm lấy tay của Giang Yên Nhiên, cơ hồ muốn đem cái chữ ký đó nhìn thấu, "Diệp. Diệp, Diệp Bạch, Oản Oản tỷ, cô nói gì thế?" Nghệ danh mới của cô cùng tên với Diệp Bạch hả? Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, "Không, công ty chúng ta chỉ có một Diệp Bạch, là người đại diện của cung Húc và Lạc Thần, Diệp Bạch." A, à, Sở Phong càng thêm mộng bức rồi. Phản ứng của Giang Yên Nhiên so với Sở Phong cũng không sai biệt lắm, "Oản Oản, chẳng lẽ cậu muốn nói, cậu chính là Diệp Bạch?" Sở Phong ho nhẹ một tiếng nói, "Oản Oản tỷ, cô đang nói đùa với chúng tôi phải không?" Diệp Bạch không phải không phải là nam nhân sao? Diệp Oản Oản gật đầu, đúng vậy, đổi thân phận thì phải đổi triệt để một chút nha, giới tính cũng đổi luôn. Nghe ngữ khí của Diệp Oản Oản nhẹ như mây gió, sở phong cùng Giang Yên nhiên chố mắt nhìn nhau. Diệp Oản Oản đang định tiếp tục giải thích, lúc này một số điện thoại lạ gọi tới. Diệp Oản Oản nhìn xuống, là mã vùng của thành phố C, chắc là bên phía bộ đội gọi tới. Cung Húc và Lạc Thần đang trải qua đặc huấn, điện thoại di động đều bị tịch thu, chỉ có thể dùng điện thoại công cộng của bộ đội, thời gian nói chuyện điện thoại mỗi ngày cũng chỉ có 5 phút. Mình có điện thoại, Diệp Oản Oản mở miệng. Nói xong, kết nối điện thoại di động. Mới vừa bắt máy, đầu kia điện thoại di động nhất thời truyền tới tiếng quỷ khóc sói chu của cung húc. Diệp ca, cứu tôi. Diệp ca ca, cứu u u u, tôi. Gà hu, tôi muốn về nhà, bọn họ ngược đãi tôi. Cung húc kêu gào đến niếc cả tai, ở đối diện Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Giang Yên Nhiên nhất thời sướng sờ, tự mình lầm bẩm lầm bầm thanh âm này. Sao lại nghe giống như cung húc vậy? Diệp Oản Oản vội đem điện thoại di động cầm ra xa tay một chút, kết quả cung hút cứ ở đầu kia điện thoại di động than hỏng bét, lời nói cũng không mạch lạc, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn nói cái gì. Diệp Oản Oản vô cùng tự nhiên liền đổi thành giọng nam, sau đó bất đắc dĩ mở miệng, dừng một chút đi, cậu tỉnh táo lại một chút cho tôi. Sao cậu kỳ vậy, lúc đi không phải là còn nói rất hay sao, còn bảo đảm với tôi là sẽ cố gắng huấn luyện sao? Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản mở miệng, Giang Yên Nhiên soạt một cái ngẩng đầu lên. Biểu tình của sở phong giống như là gặp quỷ, cô 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 cô. Diệp Bạch, đây không phải là thanh âm của Diệp Bạch sao? Là fan cứng của Diệp Bạch, cho dù cơ hội lộ diện của Diệp Bạch vô cùng ít, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra thanh âm của thần tượng mình. Sau khi nghe thấy giọng nói của Sở Phong, cung Húc gào lên ở đầu bên kia của điện thoại, Diệp ca, sao trong điện thoại di động của anh lại có tiếng của nam nhân? Anh có phải là thừa dịp tôi không có ở đó lại muốn thu người mới? Tôi biết ngay mà, anh muốn nhân cơ hội này bỏ rơi tôi. Mắt thấy cung Húc lại sắp bắt đầu thao thao bất tuyệt, Diệp oản oản không thể nhịn được nữa, cung Húc, đủ rồi đấy, cậu chuyển điện thoại cho Lạc thần đi. Cung Húc, không, tôi chỉ có 5 phút để nói chuyện với anh anh lại còn muốn để cho Lạc Thần nghe điện thoại. Thời gian của cậu đã hết, đầu kia truyền tới âm thanh của Lạc Thần, sau đó điện thoại chắc là đổi người. Lạc Thần, Diệp ca. Sau khi đổi thành Lạc Thần, Diệp Oản Oản cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn gặp tình huống gì? Bởi vì huấn luyện quá nghiêm khắc sao? Nếu không thể tiếp nhận nổi cường độ huấn luyện mà tôi yêu cầu, tôi sẽ gọi điện thoại nói với huấn luyện viên lôi giảm bớt cường độ một chút. Lạc Thần trầm mặc mấy giây, sau đó mở miệng diệp ca không phải là vấn đề này diệp oản oản không phải vấn đề này thì là tại sao lạc thần bởi vì thức ăn quá khó ăn diệp oản oản khích cung húp diệp ca ca anh biết bọn họ cho tôi ăn cái gì không tất cả đều là bánh bao dưa muối đây không phải là ngược đãi thì là cái gì tôi cầy cả ngày mệt dã rời chỉ muốn ăn một chút đồ ngon kết quả nhìn thấy những thứ kia diệp ca à anh có biết tâm tình của tôi như thế nào không Tôi thật sự rất tuyệt vọng. Chương 1098, váy màu hồng. Diệp Oản Oản cạn lời, nàng đã cạn lời thật rồi. Cung Húc, tôi muốn về nhà. Về nhà, thịt nướng của tôi, sườn xào chua ngọt, khoai tây chiên, bánh sữa phủ sô cô la của tôi. Diệp Oản Oản trực tiếp cắt đứt tiếng gào thét bi thương của Cung Húc, quần áo tôi đã mua xong. Cung Húc, hả? Quần áo gì? Diệp Oản Oản, váy màu hồng. Cung húp, bánh bao dưa muối thật ngon. Tôi cảm thấy tôi có thể ăn 100 cái. Diệp Ca tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi ăn bánh bao đây, ăn xong còn phải đi huấn luyện. Bái bai bái bai. Diệp Oản Oản. Sau khi Diệp Oản Oản cúp điện thoại, một bên Sở Phong cùng Giang Yên Nhiên vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Mặc dù không biết bọn họ ở trong điện thoại đang nói chuyện gì, nhưng cuộc gọi điện này thật sự là quá ảo diệu rồi. Diệp hoàn hoàn nhìn thấy bộ dáng đờ đấn kia của Giang yên nhiên, không khỏi bật cười, yên nhiên, không phải mới vừa nãy cậu còn nói, luôn cảm thấy Diệp Bạch rất thân thiết sao. Hiện tại, đã biết tại sao chưa? Giang yên nhiên đầu tiên là đờ đấn, sau đó dùng sức gật đầu một cái. Mắt nàng không hề nháy một cái, nhìn chăm chăm Diệp hoàn hoàn, kết quả phát hiện, thật sự chính là... Có chút giống. Tại sao từ trước tới giờ không có phát hiện ra chứ? Đại khái là bởi vì khí chất của Diệp Bạch và Diệp Oản Oản có sự chênh lệch quá lớn, tuyệt đối sẽ không để cho người ta có thể liên tưởng đến cùng một người. Dù có tình cờ thoáng qua một chút ý niệm cảm thấy giống nhau, cũng sẽ không mấy để ý. Sở phong nuốt nước miếng, nhìn cô gái trước mặt mình, lại liếc nhìn ảnh chụp của Diệp Bạch lưu trên điện thoại di động của chính mình, Oản Oản thì, Cô, cô thật sự là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình bàn tay Giang Yên Nhiên có chữ ký của nàng, sau đó đăng nhập vào Weibo Diệp Bạch, cập nhật trạng thái Weibo. Hôm nay gặp được một fan hâm mộ đáng yêu ảnh bên dưới, Giang Yên Nhiên đoán chừng có bật chức năng theo dõi, cho nên Diệp Oản Oản mới vừa đăng xong, âm thanh thông báo trên điện thoại di động của nàng liền vang lên. Mở điện thoại di động ra nhìn một cái, sau đó nàng liền thấy trạng thái Weibo Diệp Bạch vừa đăng mấy giây trước. Sở phong tiến tới, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động của Diệp Oản Oản, trợn to hai mắt, quả thật là muốn điên rồi, ta phi. Hoàn hoàn tỉ, thật sự chính là cô à, tôi lại có thể leo tường chúng ngay người quen của mình sao? Diệp hoàn hoàn khóe miệng hơi chúng lại, các cậu lôi mình vào chuyện này. Mình cũng rất khiếp sợ nha. Sở phong mặt đầy kích động, cho nên nói, cô, cô thật sự là Diệp Bạch a a a a còn có thiên lý nữa hay không? Tại sao Oản Oản tỷ cô cải nam trang cũng đều đẹp trai như vậy? Diệp Oản Oản nhíu mày, chuyện này rất khó hiểu sao? Sở Phong nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ai oán không thôi, Oản Oản tỷ, tôi phải cảm ơn mẹ của cô. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, cảm ơn mẹ tôi làm gì? Sở Phong, cảm ơn mẹ cô không sinh ra cô là con trai. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, cũng đúng, đúng là cậu nên cảm ơn mẹ của tôi, nếu không yên nhiên khẳng định chính là bạn gái của tôi, cậu là gì có cửa, ha ha. Sở Phong, ông trời có mắt, Oản Oản tỷ. Không, Diệp Bạch Đại Thần cậu ký tên nha tôi cũng muốn quần áo trên người trên sổ tay tất cả đều muốn diệp oản oản liếc hắn một cái tôi vẫn luôn ở bên các cậu còn đòi ký tên tốt rồi không nháo với cậu nữa ngày hôm nay tôi tìm yên nhiên qua đây là có chính sự cần nói yên nhiên mình đã nói với cậu à, yên nhiên giang yên nhiên đang ngắm oản oản đến ngẩn người chợt phục hồi tinh thần lại sau đó cộp một tiếng đem đầu đập ở trên bàn để cho mình yên tĩnh một chút Trời ạ, à, trời ạ, à, trời ạ, à. cậu lại là Diệp Bạch, mình lại có thể được thần tượng đặt cọc trước, mình lại có thể quen được anh ấy, còn sớm hơn cả Lạc Thần. Hạnh phúc như đến bất ngờ. Chương 1099, tôi nguyện ý tác thành. Diệp Oản Oản đem chuyện đã xảy ra kể đại khái với hai người một chút. Lại là như vậy, bất quá, Oản Oản, dung mạo cậu đẹp mắt như vậy, cải nam trang quả thật cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tư tiên sinh trước đây khẳng định cũng là bởi vì lo lắng cho cậu. Giang yên nhiên gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Sở phong nháy mắt một cái, nhỏ giọng thầm thì, thật ra thì đầu năm nay nam nhân cũng không nhất định sẽ an toàn. Giang yên nhiên, sở phong, anh nói cái gì? Không có cái gì, không có cái gì. Anh nói, nếu sau này hai chúng ta muốn gặp được thần tượng của mình, há chẳng phải chỉ cần bảo hoàn hoàn tỷ khi cùng chúng ta đi ăn cơm, đổi lại nam trang là được. Sở Phong kích động mở miệng. Giang Yên Nhiên, đúng nha. Diệp Oản Oản, trên lý thuyết mà nói, vậy cũng được. Dày vò đã hơn nửa ngày, Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại phần nào. Diệp Oản Oản than thở, tỉnh táo rồi sao? Mình có thể nói chuyện chính được chưa? Giang Yên Nhiên giơ tay lên, Oản Oản, mình, mình còn có việc. Diệp Oản Oản, việc gì vậy? Giang Yên Nhiên, mình muốn nói một câu. Diệp Oản Oản, cái gì? Sang yên nhiên, tại sao mẹ cậu không sinh cậu là con trai, thật tan nát cõi lòng. Diệp oản oản khóe miệng hơi co lại, cậu đủ rồi nha, cậu có sở phong là tình yêu đích thực rồi. Sở phong khịt mũi một cái, lầu bầu mở miệng, nếu như là oản oản tỉ mà nói, tôi nguyện ý tác thành. Hắn cũng không thể không thành toàn, tình địch đáng sợ như vậy. Diệp oản oản, đủ rồi nha, đàn ông có hai loại, đàn ông đích thực và đàn ông thích được. Sống đến giờ, mới được gặp được một người có đủ cả hai loại. Hoàn hoàn, mình tỉnh táo lại rồi, cậu mới vừa rồi muốn nói gì. Giang yên nhiên thần sắc nghiêm túc chờ đợi chỉ thị. Diệp hoàn hoàn ngưng thần mở miệng, yên nhiên, cậu biết bộ phim mới của đạo diễn Bồng Viễn Hồ không? Giang yên nhiên suy nghĩ một chút, phim mới của Bồng Viễn Hồ. Ý cậu nói là, hoa lại. Diệp Oản Oản, không sai. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, dĩ nhiên là biết rồi, nghe nói tìm nửa năm vẫn không tìm được nữ chính thích hợp, cho nên vẫn không thể bắt đầu quay. Hoàn hoàn, cậu hỏi cái này làm gì? Đạo diễn bồng tháng sau sẽ tới các trường đại học cao đẳng tìm nữ chính, mình muốn đề nghị cậu tham gia thử vai. Diệp Hoàn hoàn trực tiếp mở miệng. Mình, Giang Yên Nhiên nhất thời lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, đây chính là phim của đạo diễn bồng viễn hồ đấy. Mình làm sao có thể thử vai? Mình khẳng định là không được đâu. Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói, tin tưởng mình, với thực lực của cậu cùng với kiến thức cơ bản cũng đã đủ. Hơn nữa mình đã nghiên cứu qua, kịch bản bộ phim này, tất cả khía cạnh đều thích hợp với cậu. Thần sắc Giang Yên Nhiên vẫn rất do dự, nhưng mà, những buổi thử vai trước, những minh tinh, thậm chí là đại minh tinh cũng đều không thành công, mình vẫn còn là một sinh viên chưa xuất đạo, làm sao lại có thể chứ? Cậu vẫn chưa bị giới giải trí tiêm nhiễm, đây cũng là một trong những ưu thế lớn nhất của cậu. Nếu như đạo diễn Bồng Bồng cần những đại minh tinh cùng với các vị tai to mặt lớn trong nghề, vậy tại sao trước đây ông ấy không trực tiếp chọn các nàng? Những người đó không thể thử vai thành công, chứng tỏ loại nữ chính mà đạo diễn Bồng mong muốn không phải là loại này." Diệp Oản Oản phân tích. Giang Yên Nhiên vẫn rất do so dự, nhưng mà, mình thật sự có thể không? Giang Yên Nhiên mặc dù rất ưu tú, nhưng bởi vì được bảo hộ quá mức tốt, cũng chưa va chạm ngoài xã hội bao giờ, cho nên tính tình vẫn còn có chút khá nhút nhát. Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì, ngay sau đó, ánh mắt hơi đổi, hoán đổi thành thanh âm của Diệp Bạch, Ôn Nhu mở miệng nói, bất kể có được hay không, thử một lần đi, coi như là đi tích lũy kinh nghiệm. "Nha, đi không?" Giang Yên nhiên sững sờ, sau đó bật thốt lên, "Đi." Diệp Oản Oản, sức mạnh của thần tượng, quả nhiên rất cường đại. Chương 1100, dấu nữ nhân ở bên trong sao? mình hiện tại có cần phải chuẩn bị cái gì không giang yên nhiên có chút khẩn trương hỏi mình trước hết sẽ lấy hồ sơ cá nhân của cậu gửi cho đoàn làm phim để tiến hành ghi danh với thành tích của cậu tại đế ảnh sao tham gia thử vai nhất định là sẽ không có vấn đề sau đó mình sẽ gửi cho cậu kịch bản cậu cố gắng xem kỹ một chút có gì không biết thì hỏi mình khiêu vũ đối với cậu mà nói không có bất kỳ khó khăn nào khi có thời gian chú ý luyện tập lại một chút là được diệp oản oản mở miệng nói sao học viện điện ảnh đế đô. Giang yên nhiên gật đầu liên tục, ừm, um, mình biết rồi. Cố gắng lên, chớ khẩn trương, không qua được cũng không sao, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Um. Ừm. Sau khi chốt xong, Diệp Oản Oản liền bắt đầu bắt tay giúp Giang Yên Nhiên sắp xếp cho buổi thử vai. Như nàng dự liệu, ghi danh rất thành công, rất nhanh đã nhận được hồi âm của đoàn làm phim, thông báo cho nàng thời gian địa điểm thử vai, còn gửi qua một phần kịch bản liên quan, kèm theo giới thiệu, Diệp Oản Oản hơi nhìn lướt qua, ngay sau đó sắc mặt bỗng có chút ngưng trọng. Nữ chính của Hoa lại được đặt tên là Lâm Mạt Lị, tạo hình của Lâm Mạt Lị cũng không hề đơn giản như vậy, giai đoạn trước là một thiếu nữ không dành thế sự, sau đó chiến tranh bùng nổ, nàng ở trong chiến loạn mất đi ký ức, biến thành một người khác. Khó khăn là phần nội dung cốt truyện sau khi Lâm Mạt Lị mất đi ký ức, hai loại nhân cách, hai ký ức đan xen lẫn nhau, tạo nên những xung đột tâm tình phức tạp, Xem ra quả thật cần bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu một chút. Hiện tại chỉ có phần kịch bản sơ bộ, Diệp Oản Oản phải tìm một vài kịch bản và những bộ phim truyền hình, điện ảnh có phần tương tự để tham khảo, sau đó lại tìm Giang Yên Nhiên để thảo luận kỹ hơn một chút. Những ngày qua Diệp Oản Oản đang tập trung chuẩn bị cho buổi thử vai của Hoa Lai, cung Húc cùng Lạc Thần bên kia hết thảy cũng đều rất thuận lợi, trừ việc mỗi ngày đều phải chịu đựng 5 phút nghe ma âm của cung Húc rót vào tai. Đêm khuya, diệp oản oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động hơi nhíu mày tư giả hàn vẫn còn chưa quay về khoảng thời gian này tư giả hàn dường như bề bộn nhiều việc bởi vì thường bận đến rất khuya sợ quấy dày nàng và đường đường mấy ngày nay anh ta đều ở tại cẩm viên cái tên này làm sao thân thể vừa ổn ổn một chút đã lại phá sức như vậy diệp oản oản hôn một cái lên trán của đường đường bên cạnh sau đó rón rén bỏ dậy thay quần áo nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, Diệp Oản Oản vẫn quyết định lái xe đi cẩm viên một chuyến. Rất nhanh xe đã lái đến cổng chính. Dưới ánh trăng, Diệp Oản Oản nhìn thấy, trong sân đủ loại hoa quả rau cải nàng trồng xuống, tất cả đều tươi tốt. Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm thanh dịu của vườn cây. Mặc dù những thứ này ở trong một khu vườn cao cấp lại không quá thích hợp, nhưng lại tràn ngập khí thức thanh tân của thảo mộc, vô cùng xanh non mơn mởn. Diệp Oản Oản cởi áo khoác trên người, cất bước đi về phía cửa, mới vừa đến cách cửa chính không xa, sắc mặt của Diệp oản oản đột nhiên biến đổi, theo bản năng dừng bước lại. Không giống với khí tức thanh tân trong vườn cây mới rồi, càng đến gần cánh cửa, nàng lại càng cảm nhận được trong không khí có một mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, mùi máu tanh. Chấn thủ ở cửa, Hứa Dịch vừa nhìn thấy Diệp oản oản, nhất thời đổi sắc mặt, oản, oản oản tiểu thư, cô làm sao lại tới đây? Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Hứa Dịch có cái gì không đúng, hoài nghi mà mở miệng, "Tôi tại sao không thể tới?" Lúc này đã là nửa đêm, để cho Hứa Dịch canh cửa bên ngoài, tư dạ Hàn làm cái gì ở bên trong? Hứa Dịch vội nói, "Không phải, ý tôi là, đều đã trễ thế này, làm sao cô còn tới?" Có phải là có chuyện gì gấp hay không? Chỉ là không yên tâm về anh ấy, sợ anh ấy lại bận rộn quên chăm sóc thân thể. Diệp Oản Oản vừa nói chuyện vừa đi hướng về phía trong phòng hứa dịch lại theo bản năng tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Diệp Oản Oản, Oản Oản tiểu thư, chờ một chút. Diệp Oản Oản thấy vậy nhíu mày, hứa quản ra, sao anh lại trột giả như vậy? Tư giả hàn giấu nữ nhân ở bên trong sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 1101, không có nữ nhân nào đẹp hơn em. Giấu nữ nhân, làm sao có thể, hứa dịch đen mặt lại, ngay sau đó vội vàng khoát tay giải thích, Oản Oản tiểu thư, cô còn không hiểu rõ cửu ra sao? Cửu ra làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Diệp Oản Oản, tôi đương nhiên hiểu mà, a à, cửu nhà tôi dù cho nữ nhân khác có đẹp đến mấy cũng không thèm nhìn đâu. Đương nhiên, cũng không có nữ nhân nào đẹp hơn tôi cả. Hứa Dịch, Diệp Oản Oản, nếu không phải vậy, tại sao anh lại ngăn cản tôi? Hứa Dịch lau mồ hôi, biết không gạt được vị nữ chủ nhân trước mắt này, chỉ có thể thành thật trả lời, oản oản tiểu thư, tôi ngăn cô là vì lo cho sức khỏe của cô thôi. Cửu gia đang ở bên trong xử lý, xử lý một chút sự tình đặc thù. Trước đây không phải là cô đã bảo tôi phải làm nội ứng cho cô, gặp phải tình huống tương tự, phải báo cho cô hay sao? Con người Diệp Oản Oản chuyển động, suy nghĩ. Nhớ đến thời điểm mình vừa trọng sinh, có một lần nọ đi từ trường về, kết quả không cẩn thận gặp đúng lúc tư giả Hàn đang dùng hình với người khác, kết quả suýt chút nữa đã chọc giận anh ta. Sau đó nàng đã nhắc hứa dịch, bảo sau này có tình huống tương tự phải nhắc nhở mình một chút, để tránh cho nàng khỏi phải nhìn những thứ không nên nhìn. Khó trách được nàng vừa ngửi được mùi máu tanh ở đây. Diệp oản oản bĩu môi một cái, vậy cũng tốt, tôi đi quanh vườn nắm rau củ của tôi đây. Chờ anh ấy làm xong rồi, anh nhớ báo với tôi một tiếng. Hứa dịch nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vâng, được rồi. Diệp Oản Oản nói xong liền quay trở lại trong vườn. Đối với sự tình mà hứa dịch nói, Diệp Oản Oản không hề cảm thấy có gì phản cảm cả. Tư gia là một gia tộc lớn như vậy, không có chút thủ đoạn đặc thù, không áp một chút, làm sao có thể chấn áp được. Nếu nàng cứ bắt tư dạ hàn phải là một tiểu thiên sứ không dính máu tanh, ngược lại có chút quá gượng ép. Thật ra thì nàng vẫn luôn biết, tư dạ hàn chẳng qua là cố gắng thu liếm ở trước mặt nàng, cũng luôn cẩn thận, chưa bao giờ để cho nàng nhìn thấy những hình ảnh máu tanh kia mà thôi. Chẳng qua là không biết tối nay là có chuyện gì. Diệp Oản Oản vừa đi dạo ở trong sân, vừa chờ tư giả hàn làm xong. Đi lâu nên có chút đói, lại thuận tay hái một vài trái cây để ăn. Xem đi, trồng những cây ăn quả trong khu vườn thật là tốt, còn có thể vừa đi dạo vừa ăn. Lại đi mấy bước, Diệp Oản Oản thấy được ổ gà, vì vậy mở ra đèn pin dọi vào. Những con gà con lúc trước đều đã trưởng thành, trở thành những chú gà to lớn. Những con gà kia đều úp núc béo tròn, bộ lông óng mượt, có thể thấy là chúng được chăm sóc rất tốt. Diệp Oản Oản vui vẻ tiến tới gần, đưa tay ra mò mẫm trong ổ gà, móc ra một quả trứng gà bóng loáng. Đang một mình đi dạo trong sân, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền thấy Tư Giả Hàn cất bước đi tới, cầm trong tay một cái áo khoác màu đen. Diệp Oản Oản lập tức bước sang, anh làm xong rồi à? Ừm, tư giả hàn tiện tay khoác chiếc áo khoác lên vai nàng, vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Diệp Oản Oản lầm bầm, tại sao lâu như vậy anh mới làm xong? Này, không phải là thực sự lén sau lưng em nuôi nữ nhân nào đấy chứ? Tư giả hàn liếc nàng một cái, nữ nhân khác có đẹp hơn nữa anh cũng sẽ không nhìn nhiều, huống chi, không có nữ nhân nào đẹp hơn em cả. Diệp Oản Oản nhất thời ho khan một trận, khục khục khục. Anh, người ta nói nhỏ như vậy mà cũng nghe được sao? Thiệt là, thính lực làm sao lại tốt như vậy? Nhưng mà người ta nói sự thật mà. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái. Dưới ánh trăng, thần sắc người đàn ông trở nên ôn nhu xưa nay chưa từng có, đưa ngón tay thon dài trắng nõn của mình ra sờ đầu cô bé ừm. Chương 1102, tuyệt đối không leo tường. Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện với Tư Dạ Hàn lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Vì vậy, nàng chăm chăm nhìn tư dạ hàn, hơn nữa cũng xích lại gần cơ thể hắn người một cái. Dưới ánh trăng, nam nhân mặc một bộ áo sơ mi trắng, khuôn mặt thanh lãnh xa cách biên đảo chúng sinh trước sau như một, sợi tóc đen nhánh dường như hơi ươn ướt. Trọng điểm là, trên người hắn không có chút mùi máu tanh nào, toàn bộ đều là mùi thơm dịu nam tính khi vừa mới tắm xong. Làm sao, tư dạ hàn đón lấy con người sáng như ánh sao của thiếu nữ, A, à, anh mới tắm rửa à?" Diệp Oản Oản hỏi. Tư giả Hàn gật đầu, "Ừm. Là lo mùi máu tanh sẽ hù nàng sao? Trước khi tới gặp nàng còn cố ý đi tắm một lần." Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản chẳng những cảm thấy ấm áp nhờ chiếc áo khoác kia, mà con tim nàng cũng đập rộn rã. "Những ngày qua, có phải là anh đang xử lý sự tình của Tư Minh Lễ hay không?" Diệp Oản Oản có chút quan tâm hỏi. Cũng không biết được người đứng sau lưng Tư Minh Lễ đã tìm ra được hay chưa khoảng thời gian này nàng cũng đã thử để cho đám người Khương Lão và Kiều Kiều thử câu thông với mạng lưới tình báo của Đường Long và đoàn lính đánh thuê Long âm hỏi thăm một chút. Nhưng vô cùng bất đắc dĩ, quy tắc của những tổ chức sát thủ này quá xâm nghiêm, không thể điều tra ra được người đứng sau màn là ai. Ánh mắt tư giả hàn nhíu lại, không cần quan tâm những thứ này, anh sẽ xử lý. Nói xong, đôi mắt đen lay lấy sâu thăm thẳm như biển hồ chăm chú nhìn cô bé trước mắt, oản oản, đáp ứng với anh một chuyện chuyện gì diệp oản oản ngẩng đầu lên chuyện lần trước không nên phát sinh lần thứ hai một khi phát sinh nguy hiểm lập tức rời khỏi tư gia rời khỏi quốc nội biết chưa tư giả hàn sắc mặt nghiêm túc dặn dò diệp oản oản nghe vậy chân mày nhíu chặt sẽ không có lần thứ hai đâu không phải thân thể của anh đã chuyển biến tốt rồi hay sao tôn thần y gần đây kiểm tra hàng ngày cũng đều nói không có vấn đề gì anh đang hồi phục tốt vô cùng tư giả hàn cũng không phản bác ừm cho nên dù anh có chuyện cần xử lý cũng không được đi ngủ trễ nha thức đêm rất có hại cho cơ thể sẽ làm tổn thương gan thận trí nhớ suy thoái còn nữa sẽ làm cho nhan sắc tàn phai nếu như nhan sắc anh biến dạng rồi coi chừng em leo tường đấy diệp oản oản thao thao bất tuyệt cảnh cáo tư giả hàn thản nhiên mà liếc nàng một cái em nói cái gì diệp oản oản em nói thức đêm có hại cho sức khỏe tư giả hàn không phải là câu này diệp oản oản thức đêm còn làm nhan sắc tàn phai tư giả hàn câu tiếp theo diệp oản oản ây nếu như nhan sắc anh biến dạng rồi em cũng tuyệt đối không leo tường không đúng không đúng nam nhân khác có đẹp trai đi nữa em cũng sẽ không nhìn nhiều dù nhan sắc anh có biến dạng thì anh vẫn đẹp trai nhất tư giả hàn cuối cùng dưới sự theo dõi cẩn thận của nàng Tư giả hàn cũng khôi phục lại nhịp độ làm việc và nghỉ ngơi. bài kiểm tra của nàng cũng thuận lợi kết thúc. đào mắt đã đến buổi thử vai ngày hôm đó. diệp hoàn hoàn phụng bồi giang yên nhiên cùng nhau đến địa điểm thử vai. chớ khẩn trương, cứ phát huy bình thường là được rồi. diệp hoàn hoàn đang nói với giang yên nhiên, điện thoại di động reo lên. diệp hoàn hoàn bất đắc dĩ hoán đổi lại giọng nam, alo. diệp ca ca đầu kia điện thoại di động không ngoài dự đoán truyền tới ma âm của cung húc dừng lại đợi một lát nữa hãy gọi lại cho tôi sau hiện tại tôi đang bận diệp oản oản mở miệng nói có chuyện tại sao lại có chuyện gì bận được chứ tôi và lạc thần đều không có ở đấy anh lại có thể bận chuyện gì anh có phải là đã lén sau lưng tôi nuôi một em tiểu thịt tươi nào khác rồi không cung húc vô cùng cảnh giác nói khóe miệng diệp oản oản hơi rúm lại cái tên cung hút này thật sự đúng là có trực giác của dã thú. Nghĩ bậy bạ gì vậy, tiểu thịt tươi gì, không thể nào, có mình cậu tôi cũng đã đủ bận rộn rồi, tôi không có ý định lại thu thêm người mới. Diệp oản oản tức giận mở miệng, lời này của nàng cũng không tính là nói dối à nha. Giang yên nhiên không phải là tiểu thịt tươi, cũng không phải là người mới, là nàng đã sớm thu từ trước rồi đó nha. Trường 1103, chỉ có thể nghe hiểu tiếng người sau khi nghe xong cam đoan của nàng, cung húc yên lòng cúp điện thoại. Diệp Oản Oản tiếp tục dành thời gian cho Giang Yên Nhiên, bàn bạc kịch bản. Lần thử vai lần này quy tụ những sinh viên ngành điện ảnh và truyền hình ưu tú nhất ở các trường đại học và cao đẳng ở đế đô, sự cạnh tranh quả thật rất kịch liệt. Giang Yên Nhiên mặc dù có thành tích vô cùng ưu tú ở trường, nhưng so với những sinh viên đã sớm xuất đạo và nổi tiếng, phương diện này đem lại ưu thế cũng không lớn. Chỉ trong một hồi ngắn ngủi, Diệp Oản Oản đã gặp hết thảy những người mới mà Hoàn Cầu và Hoàng Thiên đào được, thậm chí còn thấy được bóng người của Lương Thi Hàm. Lương Thi Hàm đã thông qua quan hệ với Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y để ký hợp đồng với Hoàng Thiên giải trí. Trong đám người, ánh mắt Lương Thi Hàm liếc xéo qua nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhất thời trợn to hai mắt, ngay sau đó thần sắc cao ngạo cất bước đi tới, mặt đầy vẻ diễu cợt mở miệng, yo, ta thấy được ai này. Diệp Oản Oản, ngươi sẽ không phải là cũng tới thử vai đấy chứ. Bởi vì Diệp Oản Oản hôm nay sau khi theo Giang Yên Nhiên thử vai xong còn phải quay về trường nhận bằng tốt nghiệp, nên để cho tiện, nàng cũng đã mặc sẵn nữ trang. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, người cho rằng là chỉ cần xinh đẹp liền có thể lăn lộn trong nghề này sao? Đây chính là bộ phim của đạo diễn Bồng Viễn Hồ đấy. Bằng vào nhà ngươi mà cũng dám tới thử vai, Lương Thi Hàm nói liên tù tì, thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, giận đến dậm chân, này, tại sao ngươi lại không nói lời nào? Diệp Oản Oản lúc này mới nhíu mày, hướng về Lương Thi Hàm nhìn sang, thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nghe hiểu tiếng người. Ngươi, Lương Thi Hàm nổi gióa, đều tại ngươi, làm hại Mỹ Huyên cô cô bị trách phạt. Bất quá Diệp Oản Oản ngươi chớ vội đắc ý, cái tiểu công ty vớ vẩn của anh ngươi sớm muộn cũng sẽ mau chóng sập tiệm. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến cái con não tàn này. Gia đình cậu nàng là tuy là người một nhà, nhưng lại đem con gái của tiểu tam lương Mỹ Huyên xem như thân nhân, lại còn bỏ đá xuống giếng đối với cha mẹ của bọn họ những người đã từng chân chính giúp đỡ chúng. Nàng cũng đã sớm không còn coi bọn họ là người thân. Ở bên cạnh, Giang Yên Nhiên tức giận đứng bật dậy, cô nghĩ cô là ai? Sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Hoàn oản là theo tôi tới thử kính. Lương Thi Hàm hừ lạnh một tiếng lườm, tôi là cháu gái gọi phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị là cô cô, là biểu muội của tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của Hoàng Thiên giải trí Diệp Y vai diễn này khẳng định là của tôi, Giang Đại Mỹ Nữ, tôi thấy cô vẫn nên là tiết kiệm thời gian, sớm về nhà đi. Lương Thi Hàm nói xong, đắc ý xoay người rời đi. Bên cạnh, những sinh viên tới thử vai như chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh nàng ta hàn huyên đủ loại để lấy lòng. Giang yên nhiên cau mày, cô ta chính là người biểu muội kia của cậu sao? Không cần phải để ý đến nó, cứ chuyên tâm chuẩn bị thử vai. Mình đã tính toán một chút, có một số phân cảnh có độ khả thi lớn sẽ được yêu cầu, cậu tập trung chú ý nhiều hơn một chút ở." Diệp Oản Oản nói xong, chỉ chỉ vào một vài chỗ trong tập tài liệu mà nàng đã chỉnh sửa cẩn thận. Giang Yên Nhiên mặc dù tức giận, nhưng vẫn tập trung sự chú ý, bắt đầu nghe Diệp Oản Oản trao đổi kịch bản. Nàng nhất định phải đem lại mặt mũi cho Diệp Oản Oản. Rất nhanh, buổi thử vai bắt đầu, nhân viên hỗ trợ để cho mọi người rút số thứ tự để thử vai. Bởi vì những người không phận sự không thể đi vào trong, cho nên Diệp Oản Oản chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Những sinh viên thử vai lần lượt từ bên trong đi ra, cơ hồ tất cả mọi người đều ủ rũ cúi đầu, có vẻ cũng không mấy thuận lợi. Đại khái sau nửa giờ, Lương Thi Hàm đã từ bên trong đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý như đã nắm chắc trong tay, trước khi đi còn khiêu khích nhìn Diệp Oản Oản một cái, nghe nói anh người còn trông cậy vào việc dùng sinh tử một đường để đoạt giải thưởng Kim Lan đấy. Thật là ngại quá vô luận là danh hiệu nam chính hay nữ chính xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan lần này, chỉ sợ là không có duyên với các ngươi rồi. Diệp Oản Oản nhìn theo bóng lưng lương thi hàm đắc ý rời đi, khóe miệng không dễ dàng phát giác cười cười, không có duyên với bọn họ sao. Vậy thì mỏi mắt chờ mong rồi. chương 1104, nước chảy thành sông. Diệp Oản Oản cũng không lo lắng sẽ có những nhân tố khác ảnh hưởng đến kết quả buổi thử vai lần này. Tiếp trước khẳng định cũng có rất nhiều công ty muốn nghệ sĩ nhà mình giành được vị trí nữ chính, nhưng Bồng Viễn Hồ lại chẳng thà chọn đình lại 2 năm không quay, cũng không lựa chọn nghệ sĩ mà mình không ưng ý. Với địa vị của Bồng Viễn Hồ ở trong giới, đối với việc tuyển lựa diễn viên ông ta hoàn toàn nắm trong tay. Trừ thực lực của bản thân nghệ sĩ, không có bất kỳ nhân tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của ông ta. Số thứ tự của Giang Yên Nhiên rút được ở gần chót những nghệ sĩ khác sau khi thử vai xong đều lần lượt rời đi. Diệp Oản Oản chờ đợi đến 2 tiếng đồng hồ, Giang Yên Nhiên vẫn chưa đi ra. Sơ tay lên liếc nhìn điện thoại di động, lúc này, một vị nhân viên mang mũ lưới chai, cầm trong tay kịch bản vội vã đi ra, thần sắc kích động lo lắng đảo mắt nhìn một vòng, sau đó mở miệng hỏi, cho hỏi, Diệp Oản Oản tiểu thư là vị nào? Diệp Oản Oản nghe vậy, từ trên ghế đứng lên, là tôi nhân viên thần sắc hoài nghi quan sát diệp oản oản một cái ngay sau đó cau mày mở miệng nói cô là diệp oản oản đúng thế diệp oản oản lặp lại nhân viên nghe xong sửng sốt một chút cô không phải là thí sinh tới thử vai sao thời điểm mới nãy khi thấy cô bé này hắn còn tưởng rằng cũng là sinh viên qua đây thử vai đấy tôi chỉ đi theo bằng hữu tới thôi diệp oản oản trả lời bằng hữu của cô có phải là giang yên nhiên hay không người nhân viên kia hỏi diệp oản oản đúng thế vậy thì cô vào đi nhân viên cũng không hỏi nhiều trực tiếp mở miệng nói diệp oản oản nghe vậy ánh mắt lóe lên được người nhân viên bước chân vội vã dẫn diệp oản oản đi vào chỉ thấy trong hội trường buổi thử vai đạo diễn phó đạo diễn nhà sản xuất phim biên kịch phía đầu tư tất cả đều chờ tại chỗ giang yên nhiên thần sắc thẹn thùng đứng ở trước bàn giám khảo nhà sản xuất phim đang hỏi nàng một loạt vấn đề Sang tiểu thư, yêu cầu của cô đối với tiền thù lao đóng phim là bao nhiêu? Sang tiểu thư, chúng tôi yêu cầu 3 ngày sau lập tức mở máy, bên cô có vấn đề gì không? Sang tiểu thư, tình huống bộ phim này của chúng tôi hẳn là cô cũng đã biết, đã chế nãi rất lâu, phần kịch bản còn lại này mong cô có thể mau chóng xem qua một chút. Sang yên nhiên hiển nhiên không giỏi đối phó với loại tình cảnh như thế này, biểu tình rất là bối rối, xin lỗi, những thứ này tôi không có nhiều kinh nghiệm có thể chờ bằng hữu của tôi qua đây, các người trực tiếp trao đổi cùng nàng, được không? Sau khi nghe được tiếng bước chân từ nơi cửa, Giang Yên Nhiên giống như thấy được cứu tinh, nhất thời đầy kinh hỉ ngẩng đầu nhìn sang, oản oản. Diệp oản oản đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, ôm một cái chân an nàng. Oản oản, mình thành công, Giang Yên Nhiên kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mặc dù mới vừa nghe được nhà sản xuất phim đề cập đến những vấn đề kia, Diệp Oản Oản đã sớm đoán được, nhưng mà, giờ phút này nghe được Giang Yên Nhiên chính mình nói ra, trong lòng vẫn rất kích động, chúc mừng cậu, Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên vốn bởi vì gia đình có điều kiện, cộng thêm thiên phú vốn không tệ, nên từ lúc nhỏ nền tảng cũng đã rất vững chắc, mặc dù vẫn chưa xuất đạo cùng với chưa có kinh nghiệm thực tiến, nhưng vẫn hoàn toàn là nước chảy thành sông. Oản Oản, hoàn toàn bị cậu đoán trúng. Mình rút được chính là cảnh nữ chính khiêu vũ dưới ánh trăng sau khi bị mất trí nhớ giang yên nhiên kích động mở miệng lúc này ở một bên nhà sản xuất phim nhìn về phía diệp oản oản hơi nhíu mày mở miệng nói giang tiểu thư vị này chính là vị bằng hữu mà cô nói vâng vương chế tác phim giang yên nhiên gật đầu bởi vì có diệp oản oản ở bên cạnh giờ phút này nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh ngài khỏe chứ vương chế tác phim diệp oản oản thần sắc thản nhiên bắt chuyện cùng nhà sản xuất phim ngay sau đó mở miệng nói vấn đề hợp đồng cùng với những thứ có liên quan đến vấn đề quay phim, ngài có thể trực tiếp trao đổi cùng tôi. chương 1105, tôi tất cả đều nghe nàng. Nhà sản xuất phim nghe xong sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ Giang Yên Nhiên đoán chừng là bởi vì vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào, cũng không có người đại diện, cho nên tạm thời nhờ một người bạn qua bàn chuyện hợp đồng giúp mình. Bởi vì ở trong giới giải trí, nghệ sĩ tương đối kiêng kỵ việc mình trở thành một món hàng để trao đổi thỏa thuận giá cả với người khác, nên cũng không tiện để bàn bạc các điều khoản và điều kiện. Bất quá, tìm một cô nàng tuổi đời có vẻ cũng còn rất trẻ như vậy để thỏa thuận hợp đồng, có phải là cũng có hơi quá qua loa rồi không? Cho nên nói, hắn cũng rất không hy vọng chọn được một người hoàn toàn mới cái gì cũng không biết để diễn, đến giai đoạn đàm phán rất mất công. Bất đắc dĩ, đạo diễn bồng thật vất vả mới vừa ý, chọn được một nữ chính mà ông ta hài lòng. Chờ cả hơn nửa năm mới có thể tiếp tục quay, tất cả mọi người đều kích động thiếu chút nữa khóc lên. Dù cho có mất thời gian lâu hơn nữa, hắn cũng phải nguyện ý trao đổi một chút. Nhà sản xuất phim không nhịn được, lên tiếng đề nghị, "Giang tiểu thư, tôi đề nghị chính cô tự quyết định đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút." Chọn một người hoàn toàn không có kinh nghiệm để trao đổi cùng hắn, còn không bằng trực tiếp cùng trao đổi với Giang Yên Nhiên đỡ phải nói thông qua người thứ ba vô cùng phiền phức. Giang Yên Nhiên lắc đầu, thần sắc kiên định mở miệng, "Những thứ này tôi không hiểu, ông cứ trao đổi với bạn tôi là được rồi, tôi tất cả đều nghe theo nàng." Một bên, Diệp Oản Oản nghe vậy không khỏi bật cười, "Cô bé này cũng quá thành thật rồi, không sợ bị nàng bán đứng à? Hi hi." Sự lo âu của nhà sản xuất phim, Diệp Oản Oản hoàn toàn hiểu được. Chính là bởi vì nhìn nàng quá trẻ tuổi, cảm thấy nàng không đáng tin cậy. Chủ yếu nàng lại không nghĩ tới tổ đạo diễn bên này sẽ xác định nhanh đến như vậy, còn tưởng là phải đợi một thời gian, ai ngờ đâu lại bàn chuyện hợp đồng ngay, đành chỉ có thể sử dụng thân phận hiện tại mở miệng nói, bên trường của Yên Nhiên đã thi cuối kỳ xong, đang là thời gian nghỉ hè, cho nên tùy thời có thể bắt đầu đóng phim. Hơn nữa có đầy đủ thời gian để toàn tâm toàn trí quay phim, điểm này ngài và tổ đạo diễn có thể hoàn toàn yên tâm. Về phần thù lao đóng phim, dựa theo quy tắc, Yên Nhiên hiện tại dù sao cũng là người mới. Chúng tôi đương nhiên sẽ không đòi hỏi nhiều, bất quá. Diệp Oản oản mạch lạc rõ ràng, nhanh chóng đem tất cả các vấn đề đều giải thích qua một lần. Sau đó lại đem các câu hỏi phía bên mình muốn tìm hiểu tất cả đều nói ra, nhà sản xuất phim ở bên cạnh nghe được, thần sắc càng ngày càng kinh ngạc. Chuyện này, các điều kiện đàm phán, kinh nghiệm cùng với sự am hiểu về giá cả thị trường, là điều mà một sinh viên có thể làm được sao? Một lát sau, Biểu cảm của nhà sản xuất phim nhìn về phía Diệp Oản Oản đã hoàn toàn thay đổi, Diệp Tiểu Thư mạo muội hỏi một câu, cô bao lớn? Tôi là sinh viên năm nhất của Đại học Truyền thông Đế Đô. Diệp Oản Oản mở miệng, mặc dù hôm nay sắp sửa lấy bằng tốt nghiệp rồi, bất quá vào lúc này người ta vẫn chưa nhận được à nha. Diệp Tiểu Thư, thật lợi hại, tuổi còn trẻ đã hiểu rõ như vậy đối với giá cả thị trường. Vương chế tác phim không nhịn được suýt xoa. Tôi thực tập tại Chư Thần thời đại cho nên cũng hơi hơi biết một chút diệp oản oản thuận miệng đáp nói xong hỏi giang yên nhiên ở bên cạnh những điều mình vừa trao đổi cậu có nghe được không có vấn đề gì thì cứ nói ra chúng ta mau sớm thương nghị ánh mắt giang yên nhiên nhìn diệp oản oản tràn đầy sùng bái không có không có cậu cứ quyết định là được rồi quả thật là không có cách nào tin được thần tượng nhà nàng đang giúp nàng đàm phán hợp đồng đó nha nàng làm sao còn có thể có vấn đề gì vì vậy Diệp Oản Oản lấy hiệu suất cực cao liền tại chỗ chốt thời gian quay phim và nội dung hợp đồng cùng đoàn làm phim. Bồng Viễn Hồ nhìn thấy nhà sản xuất phim đưa hợp đồng tới, những nếp nhăn tích tụ suốt bao lâu giờ phút này đã hoàn toàn giãn ra, sinh thời, bộ phim này cuối cùng cũng có thể được quay rồi. Đúng vậy đạo diễn Bồng, thật đáng mừng, những người khác tất cả cũng đều kích động vô cùng. Bồng Viễn Hồ đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, Giang Tiểu Thư, thật cao hứng có thể gặp được một người mới ưu tú như cô cũng rất vui mừng khi cô đã quyết định đến đây dự buổi thử vai ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Chương 1106, nhất định có thể. Giang Yên nhiên theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, thần sắc thẹn thùng mở miệng, thật ra thì tôi không dám tới, là người đại diện của tôi khuyên tôi nhất định phải tới thử xem. Một bên, nhà sản xuất phim nghe vậy lộ ra thần sắc hồ nghi, đứa nhỏ này có người đại diện phỏng chừng là bạn hoặc là người nhà của nàng. Trong giới, rất nhiều nghệ sĩ đều thích tìm bằng hữu và thân thích để làm người đại diện, không phải là chuyện kỳ quái gì. Bồng viễn hồ thần sắc cảm khái cười nói, vậy nhất định phải giúp tôi cảm ơn người đại diện của cô rồi. Suốt cuộc bàn bạc hết thảy xong xuôi, Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên đi ra khỏi khu vực thử vai. Giang Yên Nhiên cao hứng trực tiếp nhảy cẫng lên, Oản Oản. Mình rất vui, cảm giác quả thật cứ như trong mơ diệp oản oản cười nói mình đã nói là cậu nhất định có thể giang yên nhiên gật đầu liên tục vâng diệp bạch đại nhân nhà ta nói dĩ nhiên là không có sai cậu nói có thể liền khẳng định có thể cũng còn may mình không để cho cậu thất vọng giang yên nhiên mặc dù bình thường tính tình có chút mềm yếu nhưng vừa đứng trước ống kính liền tiến vào một trạng thái hoàn toàn khác cảm giác ống kính cực tốt cũng không mất bình tĩnh chút nào đối với điểm này diệp oản oản vẫn rất có lòng tin Bất quá thuận lợi hiếm thấy như vậy, Diệp Oản Oản cũng cảm thấy rất vui sướng trong lòng. Ba ngày sau sẽ bắt đầu khởi quay, bên cậu thực sự không thành vấn đề chứ? Có cần mình nói với đoàn làm phim bên kia bắt đầu chậm lại mấy ngày? Diệp Oản Oản hỏi. Không cần, mình có thể làm được, thời khắc này, trạng thái của Giang Yên Nhiên đã trở nên tự tin hơn nhiều. Hai người đang nói chuyện, Sở Phong vội vã chạy tới. Thế nào, thế nào? Em thành công rồi. Có thật không? Có thật không? Quá tốt rồi, nhất định phải đi ăn mừng thật tưng bừng một chuyến. Oản Oản tỷ, cô muốn đi ăn ở đâu? Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, hai người các cậu đi đi, tôi còn phải đến trường học nhận bằng tốt nghiệp. A, à, Oản Oản cậu không rảnh sao? Chúng mình có thể chờ cậu kết thúc mà. Thần sắc Giang Yên nhiên có chút thất vọng. Mình không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu nha. Hai người các cậu cứ đi chơi đi, ngày mai mình sang nhà tìm cậu còn có chuyện phải thương lượng với cậu nữa. Cha mẹ cậu bên kia, mình cũng phải trao đổi cùng với bọn họ một chút. Giang Yên Nhiên nghe vậy lúc này mới trời quang mây tạnh, ừm, vậy cũng tốt, ba mẹ mình ít ngày trước còn thúc giục mình mời cậu tới nhà ăn cơm. Việc cậu làm người đại diện của mình, mình cũng đã sớm nói qua cùng ba mẹ rồi. Bọn họ nghe nói là cậu đều phi thường yên tâm. Được, các cậu mau đi đi, mình đi trước đây. Sau khi tạm biệt cùng Giang Yên Nhiên và Sở Phong, Diệp Oản Oản lái xe đi đến Đại học Truyền thông Đế Đô. Yêu cầu nhảy lớp của Đế Truyền bắt buộc tối thiểu phải hoàn thành xong chương trình học của năm nhất, sau đó mới có thể xin nhảy cấp, những thứ khác đều không có yêu cầu gì. Có thể lựa chọn nhảy một cấp, 2 cấp, nếu đủ năng lực, trực tiếp xin nhảy, ra khỏi trường cũng có thể. Diệp Oản Oản sợ phiền toái, đương nhiên vừa nghe các giáo sư đề xuất cho nhảy thẳng, lập tức đồng ý ngay. Có đường đường làm bạn để học cùng luận văn tốt nghiệp của nàng cũng được hoàn thành vô cùng thuận lợi. Vốn là nên vui vẻ, nhưng sau khi ra khỏi phòng giáo sư xong, Diệp Oản Oản nhìn tấm bằng tốt nghiệp đỏ tươi trong tay, tâm tình lại có chút mất mát. Mặc dù việc tốt nghiệp trước thời hạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng cũng hy sinh luôn quãng đời sinh viên tươi đẹp nhất, không được chụp ảnh kỳ yếu cùng bạn bè, cũng như không được dự buổi lễ tốt nghiệp của chính mình. Chỉ có thể tốt nghiệp một mình, cộng thêm tấm bằng trên tay. Diệp Oản Oản đang thất thần, sau lưng truyền đến tiếng gọi của Lý Nham giáo sư, Oản Oản. Diệp Oản Oản vội vàng xoay người lại, lên tiếng chào hỏi, Lý giáo sư. Hôm nay con tới nhận bằng tốt nghiệp, Lý Nham hỏi. Đúng vậy, làm sao ngài biết? chương 1107, ta thích xấu xí đấy. Lý Nham mặt đầy nụ cười, còn đó, đứa nhỏ này, một lần nhảy cấp thẳng đến tốt nghiệp, trong cả trăm năm lịch sử của đế truyền, tổng cộng cũng chỉ có không ba người làm được. Trong trường học đã sớm truyền khắp rồi, làm sao ta lại có thể không biết. Tối hôm qua ta cùng ông nội con và một vài bằng hiếu khác cùng ăn cơm trò chuyện, ông nội con ngoài miệng còn nói khiêm tốn, mà cái đuôi đã vỉnh lên đến tận trời cao. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười, bất quá nàng thật đúng là phải cảm tạ lý nham giáo sư, luôn luôn nhắc đến nàng trước mặt ông nội, giúp nàng thu được không ít hảo cảm của ông. Oản Hoàn à, bây giờ con đã học xong, hẳn là hết bận rộn rồi chứ. Lý giáo sư Hàn Huyên cùng nàng một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản nghe được vấn đề này, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, mí mắt rực rực, có loại dự cảm xấu. Lý Nham giáo sư mặt đầy mong đợi mở miệng, Oản Oản, ngày nào con có thời gian rảnh rỗi, ta hẹn ông bà nội con đi cùng. Người hai nhà chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, vừa vặn tiểu tử thúi nhà ta cũng trở về nước rồi diệp oản oản lý giáo sư à sao ông còn chưa quên cái dây tơ hồng này vậy chứ cái gì mà ăn cơm cái này hoàn toàn chính là buổi lễ xem mắt rồi đi không được nàng phải mau chóng nói rõ ràng diệp oản oản gãi đầu một cái thân sắc khó xử mở miệng nói thật sự là xin lỗi lý giáo sư trước đây con bận học hành cùng viết luận văn cho nên vẫn luôn không có thời gian thật vất vả mới rảnh rỗi cho nên đã hẹn bạn trai cùng đi ra ngoài chơi, có khả năng mấy ngày tới đều không rảnh. Lý giáo sư nghe vậy, nhất thời sừng sốt, oản oản, còn có bạn trai. Diệp oản oản gật đầu, đúng thế. Lý giáo sư nhất thời có cảm giác đau lòng như bông hoa đẹp mình nhắm đến bị người ta hái mất, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai, không đúng. Nhà đầu này, sẽ không phải là lừa gạt ta đấy chứ. Trước đây ta đã dò xét ý của gia gia con, hắn chính miệng nói là con không có bạn trai đấy diệp oản oản vội vàng giải thích chuyện này lý giáo sư tình huống trong nhà con ngài cũng biết rồi đấy con bình thường cơ hội gặp ông bà nội không nhiều bọn họ đều vẫn chưa biết chuyện con có bạn trai con thật không gạt ta chứ dĩ nhiên là sự thực con làm sao lại dám lừa gạt ngài oản oản à ta biết các người trẻ tuổi các con tương đối phản cảm việc xem mắt cùng với hôn nhân được sắp đặt nhưng ta đã nói với con không phải là ta chém gió, con trai ta rất đẹp trai, tuyệt đối xứng đôi với con. Lý Nham giáo sư chỉ coi có bạn trai là cái cớ của Diệp Oản Oản, vì vậy không ngừng cố gắng khuyên nhủ. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, hít cái này. Lý giáo sư, con cảm thấy tướng mạo cũng không trọng yếu, hai người ở cùng nhau vẫn phải xem cảm giác. Lý Nham giáo sư nghe vậy sẵn giọng, làm sao, tiểu nha đầu này, còn chưa tin à? Không tin ta cho con xem hình. Diệp Oản Oản vì để cho Lý Nham từ bỏ ý định, đành phải vội vàng khoát tay mở miệng nói, không đúng, không đúng, thực sự là con đối với vẻ bên ngoài không có yêu cầu gì. Thật ra thì con thích người xấu xí một chút, có cảm giác an toàn. Diệp Oản Oản đang tận lực triển khai, thông não thần công, cố gắng thuyết phục Lý Nham, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân dẫm trên lá khô xào sạc. Diệp Oản Oản theo bản năng mà quay đầu lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chợt trợn to hai mắt, chỉ thấy tư giả hàn mang một thân âu phục màu xám cho viền lam trong tay đang cầm một bó hoa hồng lớn đỏ rực đang đi về phía nàng tư giả hàn hôm nay đặc biệt mặc một bộ đồ khác màu đen mọi ngày cộng thêm bó hoa to rực lửa trước ngực càng làm nổi bật thêm gương mặt trói lóa nổi bật của anh diệp oản oản thiếu chút nữa tưởng mình hoa mắt mặt đầy mộng bức nhìn về phía người nam nhân nọ a à, à cửu anh sao anh lại tới đây lời nói dối lớn nhất trong ngày Diệp Oản Oản, ta thích xấu xí đấy. chương 1108, tự đá vào mông mình. Lý giáo sư nhìn chầm chầm khuôn mặt của nam nhân, theo bản năng lặng yên cất tấm ảnh chụp con mình đi, sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc trần chờ Oản Oản, vị này là. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ che mặt, chỉ có thể thành thật trả lời, ho khan, cái đó. Lý giáo sư, đây, đây chính là bạn trai con. Lý giáo sư, cái này gọi là thích xấu xí. Chẳng lẽ là hắn quá già rồi, thẩm mỹ theo không kịp người trẻ tuổi bây giờ rồi sao? Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng không nói gì, đã hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt của Lý giáo sư. Có lầm hay không vậy? Nàng mới vừa nói xong chính mình thích xấu xí, tư dạ hàn liền xuất hiện. Tự đá vào mông mình mà còn đá đến xương vù lên có được hay không? Vậy chuyện kia, Lý giáo sư không có chuyện gì nữa, chúng con đi trước đây. Diệp Oản Oản nói xong, vội vàng kéo tay Tư Giả Hàn, bỏ chạy. Chờ đã chạy xa được chút ít, không còn thấy Lý Giáo Sư nữa, Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên này mới vừa thở phào một hơi, bên kia ra đầu đã toát lên một luồng khí lạnh. Bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp của Tư Giả Hàn, thích xấu xí. Diệp Oản Oản, ạc. À, tư Giả Hàn, có cảm giác an toàn, Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, lập tức phản bác, làm sao có thể. Đó là bởi vì lý giáo sư luôn muốn làm mai cho em cùng con trai ông ta, còn nói con trai ông ta rất tuấn tú gì gì đó. Em nói em có bạn trai ông ấy lại không tin, em quả thực không có cách nào, cũng chỉ có thể thuận miệng nói là em thích xấu xí thôi. Diệp Oản Oản nói xong, mà mãnh mở ra đoạn video mà nàng vừa bật chế độ tự quay lúc nãy, sau đó đem điện thoại di động đưa tới trước mặt của tư dạ hàn, anh xem một chút đi thực sự là em nói qua loa lấy lệ để từ chối lý giáo sư mà em bên này mới vừa nói xong anh liền xuất hiện làm hại mông em bị đá sưng vù rồi này sao xoa xoa mông sao gương mặt tư dạ hàn phản chiếu trong điện thoại di động nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười không dễ gì phát giác được thấy thần sắc tư dạ hàn hòa hoãn lại diệp oản oản vội vàng nói lảng sang chuyện khác a à, đúng rồi sao anh lại đột nhiên tới vậy Tư giả hàn nhìn cô nàng một cái, đem bó hoa hồng lớn trong tay chuyển đến trước mặt nàng, môi mỏng khẽ mở chúc mừng em tốt nghiệp. À, diệp oản oản nhìn chằm chằm bó hoa trong ngực tư giả hàn, nhất thời sướng sốt, quả thật là thụ sủng nhược kinh, bó. Bó hoa này là tặng cho em. Tư giả hàn liếc nàng một cái, nếu không thì là cho ai. Diệp oản oản nháy mắt một cái, vội vàng ôm lấy bó hoa kia, chính là của em, bó hoa này là của em. Nàng chính là quá kinh ngạc không nghĩ tới chỉ số IQ của tư dạ hàn lại có thể có tiến bộ lớn như vậy. Anh là bởi vì hôm nay em tốt nghiệp, nên cố ý tới. Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Thân sắc của tư dạ hàn dường như có vài phần không tự nhiên, tránh được tầm mắt của nàng, ừm. Diệp Oản Oản ôm lấy bó hoa hồng, cảm giác trống vắng vì phải tốt nghiệp một mình nhất thời được lấp đầy, em còn tưởng rằng em phải tốt nghiệp một mình cơ đấy. A à cửu, cảm ơn anh. Tư giả hàn ngắm thiếu nữ ôm hoa tươi trong ngực, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa nắng, vẻ mặt anh không khỏi ngây dại đi. Diệp Oản Oản thật vui vẻ đi chung với Tư Dạ Hàn đến bên cạnh xe. Tư Dạ Hàn vừa mới mở cửa xe, Diệp Oản Oản liền nhìn thấy Đường Đường cũng ngồi ở trên ghế sau, nhất thời thần sắc càng thêm vui mừng, Đường Đường bảo bối. Trong ngực của Đường Đường đang ôm lấy một cái bánh ngọt rất lớn, nhìn thấy Diệp Oản Oản cũng vui vẻ không thôi, mẹ. Chúc mừng mẹ tốt nghiệp, Cậu bé nói xong cũng muốn nhào vào trong ngực Diệp Oản Oản, bỗng bên tai truyền tới âm thanh nhắc nhở của Tư Dạ Hàn cẩn thận bánh ngọt. Cậu bé lúc này mới nhớ tới là mình còn đang cầm bánh ngọt, chỉ có thể ấm ước mà ngoan ngoãn ngồi xuống. a à, có chút hối hận lựa chọn cầm bánh ngọt mà không phải là cầm hoa hồng rồi. chương 1109, anh nói cái gì cũng đúng. Một nhà ba người chọn một quán lẩu ăn mừng. Hi hi, em lấy được bằng tốt nghiệp, Yên nhiên thử vai cũng thành công rồi, hôm nay coi như là tam hỷ lâm môn. Đến cạn ly nào, Diệp Oản Oản vui vẻ giơ ly nước chanh trong tay lên. Tư giả Hàn nghe vậy, hướng về thiếu nữ nhìn một cái, tam hỷ. Một bên, đường đường cũng nháy mắt một cái truy hỏi, mẹ, không phải là song hỷ. Diệp Oản Oản nâng cầm lên nhìn về phía tư giả Hàn, là tam hỷ, mẹ tốt nghiệp, yên nhiên thử vai thành công, còn có IQ của cha con tăng vọt, không thể chê vào đâu nha. Tư giả Hàn, Tư giả Hàn hướng về cô gái nhìn một cái, anh có IQ rất thấp. Diệp oản oản thở dài, thành thật mà nói, anh lớn lên đẹp trai như vậy, nếu như có IQ cao mà nói, thời điểm lần đầu tiên em vừa gặp anh vốn phải nên, vừa thấy đã yêu, mới đúng. Có lý nào còn phải chịu nhiều dày vò phía sau đó đến như vậy? Thật ra thì nàng đều có chút không hiểu được, mình ban đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là ngu ngốc đến mức nào? khi mà có tư giả hàn như vậy không muốn lại kiên quyết một lòng đối với một nam cặn bã như cố việt trạch nàng rõ ràng là mê trai như vậy coi như là tư giả hàn lúc ấy có dọa người một chút cũng không thể ghét anh ta đến mức như vậy chứ dù sao đối với hội những người mê trai nguyên tắc lớn nhất chính là chỉ cần anh đẹp trai anh nói cái gì cũng đúng chỉ cần khi đó nàng có thái độ hơi hòa hoãn lại một chút tư giả hàn cũng sẽ không bị nàng kích thích khắc liệt như vậy cũng sẽ không chuyển biến sức khỏe xấu như vậy, cuối cùng tạo thành kết cục bi thảm như vậy sau này. Vạn tiến xuyên tâm, tư giả hàn. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thần sắc tư giả hàn biến ảo thật lâu, sau đó ánh mắt u ám nhìn chằm chằm nàng mở miệng, làm sao em biết em đối với anh không phải là vừa thấy đã yêu. Diệp Oản Oản nhất thời xứng sốt, hả, em có không, làm sao em lại không nhớ rõ. Nàng nhớ rõ ràng mình là bị tư giả hàn phái người trực tiếp bắt về cầm viên, lần đầu tiên gặp mặt một người xa lạ, tư giả hàn đi lên, không nói hai lời liền bảo nàng sau này ở nơi này, nơi nào cũng không cho đi. Cho nên lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, quả thực không được tính là vui vẻ. Ánh mắt tư giả hàn hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh liền che giấu vẻ buồn bã nơi đáy mắt, cắt bánh ngọt đi, bánh mousse để lâu sẽ không ngon. Mẹ vô, đường đường nhanh đem bánh ngọt cho mẹ nào. Diệp oản oản coi câu kia của tư giả hàn, vừa thấy đã yêu, chỉ là tùy tiện hỏi, cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ cắt bánh ngọt. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên giải trí. Trong phòng họp, Diệp Y Y, Lương Thi Hàm cùng với đám người trợ lý của Lương Thi Hàm tất cả đều có mặt. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Y Y tỷ, tôi mới vừa nhận được trả lời từ phía đoàn làm phim bên kia, Thi Hàm không thể thử vai thành công. Hơn nữa, bên kia nói là đã tìm được nữ chính thích hợp rồi." Lương Thi Hàm không thể thử vai thành công. Diệp y, y cũng không nghĩ là cô ta có thể. Dù sao sự nghiêm khắc của bồng viễn hồ ở trong giới mọi người đều biết, trước đây bao nhiêu vị tai to mặt lớn như thế, đều không thể thử thành công. Nhưng những người được chọn tại trường đại học cao đẳng toàn bộ đều là người mới, lại có thể nhanh như vậy tìm được thí sinh thích hợp cho vai nữ chính, lại không thể không khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không đợi Diệp Y Y mở miệng, Lương Thi Hàm liền vội vàng hỏi, đã tìm được nhân tuyển thích hợp rồi à, là ai? là nghệ sĩ của công ty nào? Chẳng lẽ là Hoàn Cầu? Hoàng Thiên bên này chỉ cử một mình nàng đi, không phải là nàng thì sẽ là nghệ sĩ nhà nào? Tiểu trợ lý nghe vậy mở miệng nói, tôi đã nghe ngóng, nghe nói là sinh viên năm nhất của Đại học Đế Ảnh, vẫn còn chưa ký hợp đồng với công ty nào, hợp đồng cũng chính là do tự nàng ta ký, phỏng chừng là do vận khí tốt đi. Lương Thi Hàm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, cũng giống như tôi, cũng là sinh viên Đế Ảnh. Ai vậy? tôi biết sao. Trường 1110, đẹp mắt như vậy quá không an toàn. Để tôi nghĩ xem, thật giống như họ Giang, gọi là Giang Yên Nhiên. Tiểu trợ lý trả lời. Lại là ả à ta, Lương Thi Hàm vừa nghĩ tới quan hệ tốt của Giang Yên Nhiên và Diệp Oản Oản, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi. Y y tỉ, không thể lại nghĩ một chút biện pháp nào hay sao. Tôi thật sự rất muốn diễn phim của đạo diễn bồng. Giang Yên Nhiên, một con nhãi sinh viên còn chưa có công ty cũng có thể thành công, không có lý nào tôi lại không được chứ." Lương Thi Hàm kéo lấy tay của Diệp Y Y cầu khẩn. Diệp Y Y hơi nhíu mày, "Thi Hàm, không phải là tôi không muốn giúp cô. Nếu như là các đạo diễn khác, công ty bên này còn có thể lợi dụng một chút quan hệ, nhưng mà đạo diễn Bồng Viễn Hồ lựa chọn diễn viên hoàn toàn chỉ dựa theo cảm giác của bản thân, bất luận kẻ nào cũng đều không có cách nào chi phối. Bộ phim này nếu như nhân vật chính đã xác định rồi, cô liền không cần suy nghĩ nữa công ty sẽ cho sắp xếp cho cô một bộ phim khác tốt hơn nghe được diệp yi y không nguyện ý ra mặt lương thi hàm vô cùng mất hứng mãi đến khi nghe được một câu cuối cùng sắc mặt mới khá hơn một chút có thật không cảm ơn cô yi y biểu tỷ tôi biết ngay là chỉ có cô đối xử với tôi tốt nhất diệp yi y cười một tiếng đều là người một nhà khách khí cái gì lương thi hàm tỏ vẻ lấy lòng y, y tỉ cô yên tâm cô mới là Diệp gia đại tiểu thư, cũng là đại tiểu thư duy nhất. Diệp oản oản cái thứ xúc vật không ra hồn kia, dù có nhảy nhảy nhót nhót bên ngoài cũng chả đâu vào đâu. Cái gì mà sinh tử một đường, nghe tên là hết cả hứng xem rồi, cứ ở đấy chờ chết đi. Quán lẩu. Diệp oản oản ăn mãi đến khi thực sự không chống đỡ được nữa, mới rốt cục hài lòng ngưng chiến. Sau khi tính tiền, bởi vì Diệp oản oản, chống đỡ, quá nhiệt tình, cho nên tư giả hàn không trực tiếp đi lấy xe, mà lại cùng đường đường phụng bồi nàng đi bộ dọc theo vỉa hè còn cảm thấy khó chịu sao tư giả hàn nhìn cô nàng đang lấy tay xoa xoa cái bụng của mình thần sắc tràn đầy vẻ bất đắc dĩ hu hu khó chịu lắm lắm luôn á diệp oản oản gào thét bi thương hai người tại sao không nhắc nhở em để cho em ăn ít một chút tư giả hàn đường đường hai cha con bị lên án đều đồng lòng nhất trí lơ đẹp một cách hiếm thấy nhìn nàng ăn đến vui vẻ như vậy ai sẽ nhẫn tâm khuyên nàng ăn ít đi một chút tư giả hàn hướng về siêu thị tiện lợi đối diện nhìn một cái ngay sau đó mở miệng nói với diệp oản oản ngồi ở đây chờ anh một chút anh đi mua thuốc tiêu cơm giúp em ồ tốt diệp oản oản nhu thuận gật đầu nói xong lập tức lại không yên tâm dặn dò vậy anh mau trở lại một chút nha giữa đêm giữa hôm rất không an toàn đấy anh đẹp mắt như vậy gặp phải nữ lưu manh thì làm sao bây giờ khóe miệng tư giả hàn hơi trúm lại, thần sắc có chút khó hình dung nổi, không có ai lưu manh hơn em đâu. Diệp oản oản nhất thời mất hứng, bĩu môi một cái, ai cơ? Ai lưu manh cơ, em mà lưu manh à? Gần đây tư giả hàn làm sao lại luôn bêu xấu nàng một cách vô lý như vậy cơ chứ? Thiệt là, mẹ, mẹ có khỏe không? Đường đường giúp mẹ xoa xoa, cậu bé lo lắng không thôi, giúp Diệp oản oản xoa bụng. Cảm ơn bảo bối nhà ta nha, ngoa a a a tương đương. Diệp Oản Oản đang đi bộ vòng quanh đài phun nước, lúc này, đột nhiên một cô gái vừa đi vừa cúi đầu, trực tiếp đi thẳng về hướng của nàng. Cô gái kia cúi đầu thật thấp, trong tay ôm lấy một đống lớn đồ đặc lỉnh kỉnh, dáng vẻ có chút không yên lòng, cũng không nhìn đường. Vì vậy nàng ta đụng đầu vào người của Diệp Oản Oản, đồ trong tay rơi tán loạn đầy đất. A, à, xin lỗi, tiểu thư, cô không sao chứ, Diệp Oản Oản thấy vậy vội khom lưng xuống giúp cô gái kia nhặt lại vật rơi trên mặt đất. "Không có việc gì, không có việc gì, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đã đụng phải cô rồi." Cô gái vội vàng không ngừng nói xin lỗi. Diệp Oản Oản nhặt được một nửa, khi đảo mắt qua nhìn thấy nội dung bên trong những tờ giấy, ánh mắt không khỏi dừng lại. Những thứ rơi ra tất cả đều là của thiếu nữ này sao? Cô gái này là đồng đạo với nàng, cũng là người đại diện Audio điện tử võ tấn bền. chương 1111, thân tàn trí kiên. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, liền thấy rõ sơ lược nội dung trên lý lịch. Siêu Giai Văn, 24 tuổi, nguyên là nhân viên của trí thượng truyền thông, từng dẫn dắt ra được hai ngôi sao hạng 3. Cô gái nhìn tuổi có vẻ không lớn lắm, vào nghề đã 6 năm, vào đại học liền bắt đầu vừa học vừa làm thêm, bắt đầu từ vị trí trợ lý dần dần đi lên, sau đó phát triển đến vị trí người đại diện. Có vẻ rất ổn định. Hơn nữa, tại một công ty có tính cạnh tranh khốc liệt như trí thượng lại có thể tranh thủ được tài nguyên, đào ra được hai nghệ sĩ hạng ba, có thể thấy được là có thực lực nhất định. Từ sơ yếu lý lịch của cô gái này mà xem, gia cảnh của nàng phỏng chừng không tốt lắm, nhưng lại rất cố gắng, chịu được gian khổ. Với điều kiện như nàng lại có thể trong khoảng thời gian 6 năm làm ra được đến bước này, ít nhất cần phải cố gắng gấp mấy lần người thường. Công ty bọn họ mới vừa khởi bước thực sự rất cần có những nhân viên biết cố gắng như vậy gia nhập. Diệp Oản Oản đem sơ yếu lý lịch trong tay trả lại Diêu Giai Văn, sau đó, thử thăm dò mở miệng hỏi, Diêu Tiểu Thư, xin lỗi, mới vừa tôi thấy được sơ yếu lý lịch của cô, mạo muội hỏi một câu, cô là đang tìm việc làm sao? Diêu Giai Văn gật đầu một cái, đúng thế. Tôi thấy công ty cũ của cô là trí thượng truyền thông, trí thượng ở trong giới cũng không tệ lắm phải không, làm sao lại từ chức? Diệp Oản Oản hỏi. Siêu dai văn nghe vậy cười khổ, cạnh tranh bình thường trong nghề, bị đào thải mà thôi. Công ty chúng tôi đều dựa theo công trạng mà tính tới, không hoàn thành được chỉ tiêu, cũng chỉ có thể rời đi. Vị tiểu thư này, tôi thấy cô cũng có hiểu biết với nghề này, hẳn là cũng biết sự cạnh tranh trong nghề này có bao nhiêu kịch liệt. Không có tiền, không quan hệ, cơ hồ nửa bước khó đi. Tôi ở trí thượng chống đỡ suốt 6 năm, cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ rồi trên mặt của diêu giai văn tràn đầy sự mệt mỏi cùng vẻ cô đơn đối với tình huống của diêu giai văn diệp oản oản rất thông cảm nghề này chính là tàn khốc như vậy đấy dù cho bạn có cố gắng nhưng không có tiền không có bối cảnh sẽ không có cơ hội có khối người lăn lộn cả mười mấy hai mươi năm vẫn không ngóc đầu lên nổi số người nửa đường không sống được nữa đổi nghề quả thực quá nhiều không biết diêu tiểu thư có biết chư thần thời đại không diệp oản oản hỏi siêu giai văn suy tư một chút mở miệng nói có nghe tới tựa hồ là một công ty mới thành lập diệp oản oản gật đầu nói vâng nếu như diêu tiểu thư có hứng thú có thể đi nơi đó thử xem gần đây bên kia chính là đang tuyển dụng người đại diện trước đây nàng đã cùng diệp mộ phàm trao đổi qua vấn đề tuyển dụng diệp mộ phàm đã đem tin tuyển dụng thông báo ra bên ngoài gần đây đã bắt đầu tuyển người siêu giai văn nghe vậy theo bản năng mà hướng về phía thiếu nữ nhìn lại cô là Diệp Oản Oản mở miệng giải thích, "Bằng hữu của tôi là tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của công ty đó, trước có nghe nói công ty bọn họ đang tuyển người, mới vừa rồi lại nhìn thấy sơ yếu lý lịch của Diêu Tiểu Thư cô, cảm thấy cô rất thích hợp, liền mạo muội lên tiếng. Đây là danh thiếp của anh ta, khi có thời gian, cô có thể trực tiếp liên lạc với anh ấy." Diệp Oản Oản nói xong đem danh thiếp Diệp Bạch đưa cho nàng. "Như vậy đi." Siêu Giai Văn nhận lấy danh thiếp Diệp Oản Oản đưa tới cảm kích không thôi mà mở miệng nói vị tiểu thư này thật sự là rất cảm tạ cảm ơn cô tôi sẽ đi xem thử một chút xem sao diệp oản oản không cần khách khí siêu giai văn nói cảm ơn nhiều lần sau đó mới rời đi rất nhanh tư giả dạ hàn cũng mua xong thuốc tiêu cơm giúp nàng nhìn về hướng cô gái vừa rời đi hỏi mới vừa rồi em nói chuyện với ai thế tình cờ gặp phải một cô gái đánh rơi sợ yếu lý lịch khi em giúp cô ấy nhật lên vô tình phát hiện ra là người đồng đạo hơn nữa xem có vẻ không tệ cho nên liền thuận tiện đào về thích anh thấy em chưa đã no như vậy rồi nhưng vẫn không quên công việc có phải là đặc biệt thân tàn trí kiên sao hay không diệp oản oản than thở sao người hao mòn tàn tạ nhưng ý chí vẫn kiên định một bên đường đường muốn nói lại thôi hình như thành nữ mẹ dùng có chút sai sai rồi a à, không đúng mẹ sẽ không sai mẹ có sai thì cũng là đúng Tư giả hàn không nói gì mà nhìn cô nàng một cái, cầm chai nước và viên thuốc tiêu cơm đưa cho nàng, uống thuốc. Nói xong, lại không yên tâm dặn dò, uống ít nước thôi. Nhà đầu này, vô luận biến thành hình dáng gì, đều chưa từng bao giờ để cho hắn bớt lo lắng. chương 1112, giống nhau đến mấy phần. Ngày hôm sau, Diệp Oản Oản đến Giang ra viếng thăm. Giang phụ cùng Giang mẫu quá mức nhiệt tình, cứ khuyên nàng ăn nhiều, nàng vội vàng giải thích tối hôm qua vì ăn quá no mà thiếu chút nữa bị thương thực lúc này mới được bỏ qua cho nếu không lỡ đâu hôm nay lại ăn quá no về nhà hai người một lớn một nhỏ kia tuyệt đối sẽ cảm giảm nàng đến chết cho mà xem a à, oản oản à mấy năm nay nhờ có con ở bên cạnh yên nhiên nếu không yên nhiên nhà chúng ta hiện tại còn không biết là hình dáng gì vừa nghĩ tới vạn nhất bọn họ không phát hiện ra bộ mặt thật của tống tử hàng để cho con gái gả đến tống ra vừa nghĩ tới bọn họ suýt chút nữa đã đem con gái đẩy vào trong hố lửa, trong lòng hai vợ chồng Giang Thị bỗng dùng mình một cái, không rét mà run. Thúc thúc, a di, các người khách khí rồi, yên nhiên là bằng hữu của con. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Lần thử vai này, cũng nhờ có con hỗ trợ, bộ phim thứ nhất có thể cùng đạo diễn bồng hợp tác, đó là may mắn biết nhường nào. Yên nhiên của chúng ta có thể có một người bằng hữu như con, thật sự là phúc khí của nó. Giang Mẫu không nhịn được mà suýt xoa, nhìn biểu tình kia, nếu như Diệp Oản Oản là con trai, tuyệt đối là muốn đem con gái nhà mình gả cho nàng. Một bên Giang Yên Nhiên đầy kích động mở miệng nói, "Cha, mẹ, Oản Oản thật sự rất lợi hại, nàng giúp con phân tích nội dung cốt truyện đặc biệt chuẩn." Khi đó phân cảnh này, còn có mấy nữ sinh khác có thực lực rất mạnh cũng rút được, nghe nhà sản xuất phim nói, khi đó biểu hiện của các nàng tất cả đều tốt hơn so với con, nhảy múa đặc biệt hoàn mỹ nhưng cuối cùng, đạo diễn bồng vẫn lựa chọn con. Thật sao, đây là vì cái gì? Giang mẫu liền tò mò hỏi. Giang yên nhiên trả lời, là oản oản cố ý dặn dò con, để cho con vạn nhất có rút được phân cảnh này, thời điểm khiêu vũ thu liếm lại mấy phần, chú trọng biểu hiện quá trình hưởng thụ khiêu vũ, mà không phải thể hiện kỹ năng. Bởi vì khi đó nữ chính ở trong trạng thái mất trí nhớ. Mặc dù trước khi mất trí nhớ khả năng khiêu vũ của nàng phi thường lợi hại, nhưng mà những thứ như khiêu vũ, phải luyện tập thường xuyên không ngừng, mới có thể giữ được cho cơ thể thực hiện động tác lưu loát. Một người đến mấy năm không hề khiêu vũ, đột nhiên bắt đầu khiêu vũ, mặc dù trong lòng rất thích loại cảm giác được khiêu vũ nhảy múa này, nhưng thân thể lại không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trước kia. Có đạo lý, đúng là như vậy, loại chi tiết này, thật đúng là sẽ hiếm có người nào sẽ phát hiện. Sang phụ gật đầu liên tục, cho nên con liền cố ý biểu hiện ra mấy chỗ sơ hở, để cho trạng thái của mình thoải mái giống như là lúc nhảy chơi một mình cho vui khi không có ai. Khi đó con vừa diễn xong, đạo diễn bồng liền hỏi con tại sao phải biểu hiện như vậy, con liền thành thật trả lời, sau đó bồng đạo diễn liền quyết định chọn con rồi. Giờ phút này nhớ lại tình huống lúc đó, Giang Yên Nhiên vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Diệp Oản Oản cười nói, mình chỉ thêm vào một phần lý giải cho nữ chính mà thôi. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Diệp Oản Oản bỗng hơi hoảng hốt một cái, Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng phát hiện, sau khi sống lại, nàng ngoài ý muốn nhận ra chính mình đặc biệt có thiên phú ở trên phương diện võ học, nhưng thân thể chung quy lại không nghe chính mình sai bảo, luôn luôn là có lòng mà không đủ lực. Loại cảm giác này, cùng với tình huống kịch bản bộ phim này của Giang Yên Nhiên, lại giống nhau đến mấy phần. Nàng không hề giống như một người chưa học võ bao giờ có thiên phú rất tốt, ngược lại giống như là một cỗ máy sát thủ nhưng lâu ngày chưa được vận hành. Cho nên, thời điểm nàng bắt đầu huấn luyện thể năng, để cho thân thể khôi phục lại sức chịu đựng, động tác và thân thủ của nàng mới càng ngày càng linh hoạt. Nhận ra được chính mình thất thần, Diệp Oản Oản vội vàng thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói, "Con ngày hôm nay đến đây, còn có một việc." Diệp Oản Oản nói xong, lấy ra một bản hợp đồng. Giang Yên Nhiên vừa nhìn thấy, lập tức vui vẻ đem hợp đồng cầm lấy, "Đây là hợp đồng của hai ta sao?" Oản Oản cậu cuối cùng có thể đồng ý cho mình một danh phận rồi. Mẹ, nhanh lấy cho con cây bút. chương 1113, em gái nhà ai? Diệp oản oản bật cười, đừng vội, mình còn chưa nói hết lời mà. Giang yên nhiên lầu bầu, mình ký tên xong cậu tiếp tục nói là được mà. Diệp oản oản nhìn về phía Giang yên nhiên, lại hướng về phía Giang phụ cùng Giang mẫu nhìn một cái, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, yên nhiên, sự tình không hề đơn giản như vậy như cậu nghĩ. Bây giờ hoàn cầu cùng Hoàng Thiên giải trí, tất cả đều đang ở trong bóng tối nhằm vào chúng ta. Nhất là Hoàng Thiên giải trí, lần này tuyệt đối sẽ làm đá ngáng chân, tình huống trong nhà mình cậu cũng hiểu rõ mà. Đây sẽ là một trận đánh ác liệt, dù cho là mình cũng không thể nắm chắc. Cho nên, để cho an toàn, hợp đồng này, mình gửi cậu, nhưng cậu không cần ký ngay. Chờ cho giải thưởng Kim Lan kết thúc, có kết quả sau đó mới ký. Như vậy sẽ tương đối an toàn hơn. Nếu như lần này chư thần thời đại thật sự xảy ra chuyện rồi, cũng sẽ không đến nỗi làm liên lụy cậu. Nàng trước đây vẫn không ký hợp đồng với Giang Yên Nhiên, cũng là bởi vì tình huống của công ty. Giang Yên Nhiên nghe vậy, nhất thời có chút mất hứng, tại sao vậy, chẳng lẽ mình trong mắt cậu không thể đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn hay sao? Làm sao lại như thế được? Diệp Oản Oản ôn nhu khuyên nhủ, mình mặc dù là vì cậu nhưng cũng là vì chính mình mà. Vạn nhất lần này đem cậu cũng kéo theo vào, mình há chẳng phải là phải chịu thua thiệt lớn sao. Cậu chính là át chủ bài của mình đó nha. Nghe đến đó, sắc mặt của Giang Yên Nhiên mới hòa hoãn lại mấy phần, Giang phụ cùng Giang mẫu nghe xong cũng gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản cũng rất là đồng tình. Thật ra thì khi nghe được Yên Nhiên nói muốn để cho Oản Oản làm người đại diện của nàng, vợ chồng Giang thì lúc mới đầu đúng là có chút bận tâm dù sao Oản Oản cũng chỉ lớn hơn có một, hai tuổi so với Yên Nhiên. Nhưng bây giờ, thông qua nhiều chuyện như vậy, cách nhìn của hai người đối với Diệp Oản Oản đã hoàn toàn thay đổi. Đứa nhỏ này mặc dù tuổi so với Yên Nhiên cũng không sai biệt lắm, nhưng tâm tính lại thành thục hơn rất nhiều, xem xét sự tình cũng vô cùng toàn diện. Hơn nữa, có thể nhìn ra là nàng thật tâm đối đãi với Yên Nhiên nhà bọn họ. Yên Nhiên, Oản Oản nói rất có đạo lý, đối với cả hai người các con như vậy đều đốt. Giang Phụ mở miệng nói. Giang Yên Nhiên nhìn chăm chú bản hợp đồng trong tay, từng chút từng chút một siết chặt, một hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng, "Được, vậy thì chờ xong giải thưởng Kim Lan sau đó mới ký vậy." Cho tới nay đều là Oản Oản đang giúp nàng, cho dù là đến loại thời điểm này, như cũ vẫn luôn vì nàng mà cân nhắc Chu Toàn. Lần này, nàng đã quyết tâm, nhất định phải tranh khẩu khí, nhất định phải giúp Oản Oản. Nàng phải cố gắng quay tốt bộ phim này, đến lúc đó nàng phải đứng ở trên bục lãnh thưởng, kiêu ngạo nói cho tất cả mọi người, người đại diện của nàng là Diệp Bạch. Bởi vì chiều còn phải đi xử lý việc tuyển dụng, Diệp Oản Oản không ở lại lâu, sau khi rời khỏi Giang Gia, liền đi đến công ty một chuyến. Sau khi đến, Diệp Oản Oản đem sự tình Giang Yên Nhiên kể đại khái với Diệp Mộ Phàm một chút. Diệp Mộ Phàm nghe xong vô cùng kinh ngạc, ta phi, tên khỉ con nhà ngươi còn lưu giữ một con át chủ bài như vậy à? Nói như vậy, Công ty chúng ta rốt cuộc có nữ nghệ sĩ rồi hả? Diệp Oản Oản, đừng có nghĩ lung tung nha, người ta là hoa đã có chủ rồi, vẫn là em tự tay tác hợp. Diệp Ngộ phàm sắc mặt tối sầm lại, nghĩ gì vậy? Anh người trong mắt ngươi không có liêm sỉ như vậy sao? Bất quá Oản Oản cho nên nói, em là, em là đã có chuẩn bị sẵn từ khi còn học lớp 12. Khi đó, Diệp Oản Oản ở trong mắt hắn còn là một thiếu nữ phản nghịch, vì cố việt trạch muốn sống muốn chết cả ngày tự biến mình thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng lại không nghĩ rằng, thời điểm sớm như vậy, muội muội cũng đã bắt đầu sắp xếp tính toán cho tương lai, tâm tính cũng nhẫn nại như vậy. Thấy Diệp Mộ Phàm nhìn mình chằm chằm, Diệp Oản Oản nhíu mày, nhìn em như vậy làm gì? Diệp Mộ Phàm sờ cầm một cái a, à, Oản Oản à, em chính là em gái anh sao? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, không phải là em gái của anh thì là em gái ai? Diệp mộ phàm nhất thời mặt đầy vẻ đắc ý, ha ha, là anh, anh đây. Trừ em gái anh ra, còn có nhà ai có muội muội trâu bò như vậy. chương 1114, còn có con trai em đây. Ánh mắt Diệp oản oản đảo qua một nhóm sơ yếu lý lịch trên mặt bàn Diệp mộ phàm, thuận tay cầm lên một cái hỏi, đã tuyển được người đại diện thích hợp rồi sao? Diệp mộ phàm than thở, không có đâu, đã thử qua mấy người cũng không được, quá mức non nớt bồng bột, đâu hề giống có thể làm được trợ lý diệp oản oản hắn hiện tại cũng có thể chê người khác non nớt bồng bột quả thật là không dễ dàng gì người lợi hại không có khả năng tới một công ty nhỏ như chúng ta không có kinh nghiệm thì lại quá không đáng tin cậy khó tìm thật diệp mộ phàm nhức đầu không thôi nói hiện tại diệp oản oản bên này có nhiều hơn một giang yên nhiên phải trông nom đồng thời dẫn dắt ba người càng không dễ dàng gì quả thát vô cùng thiếu nhân lực Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút hỏi, đúng rồi, hôm nay có cô gái họ Diêu nào tới xin việc hay không? Họ Diêu, không có, sao vậy? Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Oản Oản mở miệng trả lời, tối hôm qua em cùng bạn trai và con trai em ra ngoài ăn lẩu, ngoài ý muốn gặp phải một cô gái, nhìn qua được sợ yếu lý lịch cô ấy cầm trong tay, đang xin việc ở vị trí người đại diện. Em xem qua sơ yếu lý lịch của nàng, cảm thấy rất khá, nên đã đưa cho nàng một tấm danh thiếp, bảo nàng tới công ty chúng ta phỏng vấn thử, chỉ là không biết nàng sẽ tới hay không. Giống như Diệp Mộ Phàm nói, người hơi có chút dã tâm đều sẽ muốn tìm đến một công ty lớn, cũng không mấy có khả năng sẽ chọn một công ty nhỏ mới mở như bọn họ. Đầu năm nay phần lớn công ty mới trong ngành đều không đáng tin cậy, mở một hai năm liền bỏ nhảy, thậm chí vừa mở chỉ 10 ngày nửa tháng liền đóng cửa cũng đều có. Cho nên cho dù sự cạnh tranh trong công ty lớn có kịch liệt hơn, mọi người vẫn sẽ chọn những công ty lớn vào giờ phút này sự chú ý của diệp mộ phàm đều đang đặt vào câu tối hôm qua em cùng bạn trai và con trai em ra ngoài ăn lẩu bạn trai suốt ngày chỉ biết có mỗi bạn trai em còn chưa bao giờ mời được người anh trai đáng thương này ra ngoài ăn được một nồi lẩu diệp mộ phàm sụ mặt tố cáo diệp oản oản nhíu mày ai nói không có tuần lễ trước không phải là mới ăn sao diệp mộ phàm đó là ở nhà ăn cùng ba mẹ không tính không phải là ra ngoài ăn một mình. Diệp Oản Oản, em ăn với bạn trai, cũng đâu phải là ăn một mình, còn có con trai em đây. Diệp Mộ Phàm, thật là đau lòng quá đi mà. Cạn, cạn rồi, hắn đã cạn lời rồi. Hắn hiện tại đang cực kỳ hoài nghi là tiểu nha đầu này đang dối gạt hắn. Tiểu nãi hoa kia không phải là con riêng của nàng và cái tên dã nam nhân kia đấy chứ. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng, trên bàn, tiếng chuông điện thoại reo lên. Có điện thoại của nhân viên báo tới, Diệp tổng, có vị tiểu thư họ Diêu tìm ngài, nói là đến để phỏng vấn. Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm cứng lại, nhìn về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh, có một cô em họ Diêu tìm, có phải là người em nói hay không? Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, chắc vậy, để cho nàng ta vào đi. Ok, Diệp Mộ Phàm mở miệng nói với đầu kia điện thoại, để cho nàng đi vào. Một lát sau, một cô gái gõ cửa đi vào quả nhiên chính là cô gái kia tối hôm qua Diệp Oản Oản gặp được, Diêu Giai Văn. Chỉ thấy tướng mạo của cô nàng rất phổ thông, là loại tướng mạo của người bình thường, giờ phút này tóc đã được búi lại gọn gàng, trên người mặc một thân trang phục săn chẳng qua chỉ là kiểu dáng đã lỗi thời, có vẻ rất cũ kỹ. Rõ ràng nàng ta biết là người trong giới này dựa vào ăn mặc, nhưng bởi vì nguyên nhân kinh tế lại không mua nổi kiểu mới, chỉ có thể chuẩn bị một bộ đồ xa xỉ duy nhất để đến dự những sự kiện quan trọng, Bất quá cô gái trang điểm ra mặt khéo léo, thần thái cũng rất tự nhiên phóng khoáng, thoạt nhìn khá cởi mở. Ngài khỏe chứ, tôi là Diêu Giai Văn, là nhân viên cũ của trí thượng truyền thông, Diêu Giai Văn đơn giản tự giới thiệu mình. Diệp ngộ phàm đảo mắt nhìn sơ yếu lý lịch của cô gái, nhìn thần sắc hẳn là vẫn rất hài lòng, nhíu mày hướng về Diệp oản oản trên ghế salon nhìn một cái, lợi hại nha, ăn nồi lẩu cũng đều có thể nhặt được bảo. chương 1115, Tiến bộ thần tốc Công ty bọn họ không có đại nhân vật, còn người không có kinh nghiệm cũng không thích hợp, người như này ngược lại là vô cùng phù hợp. Nhìn sơ yếu lý lịch của cô gái này, thực sự là một người biết nỗ lực cố gắng phấn đấu. Diệp Oản oản trợn mắt nhìn Diệp Mộ phàm một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Diêu Giai Văn mở miệng nói, "Xin chào, Diêu tiểu thư đúng không? Bằng hữu của tôi có nhắc qua cô." Diêu Giai Văn liền vội mở miệng, "Ngài chính là Diệp tổng thanh tra?" tối hôm qua tôi không cẩn thận đụng phải bằng hữu của ngài, sau đó nàng đưa cho tôi danh thiếp của ngài. Bất quá tôi không dám mạo muội gọi điện thoại cho ngài, nên trực tiếp tới công ty nộp hồ sơ xin phỏng vấn. Diệp Oản Oản gật đầu một cái ra vẻ đã hiểu, các người cứ tiếp tục. Vì vậy, tiếp theo Diệp Mộ Phàm liên tục hỏi Diêu Giai Văn một số vấn đề, tất cả Diêu Giai Văn đều đối đáp trôi chảy. Sau mười mấy phút, Diệp Mộ Phàm hài lòng gật đầu, tùy ý nhìn về phía Diệp Oản Oản bên cạnh, Cậu thấy thế nào, lão đại? Không tệ, tốt vô cùng, nếu không có vấn đề gì khác, ngày mai có thể trực tiếp bắt đầu đi làm. Diệp Oản Oản mở miệng. Siêu giai Văn nghe vậy nhất thời tỏ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại lộ ra thần sắc khó xử. Sao vậy, còn có vấn đề gì không? Diệp Mộ Phàm hỏi. Sắc mặt của Diêu giai Văn hơi trầm xuống, biểu tình thoạt nhìn dường như có vài phần rằng co, một hồi lâu sau, do dự nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, tôi tôi có thể ứng trước 3 tháng tiền lương hay không? Còn chưa nhận trước đã muốn ứng trước 3 tháng tiền lương, bất kể là công ty nào, phỏng trừng đều sẽ không đồng ý. Nhìn bộ dạng của Diêu Giai Văn, nàng lăn lộn trong nghề nhiều năm như vậy, đối với một điểm này hẳn là hiểu rõ vô cùng. Nhưng có vẻ cũng là đến bước đường cùng, mới phải mở miệng nói ra cái yêu cầu này. Diệp mộ phàm trầm ngâm, ứng trước tiền lương, nếu như cô là nhân viên kỳ cựu của công ty, yêu cầu này có thể xem xét, bất quá, còn chưa nhận việc đã muốn ứng trước tiền lương. Là có chuyện gì khó xử sao? Siêu dai văn thần sắc càng bối rối hơn rồi, tôi. Thật xin lỗi, tôi biết yêu cầu này của tôi rất vô lý. Bởi vì lúc trước trí thượng cạnh tranh quá kịch liệt, tôi vì bồi dưỡng người mới cũng đã tự mình bỏ ra rất nhiều tiền vào trong đó, mấy năm nay cơ hồ không tích lũy được chút tiền nào. Tôi bên này mới vừa từ chức, lại đúng lúc cha tôi đột nhiên phát bệnh. Thích, tình huống của cô tôi rất đồng cảm, bất quá chuyện này không phù hợp với quy định công ty nếu là lúc trước diệp mộ phàm nhìn thấy một nữ hài tử đáng thương như vậy khẳng định sẽ vung một khoản tiền lớn trực tiếp cho nàng bất quá bây giờ ưu tiên hàng đầu lại là quy định của công ty có thể thấy được sự tiến bộ thần tốc của hắn diệp mộ phàm trầm ngâm nửa ngày sau đó quả quyết nghiêng đầu bán cái cho diệp oản oản lão đại cậu xem thử có thể không siêu giai văn thấy diệp mộ phàm đi hỏi diệp bạch thần sắc hơi có chút kinh ngạc ông chủ của công ty này không phải là diệp mộ phàm sao tại sao bắt đầu từ lúc nãy nàng đã phát hiện dường như diệp mộ phàm đều luôn hỏi thăm ý kiến của diệp bạch hơn nữa dáng vẻ của diệp mộ phàm thoạt nhìn dường như rất sợ diệp bạch diệp oản oản mở miệng có thể để cho thời điểm nàng ta ngày mai báo danh liền ghé phòng tài vụ ứng lương đi ba tháng tiền lương đổi lấy một nhân viên ưng ý vẫn được tính là không thiệt thòi à nha siêu giai văn nhất thời thở phào nhẹ nhõm mặt đầy cảm kích cảm ơn cảm ơn diệp tổng cảm ơn diệp tổng thanh tra diệp oản oản không cần khách khí năng lực cùng thực lực của cô hoàn toàn xứng đáng với yêu cầu này siêu giai văn nghe vậy trong lòng không khỏi rung động một cái diệp bạch không hề nói là bởi vì đồng cảm mà lại nói là vì thực lực của nàng nên mới đồng ý với yêu cầu của nàng một câu nói không chỉ công nhận năng lực của nàng cũng hóa giải được nỗi khó xử của nàng siêu giai văn cảm ơn chương 1116, hiện tại càng đẹp trai hơn. Nội dung công tác của tôi là, siêu dai văn lên tinh thần, dò hỏi. Diệp Oản Oản mở miệng, trước mắt Hàn Thiên Vũ bên kia đã có người đại diện được phân công quản lý, dưới tay tôi trừ cung hút cùng lạc thần, còn có một nữ nghệ sĩ công ty đang bồi dưỡng. Hiện tại trước tiên cô làm trợ thủ của tôi, giúp tôi xử lý những hoạt động cùng công việc liên quan đến nghệ sĩ dưới tay. Chờ công ty khuếch trương, mở rộng quy mô tuyển mộ người mới, cô có thể lựa chọn và độc lập dẫn dắt người mới nàng đang giàu dĩ lạc thần cung hút còn có giang yên nhiên bên kia không có biện pháp chiếu cố toàn bộ hiện tại trung quy xem như khá thở phào siêu dai văn vội vàng gật đầu được tôi hiểu rồi tôi nhất định sẽ cố gắng trước khi tới nàng đã tìm hiểu qua các tài liệu liên quan tới chư thần thời đại đương nhiên biết thủ hạ của diệp bạch cung húc và lạc thần đều là nghệ sĩ hạng nhất nàng ở trí thượng nhiều năm như vậy Đều không có cơ hội dẫn dắt nghệ sĩ hạng 2 trở lên Mặc dù trước mắt chẳng qua chỉ là trợ lý tổng thanh tra Nhưng đã đủ để để hiện sự coi trọng của Diệp Bạch đối với nàng Siêu dai văn đúng hạn báo danh Diệp oản oản giúp nàng giới thiệu một vòng công ty Sau đó dẫn nàng cùng đi đến thành phố C Thăm tù đem nàng giới thiệu cho Cung Húc và Lạc Thần để làm quen Siêu dai văn quen việc rất nhanh Cơ hồ không cần Diệp oản oản tiêu tốn thời gian Rất nhanh đã bắt đầu công tác của nàng Thời gian đảo mắt qua đi. Giang Yên Nhiên thuận lợi gia nhập đoàn làm phim, thoát cái khóa đặc huấn của cung húc cùng lạc thần cũng đã chuẩn bị kết thúc. Vì muốn ứng tuyển giải thưởng Kim Lan, cộng thêm muốn kịp cho đề cử năm sau, giờ phút này các đoàn làm phim lớn đều đang bận rộn. Hơn nữa, năm nay sự cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Khóa đặc huấn của cung húc cùng lạc thần kéo dài thời gian quá lâu, mọi người trong đoàn làm phim cũng đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Bất quá vẫn là diệp oản oản gánh vác áp lực chỉ chỉ để cho bọn họ hoàn thành đầy đủ khóa huấn luyện. Đặc khu 100, đại đội quân chủng đặc biệt, phòng ăn. Diệp Oản Oản đi qua cổ vũ lần cuối cùng, Diêu Giai Văn quan tâm chuẩn bị không ít thuốc trị thương. Cung húc hai ba đớp đã làm thịt xong một cái bánh bao lớn, vừa ăn vừa đưa cái mặt bẻm bẻm nhìn Diệp Oản Oản mở miệng, mọi người đều hẳn là đã chờ rất lâu rồi. Diệp ca ca, áp lực của anh khẳng định là rất lớn. Hai, thật là quá thương tiếc cho anh không bằng huấn luyện của chúng ta kết thúc trước thời hạn để giảm áp lực cho anh, được chứ? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, không cần thương tiếc như vậy, cảm ơn. Còn có một tuần, kiên trì huấn luyện xong mới thôi. Cung húc nhất thời ôm lấy cánh tay của Diệp Oản Oản, hoa hoa hoa. Vậy anh hãy thương tiếc tôi đi mà, anh nhìn tôi này, nhìn tôi một chút này, trước khi tới đây là một bông hoa tươi non xinh đẹp, hiện ra trải qua gió mưa bão táp. Đã trở thành một bông cúc vàng úa rồi, Cúc cũng muốn nở hoa luôn rồi. Hu hu hu. Diệp Oản Oản nghe vậy nhíu mày, nhìn lướt qua thanh niên trước mắt. Sự thay đổi của cung húc, đương nhiên không chỉ là hiện tại đã hoàn toàn không kén ăn, cho gì ăn nấy, mà tinh khí thần cả người cũng đều thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước kia là nam hài, là tiểu thịt tươi, mà bây giờ, quả thật có vài phần cảm giác như một người đàn ông đích thực rồi. Nói thật, cung húc có thể kiên trì lâu như vậy, nàng thật ra vô cùng kinh ngạc. Cái tên này mặc dù hai ba ngày đầu làm núng, nhao nhao nói muốn trở về, nhưng bất quá vẫn kiên trì được. Diệp Oản Oản nghe vậy mở miệng nói, người nào nói. Hiện tại đẹp trai hơn, trước kia là bông hoa cứt lợn thôi, bây giờ lại vững vàng như đại thụ, như thương tùng kình bách. Cung húc nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, có thật không? Có thật không, tôi càng đẹp trai hơn sao? Nếu như phía sau cung húc có cái đuôi mà nói, vào lúc này phỏng trừng cũng đã quấy lia lia y như quạt máy rồi. Diệp oản oản bất đắc dĩ liếc hắn một cái, thật mà, không tin cậu cứ hỏi Giai Văn. Một bên diêu Giai Văn vội vàng phụ họa nói, là sự thực, quả thật là càng đẹp trai hơn, mặc dù lúc trước cũng rất tuấn tú, bất quá, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, tôi cảm thấy như bây giờ tốt hơn. Trường 1117, cõng lấy một em chó khác ngoài tôi. Cung húc nhất thời tâm hoa nộ phóng, con mắt lấp lánh dòm Diệp oản oản cầu khen ngợi, vậy Diệp ca ca, anh nhanh nói nhiều một chút, nơi nào đẹp trai hơn, đẹp trai ở nơi nào? Diệp oản oản sau khi trầm ngâm chọn lời thật lâu, mới mở miệng, "Ừ. Nếu như nói trước kia là chó, như vậy hiện tại sao? Chính là chó sói." Cung hút sắc mặt sụp đổ, "Oa oa oa Diệp ca ca, sao anh lại mắng tôi?" Diệp oản oản không nói gì, "Tôi khen cậu đấy, cậu có thể học được cách bắt được trọng điểm hay không?" cung hút lập tức lại sợ thiên hạ không loạn hỏi vậy còn lạc thần thì sao lạc thần thì sao diệp oản oản suy nghĩ một chút lạc thần sao biến hóa của cậu ấy không lớn như cậu a à, ha 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 tôi biết ngay mà cung hút nhất thời chống nạnh cười to diệp oản oản thần sắc nghẹn ngào biến hóa lớn đáng giá để cao hứng như vậy sao thay đổi lớn như vậy còn không phải có nghĩa là trước đây cậu quá cặn bã sao cung Húc vẫn trước sau như một dễ dụ vẫn như thường lệ bị mấy câu nói của Diệp Oản Oản lập tức trấn an được rồi. Diệp Oản Oản nói xong, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, "Chiều có chuyện, tôi đi đây." Đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, mấy ngày cuối cùng cố gắng giữ vững thật tốt. Mấy ngày nay tôi tương đối bận rộn, các cậu có chuyện gì trực tiếp liên lạc với Giai Văn. Cung Húc cắn đũa, con người chuyển động, "Ồ." Sau khi Diệp Oản Oản rời đi không lâu, Cung Húc lập ôm Lạc Thần bên cạnh một cái, "Này, tên ngốc, cậu có phát hiện ra không? Cái gì, lạc thần không nhịn được nước cung húc đang thao thao bất tuyệt một cái. Diệp ca có cái gì không đúng nha, mấy ngày gần đây mỗi lần thăm chúng ta, đều đi rất vội vàng, giống như là bị cái gì đó rượt vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn thời điểm đều là tiểu văn tử phụ trách chúng ta. Thủ hạ Diệp ca ca chỉ có hai ta, rốt cuộc là có gì bận rộn. Lạc thần cao mày, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Cung Húc hai con người hít lại, tôi hoài nghi, Diệp Ca sau lưng chúng ta cóng lấy một em chó khác ngoài tôi rồi. Lạc Thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, trực giác của Cung Húc chuẩn như thần. Thừa dịp Cung Húc và Lạc Thần đang huấn luyện, phần lớn tinh lực của Diệp Oản Oản đều tập trung ở Giang Yên Nhiên bên kia. Lại qua một tuần, đặc huấn của Cung Húc cùng Lạc Thần rốt cuộc cũng đã hoàn thành, đoàn phim sinh tử một đường bắt đầu tiến hành quay những phân cảnh bộ đội lần này sau khi cung húc cùng lạc thần đặc huấn trở về sự thay đổi trên người lạc thần cơ hồ là có thể dùng mắt thường cũng thấy được nhưng còn cung húc thì sao thay đổi thật sự là không rõ ràng chỉ từ vẻ bề ngoài đến xem lạc thần giang nắng dầm mưa đen đi một chút nhưng cung húc thời gian dài như vậy lại vẫn trắng nõn như cục bột thần thái vẫn tinh danh lém lỉnh như trước người không biết còn tưởng rằng hắn vừa đi du lịch về nữa đấy lưu thanh ở bên này còn đang nói đùa Cung Húc thì ngồi chỗ đó y như là đại gia, bận biểu tượng sướng một hồi, rồi lại gọi đông tử vội vã đặt bữa trưa, bữa ăn tối. Sau đó, còn đi vòng quanh giai văn nịnh bợ, ca tụng đủ kiểu, để dụ dỗ giai văn đi giúp hắn mua quà vặt. Nhìn thấy trạng thái của Cung Húc như vậy, mọi người trong đoàn làm phim bao gồm cả Lưu Thanh trong đó, tất cả đều lo lắng. Diệp Tổng thanh tra, hai người bọn họ vừa mới kết thúc huấn luyện, chính là thời điểm có trạng thái tốt nhất. Cho nên sắp xếp của tôi là tranh thủ lúc này, trước tiên quay những cảnh quay khó nhất. Diệp Tổng thanh tra, anh thấy thế nào? Đạo diễn Lưu Thanh hỏi thăm. Tôi cảm thấy cũng được. Điểm này, ý tưởng của Diệp Oản Oản hoàn toàn nhất trí với Lưu Thanh. Lưu Thanh mở kịch bản ra, sau đó mở miệng phân tích nói, cảnh quay đầu tiên hôm nay tương đối kịch liệt, là một cảnh quay cung hút đánh nhau cùng với nhân vật phản diện. Tiết Thiếu Dương thời điểm mới vừa vào bộ đội vẫn còn tác phong con nhà giàu, không học vấn không nghề nghiệp, Mãi đến một bước ngoặt này, khiến cho tính tình cậu ta đại biến, bắt đầu đối đãi nghiêm túc với nghề nghiệp mới của mình. chương 1118, phải hung hơn một chút. Phân cảnh đánh nhau này phải bộc lộ ra tính cách hoàn toàn tương phản của Tiết Thiếu Dương so với trước đây, nhất định phải vô cùng tàn bạo mới có thể lột tả được đầy đủ thần thái của nhân vật. Lưu Thanh mở miệng, thấy cung hút lại ở bên kia khi dễ dài văn, Diệp Oản Oản tức giận gọi hắn sang, cung Húc qua đây. Đạo diễn Lưu đang nói về phân cảnh của cậu đấy, đã biết lát nữa phải diễn như thế nào chưa? Cái tên này vừa mới trở lại đã lập tức bùng cháy, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ trước kia, cũng không biết chờ lát nữa bắt đầu diễn có thể nhập hồn vào nhân vật hay không. Cung Húc tỏ vẻ, "Ôi dào, chuyện nhỏ, biết biết, không phải là đánh nhau thôi sao?" Tôi am hiểu nhất là đánh nhau đấy. Diệp Oản Oản, nhất định phải đánh hung một chút, biết không? Là như vậy phải không? như vậy phải không? Cung húc lập hóp bụng ưỡn ngực, chề môi lộ ra răng cửa ý như con sóc, hướng về phía Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt đầu gấu. Diệp Oản Oản che chán, đừng có giỡn nữa. Cái tên này, rốt cuộc là có làm được hay không đây? Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng, chỉ có tiểu tử cung húc này, không dựa theo lẽ thường bao giờ, nàng không có cách nào hoàn toàn nắm bắt được hắn. Sau khi chuẩn bị một lát, cảnh quay đầu tiên sau đặc huấn, đã bắt đầu. 3, 2, 1, chuẩn bị, bắt đầu, Lưu Thanh hô to, bắt đầu diễn. Nhân vật phản diện đóng cảnh này cùng Cung Húc là một nam nhân có vóc người vô cùng cao to vạm vỡ, hình thể cường tráng, cùng Cung Húc tranh lệch khá lớn, chỉ vừa đứng đã toát lên khí thế ép người. Cung Húc muốn vượt qua hắn ta, độ khó không nhỏ. Theo tiếng kêu bắt đầu của Lưu Thanh, hai người liền nhào về phía đối phương. Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi thư ký trưởng quay đánh tấm bảng, action, xuống, trạng thái cung hút trong nháy mắt thay đổi, giống như chó điên. À không, chó săn chứ, nhào về phía nam nhân nọ. Khống chế lực đạo, tâm tình và động tác đánh nhau, tất cả đều xuất sắc ngoài ý muốn, hoàn toàn không hề có tình huống mà trước đó bọn họ lo lắng xuất hiện. Đó là cảm giác trải qua bao lần huấn luyện thực chiến chân chính mới có thể xuất hiện và lột tả ra được. Tất cả mọi người ở trường quay đều nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Ta phi, cung húc, tuyệt vời thật là đẹp trai nha. Không nghĩ tới cung húc lại còn có một mặt như vậy. Thật nhiệt huyết. Diệp mộ phàm vốn không ôm hy vọng, mắt bỗng sáng rực lên, tiểu tử này, không tệ nha. Tôi còn tưởng rằng việc duy nhất cậu làm khi đi bộ đội chính là ăn bánh bao, nhìn dáng vẻ vẫn còn tươi non như vậy cơ mà. Diệp oản oản cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng nói, cũng không tệ, bất quá, muốn đạt giải thưởng, như vậy còn không đủ, vẫn phải hung hơn một chút. Sau khi kết thúc, Lưu Thanh đem Cung Húc đang thở hồng hộc kêu đến, không tệ không tệ, Cung Húc à, cậu mới vừa rồi diễn rất khá, bất quá vẫn phải hung hơn một chút, lại ác hơn một chút. Cậu tưởng tượng chút đi, chờ mắt nhìn đồng đội mình bởi vì cậu mà hy sinh, cảm giác tự trách và bi thương đó, đem loại hận ý này đều phát tiết trên người tên côn đồ, chúng ta diễn lại một lần nữa. Tôi rõ ràng đã biểu hiện rất hoàn mỹ rồi, mới vừa rồi chính tôi cũng bị vẻ đẹp trai của mình đốn tim đấy cung húc có chút không tình nguyện. Diệp oản oản, không đủ, thử lại một lần nữa. Cung húc, ô, tới luôn đi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, cung húc ngoan ngoãn bắt đầu lần quay thứ hai. Lần này so với lần trước tốt hơn rồi. Lưu Thanh cùng Diệp oản oản vẫn cảm thấy chỉ kém một chút ít. Lưu Thanh thử nói với cung húc, ừ, so với lần đầu tiên đã tốt hơn rất nhiều, bất quá còn có thể hung tợn hơn một chút xíu. Cung húc, cậu tốt nhất thử tưởng tượng một chút, tên cùng hung cực ác này, hắn giết hại nhân dân, hãm hại chủ quyền quốc gia, hại chết nhiều người huynh đệ của cậu như vậy. Các cậu hao tốn thời gian 2 năm, rốt cuộc bắt được hắn, sau khi cậu nhìn thấy hắn sẽ có tâm tình như thế nào? Ôm lấy tâm tình như vậy, chúng ta thử lại một lần nữa. chương 1119, mạch não có vấn đề. Vì vậy, cung hút lại thử một lần. Cung hút lần sau lại tốt hơn lần trước, nhưng vẫn không đủ, vẫn không đạt tới yêu cầu của Diệp Oản Oản, luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì. Nàng hy vọng cung húc có thể lộ ra tâm tình còn, cùng hung cực ác, hơn cả tên côn đồ kia, là một tâm tình gần như điên cuồng. Số lần càng nhiều, cung húc đã bắt đầu dẫy nảy lên, tôi đã đủ hung mà. Còn muốn hung thế nào nữa? Người ta hung dữ lắm rồi đấy. Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, đem một mình cung húc gọi qua một bên, qua đây. Vâng, cung húc lộc cộc đi qua cùng nàng. Diệp Oản Oản hơi suy tư, sau đó nhìn về phía cung húc mở miệng nói, hiện tại, cậu nhắm mắt lại, sau đó nghe theo lời của tôi, tưởng tượng một chút. Cậu đang ở trong rừng rậm nguyên thủy đặc huấn, chỉ cho phép mang theo một miếng bánh bích quy, phải kiên trì trong thời gian một tháng. Cậu gắng ngượng chịu đựng qua 29 ngày, thời điểm ngày thứ 30 rốt cục không chịu đựng nổi nữa, chuẩn bị lấy ra ăn, nhưng vào lúc này, miếng bánh bích quy này lại bị côn đồ đoạt lấy, sau đó, cậu muốn làm cái gì? cung húc giết, chết, hắn. Diệp Oản Oản, rất tốt. Lần này, cung húc hoàn mỹ thông qua. Diễn viên nhân vật phản diện là một viên lính già giải ngũ, thời điểm cùng cung húc diễn mấy lần trước đó, cũng còn lưu lại đường sống. Lần này lại bị cung húc ép đến không thể không dốc toàn lực. Cát, hoàn mỹ, tốt vô cùng, tâm tình đặc biệt thích hợp, hoàn mỹ lột tả được nội tâm nhân vật. Lưu Thanh tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Diệp mộ phàm khóe miệng hơi co lại, tò mò tiến tới bên cạnh Diệp Oản Oản lẩm bẩm em nói gì với tên tiểu tử cung húc kia? Sao hắn lại đột nhiên phát điên như vậy? Diệp Oản Oản, không nói gì, chỉ để hắn tưởng tượng một chút, miếng bánh bích quy duy nhất của hắn bị cướp là có cảm giác gì? Diệp mộ phàm trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này có phải là mạch não có vấn đề hay không? Diệp Oản Oản, anh mới biết ngày đầu tiên à? Diệp ngộ phàm, cảnh quay thứ hai hôm nay là một cảnh quay cuối bộ phim. Cuối cùng, Tiết Thiếu Dương bất cần đời, nhát gan khiếp nhược, thậm chí lạnh lùng ích kỷ, cuối cùng vì kiên quyết cứu một cô bé mà chết. Sau nhiều lần cùng chung hoạn nạn, Thẩm Nhạc đã đem Tiết Thiếu Dương xem như huynh đệ của mình, ôm lấy thân thể của Tiết Thiếu Dương, vô cùng bi thương. Cảnh diễn này, quan trọng là diễn xuất của Lạc Thần. Lạc Thần chỉ một lần liền vượt qua. Cát, qua, quá tốt rồi, Lưu Thanh kêu cắt, trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động vang lên khắp toàn trường lạc thần cúi mình vái chào biểu tình đau thương trên mặt trong nháy mắt thu liễm lạc thần thậm chí đã có thể hoàn toàn thu phóng tâm tình một cách vô cùng tự nhiên diệp oản oản nhìn lạc thần có loại cảm giác vui vẻ yên tâm kiểu con trai ta sắp trưởng thành rồi đấy lạc thần tiến bộ thật sự quá thần tốc cung húp ở một bên chua sót lẩm bẩm chật chật thật là giả tạo nhìn một cái là biết ngay là đang diễn nếu như tôi chết hắn hẳn là phải đốt pháo bông ăn mừng mới đúng ở dưới hiệu suất siêu cao, mấy cảnh quay quan trọng của bộ phim tất cả đều thông qua phi thường thuận lợi, tất cả các nhân viên của đoàn làm phim đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng như câu nói, mài dao không làm lỡ việc đốn củi, thời gian tiêu tốn để đặc huấn cũng không hề phí công. Theo tiến độ quay phim vô cùng khẩn trương, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua. Bởi vì quá trình quay phim vô cùng thuận lợi, cuối cùng, bộ phim đã được quay xong trước thời hạn một nửa. Ngay ngày hôm đó, diệp oản oản đã để cho giai văn đặt trước một phòng ăn mời cả đoàn làm phim đến dự tiệc buổi tối vừa đến phòng ăn cung hút liền bắt đầu rêu rao. diệp ca ca bình thường thì coi như xong đi nhưng ngày đại hỷ như ngày hôm nay anh nhất định phải uống một ly nói xong còn kéo lạc thần bên cạnh tên ngốc cậu nói xem có đúng không lạc thần không đúng cung hút mẹ nó phản đồ còn nói tình huynh đệ hữu nghị gì gì nữa chứ Diệp Oản Oản liếc cái, con hàng, cung hút kia một cái, cậu tém tém lại chút đi, tôi đi gọi điện thoại. Thích, vâng, vâng, nhưng mà rốt cục anh có uống không vậy? Diệp ca anh vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy. Cung hút vội la lên. Diệp Oản Oản chỉ tay vào điện thoại, có thể uống hay không, tôi phải xin phép một chút. Cung hút. Trường 1120, làm sao có thể sợ vợ? Cung hút quả thực không nhịn được bĩu môi nói, uống chút rượu mà thôi, làm gì phải đến mức đó diệp oản oản bởi vì tôi sợ vợ cung hút nghẹn một cái anh là một người đàn ông làm sao có thể sợ vợ cung hút quả thật là vô cùng đau đớn cung hút mới vừa nói xong cũng phát hiện ra không đúng hích vị nội nhân kia của diệp ca cũng là nam nhân mà diệp oản oản không hề phản ứng lại việc cung hút gào thét bi thương đã đi tới nơi yên tĩnh gọi điện thoại rồi điện thoại di động rất nhanh liền kết nối diệp oản oản alo a cửu a cửu tương đương cùng lúc đó trong hồng hoa tiểu lâu tư Dạ hàn đang ngồi ở trên ghế salon nhận điện thoại của diệp oản oản bên cạnh đường đường vừa nghe được tiếng chuông điện thoại này là do mẹ gọi đến lập tức bạch 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 chạy tới dương mắt dòm tư Dạ hàn tư Dạ hàn nhìn tiểu ra hỏa một cái sau đó mở loa ngoài ra lúc này mới lên tiếng ừ không phải là đang tổ chức tiệc cùng đoàn phim sao diệp oản oản nghe được đầu kia của điện thoại truyền đến âm thanh khàn khàn hấp dẫn của nam nhân vội vàng trả lời đúng vậy đúng vậy cho nên có một việc muốn xin phép anh em đêm nay có thể tư giả hàn không thể uống rượu diệp oản oản còn chưa nói hết tư giả hàn đã y như quăng dép guốc trong bụng nàng xem thấu được nàng muốn nói gì hích một chút thôi em chỉ uống một chút xíu cũng không thể sao hôm nay thật là một ngày vui nha đây là bộ phim đầu tiên mà bọn em cùng nhau quay, cuối cùng cũng quay xong. Một dịp vui như thế này, làm sao có thể không có rượu đây? Một buổi tiệc không uống rượu, chính là thiếu hẳn đi linh hồn. Thật ra thì tối nay nếu như cung húc không nói, Diệp Oản Oản cũng định chuẩn bị uống một chút, đã sớm không nhịn nổi. Nghe Diệp Oản Oản ở bên kia ngụy biện đủ kiểu, tư giả hàn phi thường có nguyên tắc, không dao động chút nào, vẫn như cũng là hai chữ kia, không được. Diệp Oản Oản chưa từ bỏ ý định, quy củ là vật chết, người là vật sống mà. Không thể phá lệ một chút hay sao, có được hay không, A à cửu, cực cương à, bảo bảo à, lão công, tư giả hàn, xác định chỉ một chút xíu. Diệp Oản Oản nghe được, có điểm lành, gật đầu liên tục, em thề, em hứa, em đảm bảo, anh còn chưa tin em sao. Em ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Tư giả hàn tỏ vẻ rất hoài nghi. Diệp Oản Oản, có được hay không? Thích anh nhất, yêu anh nhất rồi, thật sự sẽ không uống nhiều. Một hồi lâu sau, tư dạ hàn rốt cuộc mở miệng có chừng mực. Đây là đáp ứng rồi. Diệp oản oản nhất thời mừng rỡ, liền biết ngay là anh tốt nhất mà. Đường đường nghe ba mẹ mình đối thoại từ đầu tới cuối, giờ phút này nghiêm mặt nhỏ nhìn tư dạ hàn, rõ ràng mặt đầy vẻ không đồng ý, dường như đang tố cáo ba ba thật thiếu nguyên tắc rồi. Cha, cha như vậy thật quá không có nguyên tắc rồi. Như vậy là không đúng, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Cậu bé sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Đỉnh lông mày tư giả hàn khẽ nhớn lên, hướng về cậu nhóc nhìn một cái, sau đó đem điện thoại di động đưa cho nhóc, con có thể thử xem. Thử thì thử. Cậu bé thở phì phò nghe điện thoại, mẹ. Diệp oản oản nghe được âm thanh của đường đường, nhất thời vui vẻ không thôi, đường đường. Có phải là con nhớ mẹ rồi hay không? Vâng ạ, à, đường đường nhớ mẹ cậu bé vô cùng thành thực mở miệng, nghe đầu bên kia là thanh âm quen thuộc của mẹ, bản mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhất thời trở nên dị thường ôn nhu đáng yêu. Ngoan ngoãn nha, chụt chụt, bảo bối con nhớ đi ngủ trước, không thể ngủ quá muộn, mẹ sẽ mau kết thúc, trở về nhà ngủ cùng con nha a a a. Vâng, mẹ đừng lo lắng, đường đường sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Bảo bối thật ngoan, mẹ yêu con nhất rồi, vậy mẹ cúp máy trước nha, ngoa a a tương đương. Vâng ạ, bái bai mẹ tương đương. Sau khi cùng mẹ trò chuyện xong, đường đường bảo bối hài lòng ôm lấy điện thoại di động, cúp điện thoại. Ừ, đứa lớn, chẳng qua chỉ là không có nguyên tắc, đứa nhỏ, toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối liền quên mất chuyện phải khuyên mẹ không nên uống rượu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1120